Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 26. Quyển 8, chương 36. Công việc tiếp theo tương đối dễ dàng. Đoàn người chính là đi quanh mà xem, khảo sát hoàn cảnh và tình hình của mấy nhà máy trong khu khai phát, sau đó tổ chức tọa đàm. Nhà máy biến áp Ninh Lăng và công ty điện Thiên Hằng là hai nhà máy số 1 số 2 của khu khai phát nên không cần phải nói. Mấy nhà máy còn lại đều là được báo trước nên phải tỏ vẻ làm ăn tốt. Chỉ riêng tiền thuê mười mấy xe vận chuyển hàng hóa, đám cán bộ ban quản lý cũng đến đó đốc thúc. Đóng kịch thì hay nhưng không biết có hiệu quả gì không. Triệu Quốc Đống từ phòng hội nghị đi ra thì thấy Lục Nhị đang lạnh giá run bần bật ngồi trong văn phòng cạnh phòng hội nghị, cô co do lại. Bởi vì không biết tọa đàm xong sẽ có bố trí gì không nên Lục Nhị không dám đi. Ở đây không có điều hòa nên làm cô rất lạnh. Trời tuy lạnh nhưng cô bị Ngô Luân yêu cầu nhất định phải tỏ rõ sự trẻ trung xinh xắn nên cô không dám mặc nhiều. Lục Nhị, cô ngồi đây làm gì? Vào phòng hội nghị ngồi một lát cho ấm. Triệu Quốc Đống có chút không đành lòng. Ngô Luân này không biết nghĩ như thế nào nữa mà càng cô gái xinh đẹp thì người này càng khó chịu. Bí thư Triệu, em ngồi ở đây nếu không khách đi ra thì sao? Lục Nhị vội vàng đứng lên nói. Khách đi ra sẽ đi ăn cơm, không có chuyện của cô. Cô mặc ít áo như vậy, ở đây không có điều hòa, đi thôi, ngồi một bên nghe khách đánh giá về khu khai phát cũng có lợi hơn. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Một tia ấm áp dấy lên trong lòng Lục Nhị. Lục Nhị biết mình bây giờ là rất nguy hiểm. Bố Bảo Xuân Hành Bảo Vĩnh Lai bị bệnh nặng được đưa lên Bắc Kinh chữa trị. Người nhà Bảo Xuân Hành cũng phải đi theo chăm sóc. Khó khăn lắm cô mới thông qua Bảo Vĩnh Lai mà điều mình vào ban quản lý khu khai phát, đầu mối này đã bị chặt đứt. Ngô Luân thi thoảng dùng ánh mắt lạnh lùng, dâm dục nhìn cô làm Lục Nhị rất sợ hãi. Cô sợ không chỉ là bị Ngô Luân xâm hại, càng lo mình bị đuổi việc, không thể không về phòng giáo dục quận Đông Giang, sau đó điều xuống xã, thị trấn nào đó dạy học. Hy vọng duy nhất của cô đặt lên người Triệu Quốc Đống. Mặc dù không ai nói rõ cô làm thư ký riêng của Triệu Quốc Đống, nhưng trong một lần ngẫu nhiên chủ nhiệm Lý đã nói khiến Lục Nhị coi mình là thư ký của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua thư ký lệnh Hồ Triều của Triệu Quốc Đống lúc nào cũng đi theo Lục Nhị không có cơ hội gì. Triệu Quốc Đống hoàn toàn không để ý chút hành vi của mình lại làm Lục Nhị suy nghĩ miên man. Hắn lúc này đặt hết vào nội dung cuộc nói chuyện với Đồng Minh Đường. Vì đẩy mạnh việc khai thác năng lượng ở khu vực Trung Tây và truyền tải điện tới Duyên Hải, cùng với việc cải tạo điện nông thôn. Công ty Quốc Điện muốn chọn một khu vực có điều kiện thích hợp làm trụ sở chế tạo các thiết bị cho công ty. Mà lần này Đồng Minh Đường chính là có mục đích đó. Đồng Minh Đường lộ ra làm Triệu Quốc Đống chấn động. Đây không đơn giản là thu hút một công ty vào, nếu có thể khiến trụ sở chế tạo thiết bị của công ty Quốc Điện xây dựng ở Ninh Lăng, đây không đơn giản chỉ là một khu khai phát tại Ninh Lăng. Đây có thể nói sẽ khiến ngành sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng nhảy lên vài bậc thang. Chẳng qua Đồng Minh Đường cũng nói rõ cho Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là một ý tưởng của công ty Quốc Điện, chưa có quyết định hoàn toàn. Hơn nữa cuối cùng phải do Bộ Thương mại xác định rồi báo cáo lên Quốc vụ viện. Suy nghĩ của Triệu Quốc Đống hoàn toàn tập trung vào vấn đề này. Hắn muốn báo cáo ngay với Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao. Ý đồ này Đồng Minh Đường nói chưa hoàn toàn được xác định. Nhưng nếu đã được xác định thì Ninh Lăng phải cạnh tranh với Lam Sơn cùng Miên Châu thì sẽ rất khó khăn, càng không cần nói tới mấy tỉnh khác cũng cạnh tranh gay gắt. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi chạy đến khách sạn Ninh Uyển. Triệu Quốc Đống liền báo cáo tin tức mình nghe được từ Đồng Minh Đường với Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao rất kích động gần như đập bàn quyết định thành lập một văn phòng để đối phó với công ty Quốc Điện. Đây không phải chuyện đùa. Nếu công ty Quốc Điện thật sự có ý tưởng đó thì không cần đầu tư bao nhiêu, chỉ cần có chính sách dẫn hướng, thành lập một hai nhà máy trụ cột, các công ty, nhà máy liên quan sẽ tự động tới. Bí thư Kỳ, đây là một cơ hội. Một cơ hội cải tử hoàn sinh đối với ngành sản xuất công nghiệp Ninh Lăng chúng ta. Mặc dù công ty Quốc Điện chỉ là một công ty nhà nước lớn, nhưng về cơ bản nó lũng đoạn cả ngành điện năng của quốc gia. Mà ngành sản xuất điện lại là một trong những ngành quan trọng nhất của quốc gia. Mỗi cử động của nó sẽ mang tới ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói trụ sở kia xác định đặt ở đâu, nơi đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Điểm này tôi dám chắc. Thư Chí Cao nhạy cảm không thua gì Kỳ Dư Hồng và Triệu Quốc Đống. Y được điều từ Lam Sơn đến Ninh Lăng và vẫn luôn tìm cơ hội đột phá khó khăn nhưng vẫn không được như ý. Ninh Lăng thiếu tài nguyên, ngành công nghiệp trụ cột yếu kém. Không công nghiệp không giàu, anh nếu muốn tạo ra một thành phố, thị xã giàu có thì không có sản xuất công nghiệp là không được.
nhưng không thể dựa vào hò hét mà nó cần đầu tư. Ninh Lăng là nơi nghèo thì sao có tiền mà đầu tư? Có đôi khi Thư Chí Cao có chút hâm mộ Triệu Quốc Đống, ít nhất cũng thành lập được một hai hạng mục chủ đạo cho Hoa Lâm, có thể thúc đẩy kinh tế một huyện phát triển mạnh. Đương nhiên đối với một thị trường thì quy mô kinh tế như Hoa Lâm không đáng gì. Nhưng bây giờ có cơ hội quá lớn xuất hiện trước mắt. Nắm bắt cơ hội này sẽ khiến Ninh Lăng nhảy vọt lên. Ừ, Quốc Đống, Đồng Minh Đường nói đây chỉ là một ý tưởng chứ chưa được quyết định. Tức là có ý gì? Kỳ Dư Hồng mặc dù cũng thấy chấn động nhưng y chững chạc hơn Thư Chí Cao. Làm bí thư thị ủy, y phải suy nghĩ chu đáo hơn, nếu việc này không thành thì đó sẽ là trò cười. Có lẽ quốc gia có ý ở việc này, nhưng bây giờ mới vào giai đoạn chứng thực, cũng chưa có quy hoạch cụ thể. Bọn họ bây giờ là khảo sát bước đầu, còn lâu mới tới việc xây dựng. Chẳng qua bí thư Kỳ, thị trưởng Thư, tôi cảm thấy như vậy mới có lợi cho chúng ta. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nói. Ninh Lăng chúng ta không có ưu thế so với các nơi khác, thậm chí điều kiện trụ cột cũng kém hơn. Có một điểm duy nhất có lợi là chúng ta có được tin tình báo trước. Nếu như chúng ta có thể làm tốt công tác chuẩn bị, ví dụ như san nền đất, cung ứng điện, nước, thông tin, đường, còn có cả việc thành lập đồn công an, xe bus, thậm chí có thể xây dựng sớm một số nhà máy. Nếu như chúng ta cũng cung cấp được hoàn cảnh mềm thật tốt, công tác phục vụ tốt, ngoài ra chúng ta còn đi thông vài quan hệ thì tôi nghĩ Ninh Lăng chúng ta còn có sức cạnh tranh đôi chút. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tăng tốc độ xây dựng khu khai phát, đồng thời chỉnh đốn tác phong làm việc và hoàn cảnh mềm của khu khai phát. Cố gắng phát triển tốt ở hai vấn đề này. Dù chúng ta thất bại trong việc thu hút công ty quốc điện thì cũng có tiêu chuẩn cao hơn khi thu hút các công ty khác mà. Kỳ Dư Hồng gật đầu, lời Triệu Quốc Đống nói đúng vào suy nghĩ của y. Thu hút đầu tư chính là một chiến lược lâu dài. Khu khai phát mãi không làm tốt là nỗi đau trong lòng y. Thư Chí Cao không ngừng mắng khu khai phát là kẻ ăn hại, đây không khác gì đâm vào chỗ đau của y. Làm như thế nào để phát triển khu khai phát là nhiệm vụ y giao cho Triệu Quốc Đống. Xem ra Triệu Quốc Đống cũng đã tìm được nguyên nhân căn bản của việc khu khai phát không phát triển. Mấu chốt là hoàn cảnh mềm, ở vấn đề này Hoàng Côn không đủ khí phách, Lý Trạch Hải bận giải quyết công việc hàng ngày nên không làm gì được. Mà Triệu Quốc Đống này có thể đặt cơ hội lần này cùng với việc phát triển tổng thể của khu khai phát chính là lựa chọn tốt nhất. Lão Thư, tôi thấy ý kiến của Triệu Quốc Đống cũng không khác anh là mấy. Ý tôi là không thể chậm trễ, không thể bỏ qua. Dù chỉ có một phần nhỏ hy vọng thì chúng ta cũng phải cố hết sức. Tôi đề nghị chiều chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy chuyên đề, thảo luận làm như thế nào xúc tiến hạng mục này tiến vào Ninh Lăng. Quyển 8, chương 37. Không khí bữa trưa khá vui vẻ. Mặc dù người trong đoàn không rõ tại sao Phó Tổng Giám đốc Đồng Minh Đường lại chọn tới Ninh Lăng mà không nằm trong kế hoạch, chẳng qua bọn họ cũng không cần suy nghĩ làm gì. Bọn họ cần chính là phân tích hoàn cảnh trụ cột của Ninh Lăng. Phải nói Ninh Lăng cũng có điều kiện lợi thế. Ví dụ như một vài công ty trong ngành điện của Ninh Lăng, quy mô mặc dù không lớn nhưng cũng có trụ cột. Hơn nữa đất của khu khai phát bằng phẳng, đất dự trữ lớn. Nước, điện, đường, thông tin đều tốt, lại có ưu thế về bến tàu. So sánh với mấy thành phố khác thì Ninh Lăng thiếu trụ cột công nghiệp, muốn hình thành cả ngành thì cần đầu tư lớn, hơn nữa thời gian kéo dài. Ở mấy thành phố khác hoặc tỉnh khác thì đều có trụ cột hơn xa Ninh Lăng. Hơn nữa một điểm khác chính là Ninh Lăng không có đường sắt. Đường sắt Tây Liễu mặc dù đã lập hạng mục nhưng bao giờ thông xe cũng rất khó nói. Đồng Minh Đường cũng biết Ninh Lăng không phải lựa chọn lý tưởng nhưng đó chỉ là điều kiện khách quan mà thôi. Công ty Điện Quốc quyết định đầu tư vào đâu cũng không phải do điều kiện khách quan quyết định. Chính xác mà nói do ý của lãnh đạo quyết định, mà nhân tố khách quan thì dù một nơi đồi núi được lãnh đạo quyết định cũng thành công. Đồ ăn đặc sản của Ninh Lăng làm các vị khách Bắc Kinh ăn rất vui vẻ. Ăn xong liền đến suối nước nóng khu du lịch núi Hốt Luân. Có Phó Tổng Giám đốc Đồng Minh Đường cho phép nên nhân viên thoải mái hưởng thụ. Triệu Quốc Đống, ai đưa ra ý đồ xấu này vậy? Vưu Liên Hương đầy tức giận từ trên xe đi xuống mà nói. Chủ ý xấu gì cơ Vưu tỷ? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Ai bảo tôi đi tắm suối nước nóng với bọn họ? Bí thư Kỳ còn nói đây là nhiệm vụ chính trị, tôi bao chuyện cơ mà, không đi. Vưu Liên Hương thẹn quá hóa giận, Kỳ Dư Hồng gọi điện yêu cầu cô tới tiếp đám người công ty Điện Quốc đi tắm suối nước nóng núi Hốt Luân, điều này làm cô rất tức giận. Vưu tỷ, sợ là chị hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải muốn đi cùng bọn họ mà. Suối nước nóng núi Hốt Luân còn chưa chính thức khai trương,
có mấy hồ thiên nhiên thì người bình thường có bỏ tiền uống không vào được. Đây là suối nước nóng thuần thiên nhiên, có tác dụng dưỡng da, tăng chất sống cho tế bào. Mấy hồ thiên nhiên này căn bản không kinh doanh ra ngoài. Nói khó nghe một chút đó là được công ty khai thác khu du lịch tiếp khách quý và lãnh đạo huyện hưởng thụ. Triệu Quốc Đống cười nói. Mấy người đàn ông đi ngâm suối nước nóng, tôi là phụ nữ đi theo thì ra thể thống gì. Vưu Liên Hương vẫn còn có chút tức giận. Chị có phải quá phong kiến không? Thời này đâu còn nói cười không lộ răng. Chúng ta không phải nước phong kiến hay Ả Rập, chúng ta cũng không tắm trần mà, mặc áo tắm đó chứ. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Hơn nữa trong đoàn của công ty điện quốc có một nữ nhân viên, chúng ta nếu không có người tiếp sẽ không lễ phép. Cho nên Bí Thư Kỳ mới gọi chị tới. Ồ, trong bọn họ có nữ nhân viên. Vưu Liên Hương lúc này mới dịu đi một chút, cô nghĩ Kỳ Dư Hồng coi cô là loại người kia, nếu có nữ nhân viên thì còn khác. Ừ, một nhân viên trong phòng kế toán của công ty điện quốc, tuổi tương đương như Vưu Tỷ. Chị ta nghe nói đi ngâm suối nước nóng thiên nhiên nên rất vui vẻ. Triệu Quốc Đống cười cười nói. Sao, anh sợ hạng ca biết sao? Cậu cút ngay. Vưu Liên Hương hơi nóng mặt, cô vốn tự hào về cơ thể mình. Mặc dù đã trên 35 nhưng vẫn được chăm sóc tốt, mỹ phẩm đều đồ nước ngoài. Càng đến tuổi này thì phụ nữ càng quý dung nhan của mình. Cho dù là tốn tiền hơn nữa cũng phải làm. Cô cũng sớm nghe nói tới suối nước nóng thiên nhiên của núi Hốt Luân nhưng chưa khai trương nên không nghĩ đến ngâm mình. Bây giờ nghe Triệu Quốc Đống nói thì cô cũng có chút động tâm. Hay là như vậy, Vưu Tỷ nếu cảm thấy không quen với đối phương thì tôi gọi thêm Lục Nhị. Triệu Quốc Đống vẫy tay gọi. Lục Nhị, cô lại đây. Có thể cùng ăn với lãnh đạo và công ty điện quốc ở khách sạn Ninh Uyển, Lục Nhị đã rất vui mừng. Nhìn thân phận người tham gia đoàn tiếp thì ngoài lãnh đạo thị xã và mấy người phụ trách cơ quan kinh tế ra, khu khai phát chỉ có 3 vị chủ nhiệm, ngay cả Ngô Luân cũng không đủ tư cách. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại gọi sao không làm Lục Nhị vui mừng. Ăn xong Lục Nhị thấy Triệu Quốc Đống không bố trí gì thì đang suy nghĩ nên làm như thế nào về khu khai phát. Ngoài trời rất lạnh, vừa nãy đi xe Bí Thư Triệu tới, bây giờ nếu về chỉ có thể đi taxi. Nhưng đứng trước cửa trong gió rét mà đợi xe cũng khổ. Nghe Triệu Quốc Đống gọi, Lục Nhị vội vàng chạy tới. Bây giờ cô đã coi Triệu Quốc Đống là cha mẹ phụ trách túi cơm của mình. Có thể nói một câu của Triệu Quốc Đống sẽ giải quyết việc cô vào biên chế chính thức của khu khai phát, một câu có thể đẩy cô về xã nào đó ở Đông Giang dạy học. Bây giờ dù cho cô làm giáo viên ở thị xã cũng không muốn. Bí Thư Triệu, ngài gọi em. Lục Nhị chạy đến trước mặt Triệu Quốc Đống, người hơi cúi xuống. Triệu Quốc Đống thấy Lục Nhị khá hứng thú với công việc hôm nay, trong mắt lộ rõ một tia khát vọng. Ừ, đây là trưởng ban thư ký Vưu. Cô đến ban phục vụ của khách sạn Ninh Uyển mua 3 bộ đồ tắm cho trưởng phòng Trương công ty điện quốc, trưởng ban Vưu và cô. Bên công ty khai thác kia bán áo tắm nhưng chất lượng không tốt. Ngoài ra thông báo lệnh hồ chiều mua 10 chiếc quần bơi của nam, cô lập tức cùng trưởng ban thư ký Vưu và trưởng phòng Trương kia đến Hoa Lâm ngâm suối nước nóng. Sáng cô lạnh như vậy mà mặc mỏng manh, làm khó cô. Triệu Quốc Đống cười nói. Vưu tỷ, tôi bố trí như vậy có được không? Ừ, vậy còn được. Quốc Đống, Lục Nhị là thư ký của cậu. Vưu Liên Hương cẩn thận quan sát Lục Nhị. Lục Nhị này ăn mặc khá hợp thời làm tôn lên vẻ trẻ trung, tươi tắn. Trưởng ban thư ký của Bí Thư Triệu là lệnh Hồ Triều. Tôi là nhân viên văn phòng của ban quản lý khu khai phát. Công việc chủ yếu hàng ngày là phục vụ Bí Thư Triệu. Lục Nhị nở nụ cười làm người ta vui vẻ. Ồ, tiểu Lục còn trẻ quá, người ở đâu? Tốt nghiệp trường gì? Vưu Liên Hương gật đầu nói. Tôi là người Phong Đình, tốt nghiệp Học viện Sư phạm Ninh Lăng. Lục Nhị ngoan ngoãn nói. Có thể quan hệ với thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy là cơ hội ngàn năm có một. Được rồi, đi thôi Vưu Tỷ, khách đã lên xe rồi. Triệu Quốc Đống nhìn thấy Bành Trường Quý đã chạy tới. Sau khi đến Tây Giang, Triệu Quốc Đống liền trả xe Santan 2000 về cho Hoa Lâm. Hắn đi xe của bên Tây Giang. Khi mọi người tới Hoa Lâm, Bí thư huyện ủy Hoa Lâm Hoàng Côn mang theo phó bí thư Lỗ Đạt, tránh văn phòng huyện ủy Hà Lương Tài và phó chủ tịch Hoắc Vân Đạt đã sớm chờ ở cửa khu du lịch. Đây vốn là hoạt động giải trí nên chỉ cần Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống đi là được, bí thư huyện ủy Hoa Lâm không cần ra mặt. Chẳng qua Hoàng Côn cũng biết căn cơ của mình không ổn, nhất là biểu hiện ở khu khai phát không tốt làm Thư Chí Cao và Kim Vĩnh Kiện khó chịu. Y làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã gây nhiều tranh cãi.
Mặc dù cuối cùng Kỳ Dư Hồng chèn ép được nhưng vẫn làm Hoàng Côn có áp lực rất nặng. Vưu Liên Hương là người của Kỳ Dư Hồng, hơn nữa là cấp trên cũ của y, Triệu Quốc Đống lại là bí thư huyện ủy Hoa Lâm khóa trước. Y là bí thư huyện ủy Hoa Lâm đến đón tiếp cũng hợp tình hợp lý. Quyển 8, chương 38. Hoàng Côn không phải không ghen ghét chuyện Triệu Quốc Đống lên chức. Chẳng qua Hoàng Côn rất nhanh có thể nghĩ thông suốt, dù sao Triệu Quốc Đống không thể đánh ngã Sử Chí Hòa thì mình chỉ thêm vào danh sách cho có, không đến lượt mình. Có thể lên làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã làm y thỏa mãn rồi. Nhất là sau khi đến Hoa Lâm, Hoàng Côn mới cảm thấy những quy hoạch mà Triệu Quốc Đống đặt ra lớn đến như thế nào. Từng hạng mục đang vận hành trơn tru, quy mô ngành sản xuất chủ đạo cơ bản đã hình thành, có thể nói đang hoạt động tốt. Cứ theo tình hình bây giờ nếu Tây Giang không có biến hóa lớn thì sản lượng GDP của Hoa Lâm vượt qua Tây Giang chỉ là trong 2-3 năm. Nói cách khác y nắm giữ chức bí thư của huyện có GDP đứng đầu thị xã. Điều này làm Hoàng Côn rất phấn khích. Mà Đường Diệu Văn cũng một lòng chú tâm phát triển kinh tế, cũng tôn trọng Hoàng Côn. Hoàng Côn có thể thoải mái làm việc bên huyện ủy, phối hợp khá ăn ý với Đường Diệu Văn. Có thể nói làm việc khá thuận tay. Chẳng qua thấy Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống và người của công ty điện quốc xuống xe. Hoàng Côn không khỏi thấy có kim đâm trong lòng. Triệu Quốc Đống này còn quá trẻ, vẻ khí thế kia làm người ta khó chịu. Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên khi Hoàng Côn tự mình tới đây. Chẳng qua vẻ mặt khá thân thiện của Hoàng Côn đã đánh tan sự mất tự nhiên của hai người. Ở khu du lịch này, tập đoàn Đông Năng trước đó đã thuê một khu đất lớn xây dựng làm khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là hạng mục lớn nhất trong vùng ngoài khu du lịch. Số vốn đầu tư lên trên 30 triệu. Sau khi xây dựng xong sẽ là khu nghỉ dưỡng có đầy đủ khách sạn, nơi chăm sóc sức khỏe. Mà lãnh đạo tập đoàn Đông Năng thấy công ty điện quốc tới cũng tận tình tiếp đón. Kỳ Lân Quan có rất đông khách thập phương tới phúng vái làm người của công ty điện quốc có chút kinh ngạc. Nhất là sau khi biết có không ít khách thập phương đến từ các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Kiềm Nam, Tứ Xuyên, bọn họ càng tò mò sao đạo quán này lại có tiếng tăm xa như vậy. Sau một phen nói quá của đạo trưởng Minh Hư, đám người công ty điện quốc này có chút sửng sốt. Minh Hư vừa mở mồm đã nói về lịch sử lâu dài, một đám khách bên ngoài sao nghe được truyền thuyết gì đó từ trước nên nghe gì gật đó. Vưu Liên Hương cũng ít khi đến đây, chỉ đến khách sạn Kỳ Lân Quan ăn hai bữa mà thôi. Kỳ Lân Quan đông khách như vậy làm cô có chút kinh ngạc. Lục Nhị lúc này đang cầm cặp thay Vưu Liên Hương, vừa đi vừa nói chuyện khiến hai người không buồn chán. Nguồn suối nước nóng ở núi Hốt Luân khá phong phú, rất nhiều nước chảy từ trong suối tạo thành ao sâu, trong một dải đất tạo ra gần 20 hồ lớn nhỏ. Hồ lớn có thể chứa được 50 người, hồ nhỏ có thể cho 2-3 người. Nhất là có những hồ dành cho đôi tình nhân vào tắm chung. Tổng Giám đốc Đồng thấy sao? Suối nước nóng núi Hốt Luân chúng tôi không phải như suối nước nóng nhân tạo. Nhìn xem, tất cả đều là nước tự nhiên. Anh nhìn xem, nước từ mạch ngầm chảy ra đầy tràn. Một đám bạn vào đó ngâm mình vài tiếng và không lo bẩn. Không giống một số nơi suốt ngày lo bẩn vì không kịp đổi nước mới. Triệu Quốc Đống và Đồng Minh Đường thay quần áo. Bởi vì tiếp đón lãnh đạo nên ban quản lý liền bố trí mấy phòng thay quần áo bằng gỗ, phòng vệ sinh trực tiếp dùng phòng nhập khẩu, khá hợp ý khách. Đúng thế, Quốc Đống, nghe nói cậu vốn là bí thư huyện ủy ở đây, hơn tháng trước mới chính thức điều lên Ninh Lăng. Tôi thấy đạo trưởng Minh Hư không ngừng khen cậu. Nói cậu đã ủng hộ rất nhiều cho Kỳ Lân Quan. Đồng Minh Đường thay quần bơi liền phủ thêm tấm khăn tắm lên người. Mấy khu du lịch như thế này cần giữ hoàn cảnh yên tĩnh, lại có suối nước nóng thiên nhiên nữa chứ, đây là bảo vật trời sinh. Tập đoàn Đông Năng lúc ấy xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây đúng là có tầm nhìn xa. Ha ha, Tổng Giám đốc, lúc trước khi khai thác khu du lịch này thì đã tốn rất nhiều công sức. Các nhà đầu tư không ai dám dễ dàng ra tay. Khoản đầu tư 80 triệu cũng là do tôi kéo đám bạn đầu tư mạo hiểm đến. Năm đầu phải xây dựng, năm thứ hai chưa có hiệu quả rõ ràng, đến năm nay mới chính thức sống. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý khi nói về lĩnh vực du lịch. Trên thực tế khu vực Trung Tây có nhiều nơi đều có tài nguyên du lịch và thủy lợi. Vấn đề nằm ở chỗ chính quyền địa phương có thể nhạy cảm nắm bắt cơ hội và tìm kiếm cơ hội không, có ánh mắt nhìn xa hay không. Đồng Minh Đường thở dài nói. Ha ha. Xem ra Tổng Giám đốc Đồng có rất nhiều cảm xúc về việc này. Triệu Quốc Đống cười nói. Đi ngâm mình thôi, nhiệt độ suối nước nóng rất thích hợp, lưu lượng nước nhiều, chảy ra liên tục nên nhiệt độ không giảm mấy, vừa lúc thích hợp. Suối nước nóng dễ chịu rất nhanh làm người ta quên đi khó khăn trong công việc.
mọi người gần như chìm đắm trong cảm giác mê say này. Nằm trong nước, lộ nửa thân trên bên ngoài, nước chảy cuồn cuộn qua người. Mấy người Triệu Quốc Đống, Đồng Minh Đường ngâm mình một lát rồi lên bờ. Lúc ở Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống cũng thường xuyên tới đây. Mỗi lần ngâm mình khoảng 1-2 tiếng là có thể xua đi áp lực trong lòng mình. Mấy suối nước nóng thiên nhiên này chính là bảo tàng ông trời ban cho Hoa Lâm, làm như thế nào khai thác một cách khoa học và bảo vệ được nó là điều cần suy nghĩ. Triệu Quốc Đống từ nhã gỗ đi ra thì thấy ba người Vưu Liên Hương đang đi tới hồ nước. Ba người mặc đồ tắm, trên người khoác chiếc khăn. Vị trưởng phòng Trương kia có thân hình bình thường nhưng Vưu Liên Hương và Lục Nhị nhìn từ sau trông khá quyến rũ. Triệu Quốc Đống không nhịn được mà chép miệng, Vưu Liên Hương bình thường nhìn không ra, chẳng qua mặc bộ đồ này lộ rõ thân hình quyến rũ. Nhất là cặp mông đầy đặn không ngừng lắc lư khi đi lại đúng là muốn hút mắt người ta. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ sau nhìn mình, Vưu Liên Hương quay đầu lại thấy Triệu Quốc Đống đang trợn to mắt nhìn ba người. Cô liền mở to mắt quát. Cậu nhìn gì thế? Triệu Quốc Đống vội vàng đi lên cười hì hì nói. Vưu tỷ, sao thế? Tôi có thể nhìn gì nữa, cảnh đẹp trước mắt sao không nhìn? Dáng người Vưu tỷ rất đẹp, Lục Nhị còn kém. Vưu Liên Hương mặc dù vui vẻ vì được khen nhưng vẫn có chút xấu hổ nói. Cậu đi theo chúng tôi làm gì? Tổng giám đốc Đồng đâu? Mấy người bọn họ chắc ngủ rồi. Triệu Quốc Đống thoải mái đi theo ba người. Vị trưởng phòng Trương kia cũng không hề ngạc nhiên mà chỉ cười cười gật đầu. Thấy Triệu Quốc Đống không có ý rời đi, Vưu Liên Hương cũng không tiện đuổi hắn nên đành phải xuống nước. Quốc Đống, cậu xem lần này có bao cơ hội. Vưu Liên Hương từ chỗ Lục Nhị cũng biết mục đích của công ty Điện Quốc đến đây lần này, cũng biết tầm quan trọng của cơ hội này đối với Ninh Lăng. Cô cũng đoán ra việc công ty Điện Quốc đến Ninh Lăng khảo sát là có liên quan tới lần trước Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh. Không biết, chỗ Thái Ca cũng giúp nhưng điều kiện Ninh Lăng chúng ta không tốt mấy. Hơn nữa công ty Điện Quốc còn chưa chính thức có ý kiến, cho nên chưa rõ. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào thành hồ mà nói. Dù như thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội này, có đôi khi một cơ hội bằng sự phấn đấu cả đời. Vưu Liên Hương rất đồng ý lời này của Triệu Quốc Đống. Cô tới Ninh Lăng một thời gian, nếu ai nói quan chức thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng không cố gắng là nói dối. Ít nhất bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng không ngừng yêu cầu phát triển kinh tế. Nhưng cố gắng thường khó đạt kết quả lý tưởng. Phát triển kinh tế còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan. Quốc Đống, cậu phải nắm bắt cơ hội này. Bí thư Kỳ có ý kiến về cậu, mặc dù tôi và trưởng phòng Trương đứng giữa hòa hoãn hộ nhưng nếu muốn thay đổi ấn tượng phải dựa vào chính cậu. Nhất là cậu lúc này còn vung đao cắt một tay của bí thư Kỳ. Ngoài mặt bí thư Kỳ không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng có chút hiềm khích. Chẳng qua bí thư Kỳ không phải kẻ hẹp hòi, cũng có cách đối xử chính xác với việc này. Tôi cũng nói với Bí Thư Kỳ về việc này, ai gặp tình huống đó cũng không khoanh tay đứng nhìn, có thể tranh thủ sẽ tìm mọi cách, không thể trách được cậu. Bí Thư Kỳ cũng tỏ vẻ hiểu. Quyển 8, chương 39. Ở vấn đề này Bí Thư Kỳ coi như rộng lượng, cậu là thường vụ thị ủy mới, còn phụ trách hai nơi. Tình hình Tây Giang rất phức tạp, cậu muốn đứng vững thì rất cần sự ủng hộ của Bí Thư Kỳ. Tôi thấy Nghiêm Lập Dân bây giờ không muốn ngồi yên rồi, không ngừng nhúng tay vào Tây Giang. Hai hôm trước tôi thấy Lôi Bằng và Đinh Cao Thọ đến văn phòng y. Nghiêm Lập Dân nếu thò tay vào Tây Giang, cậu càng cần Bí Thư Kỳ ủng hộ hơn nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu, Lôi Bằng dựa vào Nghiêm Lập Dân là điều bình thường, nhưng Đinh Cao Thọ kia chẳng lẽ ngông cuồng đến mức không biết mình họ gì mà dựa vào Nghiêm Lập Dân sao? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, vậy tức là tên này không coi Lam Quang vào đâu. Lam Quang đang tìm cơ hội lập uy, Đinh Cao Thọ cứ chờ bị Lam Quang tát đi. Chỉ cần thời cơ tới, bên Tây Giang mà vạch trần hoàn toàn, Nghiêm Lập Dân cứ đợi nước bẩn vấy vào mình. Chẳng qua chuyện này chưa chuẩn bị rõ ràng thì Triệu Quốc Đống không muốn lộ ra ngoài. Tôi vừa nghe điện của Bí Thư Kỳ rất coi trọng đoàn khảo sát của công ty Điện Quốc. Tôi vốn định đặt bàn ở Ninh Uyển nhưng tôi nói đoàn khảo sát muốn ăn đồ chay, Bí Thư Kỳ cũng đồng ý. Đến tối Bí Thư Kỳ có thể cùng thị trưởng Thư tới đây. Qua đó có thể thấy Bí Thư Kỳ coi trọng việc này như thế nào. Quốc Đống, cậu nếu có thể hoàn thành thì tôi nghĩ ấn tượng của Bí Thư Kỳ về cậu sẽ đổi khác, sẽ tốt cho sự phát triển của cậu. Vưu tỷ, không cần chị nói thì tôi cũng biết nên làm như thế nào. Chẳng qua chuyện này quyền chủ động không trong tay chúng ta. Tôi vừa nói chuyện với Đồng Minh Đường, y nói bọn họ chỉ có quyền đề cử, nhưng quyền quyết định nằm trong tay đảng ủy công ty Điện Quốc. Bản thân Đồng Minh Đường chỉ là một phiếu. Triệu Quốc Đống thở dài nói.
Chồng trưởng phòng Trương kia là giám đốc kinh tế của công ty Điện Quốc, cũng là ủy viên đảng ủy. Triệu Quốc Đống hiểu ý gật đầu, bảo sao Kỳ Dư Hồng bảo mình đến tiếp, thì ra có nguyên nhân này. Lục Nhị biết Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống có chuyện cần nói nên biết ý ở bên nói chuyện với trưởng phòng Trương. Cô nói chuyện rất hợp với trưởng phòng Trương. Quốc Đống, tôi thấy Tiểu Lục cũng được, nhanh nhạy, tôi thấy làm công tác tiếp đón là rất thích hợp. Hơn nữa còn học Trung Văn, tôi hỏi qua nên chắc viết văn bản là không vấn đề gì. Tôi muốn điều cô ấy đến văn phòng thị ủy, cậu có bỏ được người không? Vưu Liên Hương nhấp ngụm nước rồi nói. Vưu tỷ cần người thì cứ việc lấy. Chẳng qua Lục Nhị hình như chưa vào biên chế chính thức, đây là tạm thời điều động từ Đông Giang sang. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bên Vưu tỷ có dễ giải quyết biên chế không? Ồ, tốt nhất cậu giải quyết biên chế cho Lục Nhị ở khu khai phát rồi tôi lấy người. Văn phòng thị ủy biết bao người nhìn vào, tôi không muốn có người nói này nói kia. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nói chuyện với Lão Kỳ bên cục nhân sự, tăng thêm một biên chế cho khu khai phát là được mà. Ha ha, cục trưởng Kỳ thì sợ chị phải đi nói chuyện mới được. Tôi là thường vụ thị ủy nhưng không quản được cục này. Triệu Quốc Đống cũng biết mình là gì. Trực tiếp yêu cầu Kỳ phục ba thì hắn không có thực lực đó, đối phương cũng chưa chắc nể mặt. Vưu Liên Hương liền cười hì hì, bộ ngực không ngừng nhảy nhót lên lộ rõ khe sâu vô tận kia. Triệu Quốc Đống chỉ dám nhìn qua rồi vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Cũng được, tôi nói chuyện với Lão Kỳ một chút. Còn đâu cậu cũng phải đốc thúc một chút mới được. Vưu Liên Hương có lẽ nhận ra ánh mắt của Triệu Quốc Đống nhìn vào đâu nên vội vàng trầm người xuống. Chẳng qua nước rất trong càng phóng đại bộ ngực trắng nõn kia. Vưu Liên Hương mặc dù có chút xấu hổ nhưng lại có chút đắc ý. Tên thanh niên như Triệu Quốc Đống còn bị mình quyến rũ, tức là mình vẫn chưa già. Đoàn khảo sát của công ty Điện Quốc ở lại Ninh Lăng 4 ngày. Trong cả hành trình thì bọn họ ở Ninh Lăng là lâu nhất. Ninh Lăng cũng tiếp đón với quy cách rất cao. Mỗi ngày Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống đều đi cùng. Mỗi ngày không phải Kỳ Dư Hồng thì là Thư Chí Cao cũng dành thời gian ăn cơm với bọn họ. Phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện và phó thị trưởng phụ trách công nghiệp Chu Xuân Tú cũng thi thoảng tham gia để thể hiện thành ý của Ninh Lăng. Ngoài ra Ninh Lăng cũng căn cứ theo đề nghị ngầm của Đồng Minh Đường mà thành lập tổ xây dựng về ngành điện, kế hoạch do tài chính thị xã đầu tư 15 triệu tiến hành san nền đất cho khu công nghiệp điện lực. Còn đưa ra một loạt chính sách ưu đãi cho các công ty ngành điện tiến vào khu khai phát, ưu đãi về thuế, cùng với thay đổi hoàn cảnh mềm. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao còn tổ chức hội nghị về trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện của công ty Điện Quốc xây dựng ở Ninh Lăng. Trong hội nghị yêu cầu tất cả các cục, ban ngành liên quan dồn toàn tâm vào ngành này, thành lập tổ lãnh đạo do Thư Chí Cao làm tổ trưởng, Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống làm phó tổ trưởng. Triệu Quốc Đống được bầu làm chánh văn phòng. Mục tiêu là làm trụ sở này xây dựng ở Ninh Lăng. Mấy ngày bận rộn liên tục làm Triệu Quốc Đống hơi mệt. Mặc dù chỉ đi ăn uống, vui chơi nhưng mấy việc này làm Triệu Quốc Đống thấy mệt mỏi. Chẳng qua Lục Nhị được Triệu Quốc Đống điều tới giúp mình trong công việc này lại không hề chán. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Lục Nhị giỏi trong công tác tiếp đón. Khi Triệu Quốc Đống từ ngủ say bị tiếng điện thoại đánh thức thì vẫn mơ hồ. Cũng là do người phụ nữ bên cạnh đưa máy cho hắn. Hắn mới mơ màng bật đèn nhìn đồng hồ thấy mới là 3 giờ 15 phút sáng. Lại nhìn người gọi tới chính là Vương Ích. Vương Ích gọi tới lúc này không phải chuyện tốt gì cả. Triệu Quốc Đống rất không muốn nghe nhưng hắn biết mình không thể không nghe. Vương Ích thời gian này có hành vi khá quỷ dị. Được Triệu Quốc Đống ủng hộ nên nhân viên ủy ban kỷ luật giã bắt đầu có điều chỉnh nhất định. Một số người có vẻ không tin được đã điều ra khỏi ủy ban kỷ luật. Mà một vài người được Triệu Quốc Đống và Vương Ích tin đã được điều vào ủy ban kỷ luật. Bí thư Triệu, muộn như vậy gọi cho ngài đúng là có chút xấu hổ. Vương Ích nói tuy có chút hưng phấn, không có vẻ gì là xấu hổ cả. Lão Vương, muộn như vậy gọi đánh thức giấc ngủ người khác, nếu không có tin gì đáng giá thì chờ tôi xử lý anh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, một giấc ngủ ngon lại bị đánh thức. Nói đi, tôi chuẩn bị tâm lý rồi. Cầu vượt Hà Tân bị sập, sơ bộ hiểu rõ có 2 chết, 3 bị thương nặng. Chủ tịch Tằng đã tới hiện trường. Tình hình còn cần xác minh làm rõ thêm. Vương Ích nói qua vài câu. Căn cứ tình hình chúng tôi hiểu rõ thì nhận thầu công trình này là công ty xây dựng Hồng Phúc Ninh Lăng, một công ty xây dựng tư nhân, nhưng giám đốc Hồng Nhân Phúc có quan hệ tốt với Tiền Trì Quốc. Tôi bây giờ đã liên lạc với Lão Lạc, mời viện kiểm sát tham gia điều tra. Triệu Quốc Đống vội vàng ngồi bật dậy mà nói.
Sao lúc này mới báo cáo với tôi? Quận biết sao không lập tức báo cáo với tôi? Bí thư, theo tình hình hiểu rõ thì đây chỉ là một sự cố công trình đơn giản, không nhiều người chết, cho nên tôi và chủ tịch mới không lập tức thông báo cho ngài. Vương Ích vội vàng giải thích. Tôi đến liền cảm thấy trong này có chút vấn đề nên liên lạc với Lão Lạc, kết quả rất nhanh biết có công nhân tử vong. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà đứng lên nói. Được, các anh cảm thấy có vấn đề, như vậy tiến hành đột phá từ đây. Cả ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát điều tra, mà anh không phải nói đã nắm giữ chứng cứ của đội cảnh sát giao thông sao. Như vậy cùng hành động, tôi lập tức về bàn phương án cụ thể. Triệu Quốc Đống rất tức giận. Hắn đứng lên, người phụ nữ trên giường thấy không phải chuyện nhỏ nên cũng vội vàng mặc thêm áo ngủ rồi mặc đồ cho Triệu Quốc Đống. Có gì vậy? Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ. Hừ, tôi định chờ hết năm nhưng xem ra bọn họ không muốn có cái Tết yên ổn, vậy đừng trách tôi. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Hôm nay nhiệt độ rất thấp, nằm ôm gái sướng như vậy, thế mà phải bò về Tây Giang. Quyển 8, chương 40. Tiễn thư chí cao, Triệu Quốc Đống về quận ủy. Vương Ích và Lạc Dục Thành đã sớm chờ hắn ở văn phòng. Lượng công việc của Ủy ban Kỷ luật quận ủy nhiều hơn bên viện kiểm sát. Đây đương nhiên là có quan hệ với nguyên tắc mà Triệu Quốc Đống đã xác định lúc trước. Mọi người đều biết lúc Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm đã tạo ra cơn sóng hoàn cảnh mềm, ngay cả Kỳ Dư Hồng, thư chí cao thậm chí Nghiêm Lập Dân cũng đưa ra yêu cầu cải thiện tác phong làm việc trong hội nghị thường vụ thị ủy, cải thiện hoàn cảnh đầu tư. Trong hội nghị, Kỳ Dư Hồng còn đưa ra yêu cầu Ủy ban Kỷ luật và Ban Tổ chức Cán bộ Thị ủy tiến hành thí điểm cải cách ở Tây Giang. Có thị ủy ủng hộ, Ban Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Kỷ luật và Văn phòng Quận ủy liền thành lập tổ lãnh đạo tiến hành công tác chỉnh đốn tác phong làm việc ở các xã, thị trấn, phòng ban của quận, yêu cầu từng cơ quan phải đạt được đủ tiêu chuẩn. Một loạt hoạt động được đưa ra nhằm thay đổi tư tưởng làm việc, tác phong làm việc và ý thức sáng tạo của tất cả cán bộ. Tìm ra vấn đề, tìm chỗ thiếu sót, tìm chỗ kém hơn người khác, sau đó phân tích nguyên nhân, đưa ra ý kiến sửa đổi, cuối cùng sẽ do tổ lãnh đạo của quận tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các cơ quan, đưa ra ý kiến sửa đổi. Tất cả diễn ra với khí thế không đạt mục đích nhất định không bỏ qua. Chỉ cần không dính tới vấn đề quá sâu thì đám người trong huyện vẫn ủng hộ. Ai cũng biết quan mới nhận chức sẽ có ba mồi lửa. Triệu Quốc Đống vừa lên cũng khó tránh hình thức chủ nghĩa để tạo thế. Mặc dù cách làm để tạo thế này hơi mạnh nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Thậm chí ngay cả Lôi Bằng cũng tiến hành phê bình công an quận, phòng giao thông, ủy ban xây dựng và ban quản lý đường bộ trong hội nghị tổng kết của tổ lãnh đạo, đồng thời phê bình cả các xã, thị trấn không có động tác kịp thời yêu cầu tất cả các phòng ban, xã, thị trấn của quận phải tiến hành nghiêm chỉnh hoạt động này. Tiếu Chiêu Quý cùng Quế Toàn Hữu dẫn đầu hai tổ công tác phân biệt đến kiểm tra các phòng ban và xã, thị trấn. Điều này cũng làm các xã, thị trấn biết điều mà thực hiện, cũng phải lo lắng để phòng sợ bị tổ công tác túm được điểm xấu của mình. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ hài lòng trong hội nghị tổng kết giai đoạn đầu của quận ủy về công tác chỉnh đốn tác phong làm việc. Hắn yêu cầu cán bộ toàn huyện phải duy trì phong trào này, điều này làm nhiều người thầm TDDMT. Nghe giọng của Triệu Quốc Đống thì có vẻ việc này đã đạt được thành công, mọi người bây giờ chỉ hy vọng ba mồi lửa của Triệu Quốc Đống sớm đốt thì mới ăn ngon ngủ yên. Tất cả có vẻ như mồi lửa đầu tiên của Triệu Quốc Đống đã đốt, đương nhiên đây là do mọi người cho rằng như vậy. Nói như vậy tức là khi Trì Đại Hổ chủ trì công tác đội cảnh sát giao thông thì Lương Sùng Thái dính vào rất sâu. Triệu Quốc Đống nghe xong Vương Ích báo cáo liền nhíu mày nói. Cuộc báo cáo này kéo dài gần 2 tiếng, Triệu Quốc Đống bị khói do hai người Vương Ích và Lạc Dục Thành hút bao lấy. Nếu là bình thường thì hắn sớm cửa phòng và cửa sổ. Chẳng qua hôm nay hắn đã sớm bảo lệnh Hồ Triều không gặp bất cứ ai. Trì Đại Hổ năm nay mới bắt đầu chủ trì công việc của đội cảnh sát giao thông. Năm ngoái Lương Sùng Thái mặc dù mới lên chức phó trưởng phòng nhưng đã nắm giữ toàn bộ quyền lực ở đội cảnh sát giao thông. Căn cứ chúng tôi tìm hiểu thì vấn đề cấp bằng lái của đội cảnh sát giao thông đã là rất lớn. Tính sơ qua thì thu nhập từ khoản này trong năm vừa qua của bọn họ đã trên 5 triệu nhưng căn cứ kiểm toán của công an quận 2 năm qua thì trong sổ sách không biểu hiện được khoản tiền này đi đâu, chi như thế nào cũng không rõ. Nhưng khi đó Trương Thiệu Văn còn đương chức nên không có ai đụng vào nó. Bây giờ Mã Chiêm Bưu cố ý muốn bán sang tay trung tâm dạy lái xe. Ngành có lãi lớn và do công an quận lũng đoạn như vậy thì sao Mã Chiêm Bưu lại phải bán đi gấp như vậy? Trong này nhất định có vấn đề lớn. Tôi đoán có lẽ vì bí thư Triệu tới nên bọn họ lo lắng và muốn bán đi.
chỉ cần kéo dài tầm 2 năm đổi khóa thì lúc ấy muốn điều tra cũng không được. Vương Ích một bên mở sổ của mình, một bên cẩn thận giới thiệu. Trên thực tế sau khi y đến Ủy ban Kỷ luật Tây Giang đã cùng với thân tín của mình tìm kiếm thông tin. Nhưng do tình hình Tây Giang chưa ổn định nên y không dám lên tiếng. Ừ, vấn đề đội cảnh sát giao thông là rất nhiều. Tôi đoán cả Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái đều rõ cho nên mới kéo Trì Đại Hổ xuống nước, bọn họ muốn dựa vào quan hệ của Trì Thành Phong mà kéo cả Nghiêm Lập Dân vào. Ai muốn động tổ ong vò về đội cảnh sát giao thông thì đầu tiên phải qua cửa Trì Thành Phong, đồng thời khó tránh khỏi lo lắng tới Nghiêm Lập Dân đứng sau lưng. Ha ha, Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái tính giỏi quá. Lạc Dục Thành khinh thường nói. Ở công an quận ngoài đội cảnh sát giao thông ra thì còn có một lỗ thủng khác là công ty bảo vệ. Mọi người đều biết đó là một hố lấy tiền của công an quận, treo đầu dê bán thịt chó. Trên danh nghĩa nó là công ty trực thuộc nhưng trên thực tế kinh doanh gì thì ai cũng biết. Đồng thời tài chính từ nó muốn tiêu thế nào thì tiêu. Giám đốc công ty bảo vệ này cũng là thân tín của Mã Chiêm Bưu. Nghe nói còn kiêu căng hơn phó trưởng phòng. Nhìn y đi xe gì? Xe Santana 2000 ngang với bí thư và chủ tịch huyện bình thường. Vương Ích cười nói. Bí thư Triệu, nghe nói ngài cũng từ ngành công an ra, không biết ở Giang Khẩu có như vậy không? Chuyện nào ra chuyện đó, đội cảnh sát giao thông bên tôi không có trường dạy lái xe, ngoài ra nó nằm ngay dưới mắt sở công an và cục công an thành phố, hơi không lưu ý là bị mắng ngay. Còn phần công ty bảo vệ thì đúng là cũng có, chẳng qua đó là công ty trực thuộc cục công an thành phố. Tài chính do Ban Tài chính Cục Công an thành phố quản lý chung. Hàng năm công an huyện có thể được phân một khoản từ trên công an thành phố. Triệu Quốc Đống cũng cười nói, thời buổi này cơ quan công an còn 2 năm dễ chịu, nhưng dần dần thu chi giảm đi, ăn được ít hơn nên ngành công an giảm sức hấp dẫn. Bí thư Triệu, công an quận đầy mụn mủ, tôi đoán nếu đâm thì mụn mủ văng tung tóe khắp nơi, sẽ gây động đất nên ngài phải chuẩn bị tư tưởng từ trước. Hơn nữa tôi đã bàn với Bí thư Vương. Chỉ sợ chút lực lượng của Ủy ban Kỷ luật quận ủy khó có thể phá vỡ công an quận, đều là người trong ngành chính pháp nên đám người Mã Chiêm Bưu, Lương Sùng Thái cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó, kết hợp với kinh doanh nhiều năm nên đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng nói Ủy ban Kỷ luật mà ngay cả lực lượng Viện Kiểm sát quận cũng sợ thiếu. Chỉ sợ phải mời Viện Kiểm sát thị xã tham gia. Lạc Dục Thành mặc dù biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Cao Dương nhưng lại không quá đồng ý Viện Kiểm sát thị xã đến cầm đầu. Y cũng hiểu Triệu Quốc Đống là bí thư quận ủy nên chuyện gì cũng phải đứng ở góc độ của Tây Giang mà suy nghĩ. Chuyện của Tây Giang tốt nhất do chính Tây Giang tự giải quyết. Nếu như Ủy ban Kỷ luật thị ủy hoặc Viện Kiểm sát thị xã đi đầu thì Tây Giang sẽ bị đánh giá thấp trong mắt lãnh đạo thị ủy. Chẳng qua tình hình lan quá rộng, dính dáng càng nhiều, càng lúc càng phát hiện nhiều người dính vào, chỉ riêng lực lượng của Tây Giang nhất định không thể xử lý hết. Đặc biệt cây cầu vượt kia sụp đã kéo theo mảng xây dựng. Như vậy cũng tốn người để điều tra. Chỉ có tinh thần hăng hái là không thể giải quyết được, có thể thất bại. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng biết nếu muốn xử lý hết mọi việc thì chỉ lực lượng của Tây Giang là không đủ. Bên Cao Dương đã sớm nhìn chằm chằm vào Tây Giang, có lẽ thời gian này Viện Kiểm sát thị xã cũng không rảnh gì. Nhất là khi Dư Dương đang cạnh tranh chức chánh án Tòa án Nhân dân với Trì Thành Phong, có Nghiêm Lập Dân ủng hộ nên Trì Thành Phong chiếm ưu thế. Mà Cao Dương lại mong Dư Dương đi thì y mới có thể lên làm viện trưởng Viện Kiểm sát. Bây giờ nếu như chọc vào Trì Thành Phong thì có lẽ tên này sẽ điên lên mà cắn càn. Triệu Quốc Đống thậm chí kết luận dù mình muốn trì hoãn thì chỉ sợ Lục Kiếm Dân và Lam Quang không đồng ý. Việc này hắn không thể ngăn cản, ngay cả Kỳ Dư Hồng cũng không thể. Vì cả Lục Kiếm Dân và Lam Quang đều có ý đồ chính trị của mình, không nói còn có Thư Chí Cao đứng sau giúp đỡ. Quyển 8, chương 41. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Vương, Lão Lạc, hai anh có ý gì? Vương Ích nhìn Lạc Dục Thành rồi nghiêm túc nói. Bí thư Triệu, tôi và Lão Lạc đã bàn với nhau một chút và thấy có thể lợi dụng chuyện sập cầu vượt lần này để vạch trần thị trường xây dựng. Thị trường xây dựng nhiều năm qua có quá nhiều vấn đề, tùy tiện lấy một thứ nào đó cũng thấy có chuyện. Bên công an quận thì chúng tôi đã điều tra khá lâu, thời cơ cũng tới nhưng nếu muốn chia làm đôi thì sợ không đủ lực lượng. Ý của chúng tôi chính là bên công an quận thì mời trên thị xã phụ trách, Tây Giang chúng ta phối hợp. Mà thị trường xây dựng thì sẽ do Tây Giang phụ trách. Như vậy chúng ta cũng có trọng điểm, có chứng cứ sẽ chứng minh được hành vi phạm tội rồi do Viện Kiểm sát phụ trách, nếu không đủ thì Ủy ban Kỷ luật phụ trách. Mỗi bên đều có trách nhiệm, cố gắng tranh thủ trước Tết đạt được thành tích trước hai vấn đề này.
Hai người trước khi đến đã bàn với nhau, cũng trao đổi những thông tin mình nắm giữ. Sau khi đối chiếu những gì Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật nắm giữ, hai người cho rằng thời cơ đã tới, không nên kéo dài nữa. Dù như thế nào cũng phải nhanh tay thu lưới. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Đối với hai người này nếu xử lý xong việc này thì công lao là rất lớn. Nhưng đối với hắn là bí thư quận ủy thì cũng chưa chắc đã là việc tốt. Thái độ của Kỳ Dư Hồng ra sao mới là quan trọng nhất. Có lẽ Kỳ Dư Hồng không muốn chuyện gây mất ổn định, dù Kỳ Dư Hồng không thể ngăn cản nhưng sau đó cũng nhất định trách Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ một tiếng, đây là cưỡi hổ khó xuống. Vương Ích và Lạc Dục Thành vẫn chú ý đến vẻ mặt của Triệu Quốc Đống. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ lo lắng, hai người đầu tiên là có chút kinh ngạc nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết việc này có liên quan tới mâu thuẫn trên thị ủy. Bọn họ ở vị trí này nên không biết rõ chi tiết nhưng cũng biết Nghiêm Lập Dân và Kỳ Dư Hồng không hòa hợp với thư chí cao cùng Lục Kiếm Dân, còn có cả Lam Quang. Quan hệ giữa mấy vị lãnh đạo thị ủy là rất phức tạp, động một là động cả dây. Đây gần như là một nửa thị ủy. Triệu Quốc Đống là bí thư quận ủy Tây Giang nên đương nhiên phải suy nghĩ toàn diện, làm như thế nào xử lý tốt việc này. Chuyện đến nước này thì tôi cảm thấy cũng nên cân bằng một chút. Ý kiến của các anh cũng có lý. Chúng ta có nên thương lượng một chút với Bí Thư La, Viện trưởng Dư và Viện trưởng Cao một chút không? Xem làm như thế nào mới là thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống cuối cùng quyết định hỏi ý kiến của Kỳ Dư Hồng một chút. Mặc dù đối phương đưa hắn tới Tây Giang cũng đã mơ hồ đề cập qua về vấn đề này nhưng giọng vẫn không rõ ràng, hơn nữa cũng không quá kiên quyết. Cho nên Triệu Quốc Đống cảm thấy nhất định phải trao đổi với vị Bí Thư Kỳ. Vương Ích và Lạc Dục Thành nhìn nhau. Bây giờ sao Triệu Quốc Đống vẫn còn thiếu quyết đoán như vậy? Hai người bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với Lục Kiếm Dân và Lam Quang, cũng từ thái độ của bọn họ mà biết được một chút. Bởi vì thái độ của Triệu Quốc Đống còn mập mờ nên vẫn chưa phát động. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thích hợp, sao Triệu Quốc Đống lại còn rụt người lại? Thấy hai người Vương Ích có chút thất vọng, Triệu Quốc Đống biết bọn họ suy nghĩ gì nên nói. Được rồi, hai anh đừng nhăn nhó như vậy. Trong hôm nay sẽ có kết luận. Các anh thông báo với Ủy ban Kỷ luật Thị ủy và Viện Kiểm sát Thị xã về những thông tin mình nắm giữ một chút. Nếu đã động thì phải nhanh, mạnh và chính xác. Khi Triệu Quốc Đống vội vàng đến khách sạn Phượng Hoàng thì đồng hồ đã là 12 giờ. Triệu Quốc Đống biết Kỳ Dư Hồng có thói quen ngủ trưa, chẳng qua hắn lần này cũng không thể lo nhiều như vậy được. Người nhà Kỳ Dư Hồng không ở Ninh Lăng, mặc dù y có một căn phòng tại nhà khách thị ủy nhưng chỉ ngủ tối ở đó, còn đâu Kỳ Dư Hồng bình thường không ở. Người có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng đều biết buổi trưa y đều ở tại khách sạn Phượng Hoàng. Kỳ Dư Hồng nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì đã có cảm giác không tốt. Mặc dù Triệu Quốc Đống gọi điện cũng không nói gì đến công việc, nhưng trực giác nói cho y biết Triệu Quốc Đống đến không phải về chuyện chuẩn bị cho trụ sở ngành điện ở khu khai phát, nhất định là chuyện chết tiệt bên Tây Giang. Sự cố sập cầu làm Kỳ Dư Hồng ngủ không ngon. Hai người chết, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính quyền có trách nhiệm giám sát, nghe nói do một công ty xây dựng tư nhân nhận thầu, hơn nữa có nghi ngờ về khả năng. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại đột nhiên đến báo cáo công việc càng làm Kỳ Dư Hồng lo lắng. Chẳng qua là bí thư thị ủy, Kỳ Dư Hồng biết có việc gì mình cũng phải đối phó. Chuyện Tây Giang sớm muộn sẽ đến, chỉ là không biết có liên quan gì tới việc hôm nay Triệu Quốc Đống tới không. Triệu Quốc Đống dành nửa tiếng để báo cáo, Kỳ Dư Hồng gần như là chăm chú lắng nghe. Đồng thời cũng ghi chép vắn tắt vào sổ. Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng mặc dù trông rất bình tĩnh nhưng trên trán hơi nhăn lại một chút. Triệu Quốc Đống cũng là chọn vài điểm quan trọng nhất mà báo cáo. Căn cứ tình hình mà Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát nắm thì chuyện của Công an quận Tây Giang dính tới không ít người, thậm chí bao gồm cả trưởng phòng, phó trưởng phòng. Ngoài ra điều tra bên thị trường xây dựng thì còn liên quan đến rất nhiều công trình trên thị xã. Bộ máy chính quyền Tây Giang sợ rằng cũng dính vào. Cuối cùng Triệu Quốc Đống cẩn thận nói ra mấy đầu mối mà Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát nắm giữ, cũng nói nếu như Tây Giang không có hành động thì chỉ sợ trên thị xã cũng có hành động. Sau khi Triệu Quốc Đống báo cáo xong, Kỳ Dư Hồng mới sa sầm mặt lại. Bão nổi rồi. Kỳ Dư Hồng nhìn tờ lịch trên bàn mà không nói gì. Đây có lẽ là vấn đề nguy hiểm nhất từ khi y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến nay. Kỳ Dư Hồng đương nhiên biết rõ Tây Giang có vấn đề, nhưng y không ngờ Tây Giang thối nát đến mức này. Nếu như xử lý toàn diện sẽ khiến bộ máy Tây Giang bị kéo vào quá nhiều,
chấn động rất lớn, sẽ khiến tỉnh chú ý. Mình không phải một bí thư thị ủy mới tới, mình đã đến 4 năm nên không thể tránh khỏi trách nhiệm. Làm Kỳ Dư Hồng phiền phức nhất là Lục Kiếm Dân và Lam Quang đứng sau lưng. Lam Quang còn đỡ một chút, có thể trao đổi về lợi ích. Nhưng Lục Kiếm Dân chưa chắc làm theo ý của mình. Lục Kiếm Dân hoàn toàn mâu thuẫn với Nghiêm Lập Dân, mà Thư Chí Cao cùng Lục Kiếm Dân bắt tay nhau thì Kỳ Dư Hồng cũng biết. Lợi dụng cơ hội này đả kích Nghiêm Lập Dân hay là Kỳ Dư Hồng là cơ hội mà Thư Chí Cao cùng Lục Kiếm Dân không thể bỏ qua. Kỳ Dư Hồng nếu mạnh mẽ can thiệp có lẽ dẫn tới nguy cơ chính trị càng lớn hơn. Còn tên Triệu Quốc Đống này thì sao? Lúc này Triệu Quốc Đống báo cáo với y, rốt cuộc là có ý muốn tỏ vẻ trung thành hay là cười nhạo mình? Quốc Đống, cậu cảm thấy bộ máy Tây Giang sẽ có bao người dính vào? Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một lúc lâu thì mới nói. Cái này tôi khó xác định, nhưng có một điều tôi dám xác định là Phó Chủ tịch huyện Tiền Trì Quốc. Ủy ban kỷ luật và Viện Kiểm sát đều tập trung vào người này, chẳng qua tất cả đều cần chứng cứ. Triệu Quốc Đống lùi một bước và không tỏ rõ thái độ của mình. Vậy cậu thấy sao về việc này? Kỳ Dư Hồng thở dài một tiếng rồi đi lại trong phòng. Ý của tôi là để Tây Giang phụ trách điều tra, tốt nhất có thể khống chế giải quyết trong phạm vi Tây Giang. Nhưng tôi lo nếu như dính tới thành viên bộ máy lãnh đạo quận thì thị xã phải tham gia. Ngoài ra chúng tôi sợ lực lượng của Tây Giang không gánh vác nổi hành động lớn như vậy. Cho nên ý của tôi là vấn đề công an quận giao cho thị xã phụ trách, bởi vì nó chỉ nằm trong phạm vi công an quận, dính dáng không lớn, hơn nữa là hệ thống chính pháp nên khó khăn hơn. Mà thị trường xây dựng lại liên quan rộng nhưng khó khăn nhỏ hơn. Đương nhiên tất cả cần phải tiến hành dưới sự chỉ đạo của Bí Thư Kỳ. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng hiểu được đây là Triệu Quốc Đống muốn bài trừ bất cứ ai can thiệp vào, kể cả là Nghiêm Lập Dân cùng Thư Chí Cao. Quyển 8, chương 42. Tính toán của Triệu Quốc Đống rất phù hợp với ý đồ của Kỳ Dư Hồng. Tây Giang phụ trách điều tra chính đương nhiên là tốt nhất. Triệu Quốc Đống là bí thư quận ủy nên không thể để việc dính ra quá rộng, nếu như làm ảnh hưởng tất cả sẽ không tốt với Tây Giang, xử lý tàn cuộc cũng phí sức hơn. Chẳng qua đây là suy nghĩ quá lý tưởng, lực lượng của Tây Giang không thể xử lý cả hai việc kia, thị xã tham gia là tất nhiên. Giao công an quận cho Viện Kiểm sát thị xã xử lý, còn chuyện bên thị trường xây dựng do Tây Giang phụ trách giải quyết. Đây là lựa chọn tốt nhất, có thể tránh cho Lục Kiếm Dân tham gia quá sâu. Mà bên Lam Quang thì Kỳ Dư Hồng dễ xử lý hơn. Triệu Quốc Đống làm như vậy khiến Kỳ Dư Hồng rất hài lòng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Kỳ Dư Hồng coi như hiểu rõ hết vấn đề. Triệu Quốc Đống làm Kỳ Dư Hồng có cảm giác khác hẳn trước đây. Trước đây Kỳ Dư Hồng cho rằng Triệu Quốc Đống có khí phách, có tầm nhìn xa nhưng lại thiếu trí tuệ chính trị. Nhưng bây giờ cách làm của Triệu Quốc Đống đã khiến Triệu Quốc Đống có đánh giá khác hẳn. Quốc Đống, về cơ bản tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Vấn đề của Tây Giang do nguyên nhân lịch sử mà có, đã đến lúc không thể không giải quyết. Cuộc vận động chỉnh đốn tác phong làm việc thời gian qua đã mang tới hiệu quả rất tốt, có thể nói tư tưởng của cán bộ Tây Giang đã dần tăng lên. Cho nên chúng ta phải quý trọng cơ hội này. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ mà nói. Hành vi hủ bại đương nhiên phải nghiêm túc xử lý, nhưng cũng phải chú ý đến đại cuộc phát triển kinh tế, không nên gây mất ổn định. Tôi không phải không nói không chừng trị hủ bại. Nhưng khi điều tra phải chú ý phương pháp, phải phân biệt rõ phần lớn cán bộ và đám sâu mọt ra, có chứng cứ phải nghiêm túc xử lý, nhưng khi không có chứng cứ xác thực thì cần phải chú ý ảnh hưởng. Đại hội Đảng 15 mang tới cơ hội phát triển lớn cho Ninh Lăng chúng ta. Nhất là có cơ hội xây dựng trụ sở của công ty quốc điện tại khu khai phát chính là cơ hội ngàn năm có một đối với Ninh Lăng. Tôi cảm thấy trụ sở này có tác dụng quá lớn đối với toàn Ninh Lăng chứ không riêng gì khu khai phát. Tây Giang cũng có thể nắm bắt cơ hội này, duy trì xu thế vững vàng, khống chế cục diện, vượt qua khó khăn mà phát triển. Cố gắng tạo ra bộ mặt hoàn toàn mới cho mọi người xem. Tôi tin rằng cậu có năng lực đưa Tây Giang thoát khỏi khó khăn này. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ra ý trong lời nói của Kỳ Dư Hồng. Có vài thứ không thể nói rõ, một câu giữ vững ổn định, học cách khống chế cục diện đó chính là muốn xem anh có hiểu được hay không. Bí thư Kỳ yên tâm, là thường vụ thị ủy. Bí thư quận ủy Tây Giang, tôi cam đoan hoàn toàn phục tùng đại cuộc, sẽ xử lý tốt với vấn đề hiện nay của Tây Giang, đảm bảo Tây Giang không mất ổn định, không bị ảnh hưởng lớn. Đảm bảo sang năm Tây Giang sẽ hoàn thành tốt NVU phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, không phụ lòng kỳ vọng của thị ủy. Triệu Quốc Đống từ khách sạn đi ra mà thấy rất mệt. Quá mệt, mưa gió trong quan trường đúng là quá lớn, đạn thường được bọc trong viên kẹo.
So sánh với Tây Giang thì bầu trời Hoa Lâm trong sáng hơn nhiều. Vạn Chiêu Dương, Miêu Nguyệt Hoa, thậm chí là Uông Minh Hy đều là quá kém. Mặt ai cũng bị bao lớp khăn che khuất, mỗi câu nói của lãnh đạo đều có thể suy nghĩ ra vô số ý, nhưng làm như thế nào hiểu được thì phải dựa vào bản lĩnh của anh, phải xem trình độ của anh. Bành Trường Quý lần đầu thấy Triệu Quốc Đống có vẻ mặt như vậy. Hắn mệt mỏi dựa vào lưng không nói gì làm Bành Trường Quý có chút kinh ngạc. Xem ra lãnh đạo gặp chuyện phiền phức rồi, rất hiếm thấy. Ít nhất đây là lần đầu Bành Trường Quý thấy. Bành Trường Quý sau khi xuất ngũ đã được điều về tổ lái xe của Ủy ban huyện Hoa Lâm, đến bây giờ đã được 10 năm. Bành Trường Quý không hay nói chuyện, càng không biết nịnh bợ cho nên thường lái xe kém nhất trong huyện. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thích tính cách của y, từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy, cuối cùng điều lên Ninh Lăng thì đều chủ động hỏi Bành Trường Quý có muốn tiếp tục lên làm lái xe cho hắn hay không. Bành Trường Quý vốn cũng không muốn lên Ninh Lăng vì nó hơi xa nhà. Chẳng qua khi hỏi ý kiến gia đình thì vợ đã phê một trận, nói lãnh đạo nhìn chúng anh, mang anh lên Ninh Lăng thì xa nhà một chút có sao. Mà bây giờ đường từ Ninh Lăng đến Hoa Lâm đã sửa xong, chạy xe không đầy 2 tiếng. Con cũng gần 10 tuổi, cũng không phải không thể chia lìa. Vợ y còn nói cũng muốn con lên Ninh Lăng học, về sau học ra trường mà không có việc thì phải nhờ lãnh đạo giúp chứ. Nhất là sau khi biết con của Mã Bản Quý được Triệu Quốc Đống giúp xin việc ở An Đô, vợ Bành Trường Quý càng thêm hy vọng vào việc chồng đi theo Triệu Quốc Đống. Bành Trường Quý vì thế liền được điều lên tổ lái xe thị ủy, tiếp tục làm lái xe cho Triệu Quốc Đống. Làm lái xe cho lãnh đạo, Bành Trường Quý biết sẽ có lúc đụng chạm tới cuộc sống riêng của lãnh đạo, nhất là có vài chuyện không thể để người khác biết. Ví dụ như tránh văn phòng Quế có quan hệ mật thiết với lãnh đạo, ví dụ như trưởng ban Tiếu có vẻ đi lại gần với lãnh đạo, hoặc là chỗ ở bí ẩn của lãnh đạo có một người phụ nữ. Triệu Quốc Đống nhiều lúc cũng không giấu Bành Trường Quý, phải nói muốn giấu cũng không được. Ví dụ như quan hệ giữa hắn và Trình Nhược Lâm thì Bành Trường Quý cũng biết. Lần đầu Bành Trường Quý thấy Trình Nhược Lâm đi cùng lãnh đạo thì biết ngay lời đồn kia không phải là vu vơ. Chẳng qua Bành Trường Quý thấy cũng bình thường mà, dù là Châu Chỉ Trường hay là Điền Ngọc trước đâu đều kiêu căng hơn lãnh đạo bây giờ nhiều. Châu Chỉ Trường cùng Phó Chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa có quan hệ mập mờ, Điền Ngọc công khai bao gái rồi rũ bỏ người ta không thương tiếc, thậm chí còn bố trí gái bao vào nhà khách huyện ủy làm việc, còn có con. Đây là những việc người Hoa Lâm đã quá quen. Mà vị lãnh đạo này còn giữ được mình hơn nhiều, ít nhất chỉ là lời đồn, ngoài người thân tín biết một chút thì không có ai chính thức hiểu rõ. Hơn nữa lãnh đạo còn chưa kết hôn thì càng không vấn đề gì. Làm lãnh đạo đúng là quá vất vả. Khi người khác thấy bọn họ oai phong nhưng khổ sở chỉ có bọn họ mới biết, chỉ có người thân tín mới biết mà thôi. Triệu Quốc Đống có vẻ quên không bảo Bành Trường Quý chạy xe tới đâu. Hắn nằm im trên ghế, Bành Trường Quý cũng không nói gì mà lặng lẽ lái xe. Lục Kiếm Dân cùng Lam Quang cùng với Thư Chí Cao sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này. Vì thế việc Triệu Quốc Đống cần làm bây giờ là bảo vệ cân bằng, xử lý tốt quan hệ của hai bên, tránh mâu thuẫn quá lớn. Nghĩ đến việc đấu trí với Lục Kiếm Dân và Lam Quang, Triệu Quốc Đống liền đau đầu. Kỳ Dư Hồng rõ ràng không muốn Lục Kiếm Dân phát huy quá nhiều ở việc này. Có lẽ bên Lam Quang thì Kỳ Dư Hồng sẽ có biện pháp để phối hợp. Trong việc này hắn bị kẹp vào giữa, mấy câu nói của Kỳ Dư Hồng với hắn khi hắn chuẩn bị rời đi chính là muốn hắn đảm bảo chừng mực, phối hợp quan hệ khắp nơi. Cũng không biết bao lâu Triệu Quốc Đống mới tỉnh lại mà lặng lẽ thở dài một tiếng. Vương Ích cùng Lạc Dục Thành như hai con sói dơ răng nanh ra cũng còn cần chờ hắn đi thuyết phục. Đám người viện kiểm sát thị xã cũng đang xoa tay xoa chân chuẩn bị làm lớn, cũng không thể nào kéo dài. Nếu mất cơ hội thì càng thêm phiền phức hơn. Quyển 8, chương 43. Triệu Quốc Đống sau đó đã đến gặp Lục Kiếm Dân, nói ra thái độ của Kỳ Dư Hồng. Lục Kiếm Dân cũng rất có lý trí mà ủng hộ, nói Ủy ban Kỷ luật Thị ủy sẽ phối hợp là chính, nói nếu cần Ủy ban Kỷ luật Thị ủy phụ trách chính thì cần phải bàn. Sau đó Triệu Quốc Đống cũng đến gặp Lam Quang và Cao Dương, Dư Dương. Triệu Quốc Đống cùng Cao Dương, Dư Dương xác định về nguyên tắc phá án. Bên chính pháp do Viện Kiểm sát Thị xã phụ trách chính, Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật quận hỗ trợ. Bên thị trường xây dựng thì do Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật Tây Giang phụ trách, thị xã phối hợp, cũng xác định nguyên tắc giữ bí mật. Đêm hôm đó, trên tầng 3 trong văn phòng Viện trưởng Viện Kiểm sát Thị xã Dư Dương, tiếng điều hòa o o nhưng ba người ngồi đây vẫn có chút mệt mỏi. Hiệu suất của Viện Kiểm sát Thị xã cùng Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát Tây Giang làm rất nhanh. Sau khi xác định phạm vi công việc,
bọn họ liền trao đổi thông tin mình nắm giữ, cũng nhanh chóng thành lập mấy tổ công tác dựa theo mảng đã xác định rồi ra tay. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 9 giờ tối. Theo thời gian xác định thì bây giờ có thể đã hành động. Chỉ cần thời cơ chín muồi là lập tức ra tay. Viện trưởng Dư, nghe nói anh sang bên tòa án. Triệu Quốc Đống phá vỡ yên lặng mà nói. Mặc dù trên danh nghĩa viện trưởng viện kiểm sát và chánh án tòa án nhân dân đều cùng cấp, đều là cơ cấu trực thuộc Đại hội đại biểu nhân dân, nhưng địa vị và quyền lợi hai bên khác hẳn nhau. Quyền lực trong tay tòa án hơn xa viện kiểm sát, cho nên điều này có nghĩa Dư Dương được lên chức. Bí thư Triệu, anh nghe tin đồn này từ đâu vậy? Chánh án võ đang làm tốt, chẳng lẽ anh có ý kiến với chánh án võ? Dư Dương cười nói. Được rồi, viện trưởng Dư, mặc dù chưa đưa ra bàn trong hội nghị thường ủy nhưng tôi cũng không đến mức không biết gì chứ. Chẳng lẽ khi hội nghị thường ủy nghiên cứu thì tôi mới biết sao? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Chánh án Vũ sẽ lên viện kiểm sát tỉnh, mọi người đều coi trọng viện trưởng Dư. Ha ha, Quốc Đống, cũng không là người ngoài mà. Lão võ sẽ đi, chẳng qua cũng có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí chánh án này lắm. Lam Quang và Triệu Quốc Đống bây giờ đã khá thân thiết. Y dựa lưng vào ghế rồi nói. Nếu thật sự đưa ra hội nghị thường ủy thì Quốc Đống phải nói giúp Lão Dư đó. Được rồi Bí Thư Lam, viện trưởng Dư có anh ủng hộ thì còn không phải bắt rùa trong túi sao. Tôi chỉ là thường vụ giơ tay cho có mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ cần Bí Thư Kỳ gật đầu thì chuyện này chỉ vài giây là xong. Lam Quang đảo mắt mà suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Y suy nghĩ một chút rồi nói. Nói cũng đúng, chế độ tập trung dân chủ mà. Triệu Quốc Đống cũng nhìn Lam Quang, sau đó nhìn sang Dư Dương. Hai tên hồ ly này ai cũng khôn khéo, ai cũng giỏi giả ngu, đều là người chưa đến cuối cùng sẽ không ngả bài. Hắn còn kém hơn bọn họ nhiều. Không khí hơi trầm xuống, điện thoại di động của Dư Dương lúc này đã vang lên. Từ vẻ mặt và giọng nói của Dư Dương thì không nghe ra gì. Có lẽ do làm công tác nhiều năm nên Dư Dương khi nói chuyện thường ít lộ nội dung với người. Lam Quang và Triệu Quốc Đống chỉ nghe mấy từ như ừ, hả, đừng, ồ, hiểu, theo kế hoạch. Thấy Lam Quang và Triệu Quốc Đống nhìn mình, Dư Dương cười nói. Chỉ Đại Hổ đã bị bắt trong một quán karaoke, có lẽ bây giờ còn chưa biết sao mình bị bắt. Ngoài ra còn hai tên tòng phạm cũng bị bắt, trong đó một người là tên nhị ca mà Bí Thư Triệu nói, kẻ chuyên môn ăn tiền đen với Chỉ Đại Hổ. Tốt! Lam Quang cười nói. Phải nhanh chóng khai thác được tin từ Chỉ Đại Hổ. Xem có thể đột phá trong đêm nay hay không. Viện trưởng Dư, người bắt Chỉ Đại Hổ chọn đúng là tốt. Chỉ Thành Phong làm ở ngành chính pháp Ninh Lăng nhiều năm, viện kiểm sát đừng có vấn đề gì đó. Triệu Quốc Đống biết Chỉ Thành Phong cũng không phải nhân vật đơn giản. Y từng ở viện kiểm sát và tòa án nên quan hệ rất rộng. 9 giờ 40 tối Chỉ Đại Hổ phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tây Giang bị nhân viên của viện kiểm sát thị xã Ninh Lăng bí mật bắt giữ, đồng thời còn có hai tên bị bắt. 12 trong 5 phút đêm, nhân viên viện kiểm sát Tây Giang bắt giữ Hồng Nhân Phúc giám đốc công ty xây dựng Hồng Phúc Ninh Lăng. Cuộc thẩm vấn lập tức được diễn ra. Nghiêm Lập Dân xa sầm mặt ngồi trên ghế, Chỉ Thành Phong lúc này có chút lo lắng ngồi trước mặt y. Bí thư Lam, họ Lam khinh người quá đáng, thằng danh Chỉ Đại Hổ chỉ làm việc nhỏ như vậy mà đáng để viện kiểm sát thị xã ra tay sao? Ủy ban kỷ luật Tây Giang chỉ vung tay cái là tát chết Chỉ Đại Hổ. Đến lượt viện kiểm sát thị xã ra tay ư. Bọn họ muốn làm gì? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ. Bọn họ nhằm vào Chỉ Đại Hổ tôi là có ý gì? Đây là làm ngài mất mặt. Bọn họ thấy ngài đi nên có thể thay ngài làm chủ bên chính pháp. Nghiêm Lập Dân không thèm để ý đến lời chia rẽ của đối phương. Đúng như lời Chỉ Thành Phong nói, Chỉ Đại Hổ không đáng gì, viện kiểm sát thị xã muốn bóp chết hắn là dễ như trở bàn tay. Dư Dương dám ra tay vào lúc này thì đương nhiên có ý đồ. Sau lưng Dư Dương nhất định là có Lam Quang ủng hộ. Đây nhất định là nhằm vào chức chánh án tòa án Ninh Lăng. Vấn đề nằm ở chỗ chẳng lẽ Lam Quang không hiểu được chức chánh án tòa án không phải là việc làm Chỉ Thành Phong mất mặt là đạt được sao? Nghiêm Lập Dân không tin. Y đã trao đổi qua với Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng Nghiêm Lập Dân cảm thấy Kỳ Dư Hồng không phản đối Chỉ Thành Phong. Dư Dương muốn lên thì phải qua cửa của Kỳ Dư Hồng đã. Đây chỉ là vấn đề bề ngoài, Nghiêm Lập Dân còn lo vấn đề sâu hơn một chút. Công an quận Tây Giang quá phức tạp, Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Nghiêm Lập Dân cũng không có cảm tình gì với bọn họ.
Nhưng Mã Chiêm Bưu lại quan hệ rất gần với Mã Nguyên Sinh. Y đã nhiều lần nhắc Mã Nguyên Sinh phải gõ Mã Chiêm Bưu, nhưng Mã Nguyên Sinh có vẻ không thực hiện việc này. Bắt Trì Đại Hổ thì không sao, bị phạt 4-5 năm cũng không sao. Chẳng qua Trì Thành Phong nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đây không phải chuyện Nghiêm Lập Dân để ý tới. Nghiêm Lập Dân lo chính là Lam Quang và Dư Dương mượn chuyện này mà phát huy, xử lý hết vấn đề ở công an quận Tây Giang thì sẽ có người gặp chuyện. Nếu không phải Lam Quang và Dư Dương muốn mượn đề tài này phát huy thì sao? Nghiêm Lập Dân run lên, y cũng xuất thân bên chính pháp nên không lạ mấy chuyện này. Nếu cơ quan chính pháp chú ý thì không thiếu thủ đoạn, không ai có thể thoát được, trừ khi bên trên không muốn anh tiến vào. Lão Trì, cháu anh có vấn đề lớn như thế nào? Nghiêm Lập Dân trừng mắt nhìn Trì Thành Phong, y muốn xác nhận xem đám Lam Quang chỉ đơn thuần nhằm vào riêng Trì Đại Hổ mà muốn kéo Trì Thành Phong vào, hay muốn đánh vỡ ý định muốn tiến vào công an quận Tây Giang của y. Cái này, Trì Thành Phong có chút khó trả lời. Quyển 8, chương 4-14. Trì Thành Phong hiểu rõ tính cách của Trì Đại Hổ, trên thực tế y cũng không quá tán thành việc đặt Trì Đại Hổ lên vị trí phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và chủ trì công việc. Trì Đại Hổ vốn bị kiềm chế, bây giờ được giao quyền lực lớn như vậy thì không xảy ra chuyện mới là lạ. Y cũng thường nhắc nhở Trì Đại Hổ nhưng hiệu quả không rõ ràng, y cũng bó tay. Y thậm chí mơ hồ hiểu được ý đồ của Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái. Nhưng y vốn nghĩ ở địa bàn Tây Giang thì chắc không có vấn đề gì lớn nên cũng không lo lắng. Khi Triệu Quốc Đống tới, y liền suy nghĩ bảo Mã Chiêm Bưu đổi vị trí cho Trì Đại Hổ, nhưng Mã Chiêm Bưu mãi không có hành động gì, bây giờ đã xảy ra chuyện. Bên viện kiểm sát dựa vào cái gì mà bắt Trì Đại Hổ? Trì Đại Hổ hỏi thêm. Hình như Trì Đại Hổ và mấy tên không có việc làm ăn tiền của lái xe, viện kiểm sát cũng bắt hai tên ngoài xã hội, đang thẩm vấn. Trì Thành Phong có chút khó khăn mà nói. Chẳng qua số tiền dính líu không nhỏ, bí thư Nghiêm, ngài xem có thể. Đủ rồi. Nghiêm Lập Dân tức giận đứng lên mà lớn tiếng nói. Anh lúc này còn muốn cứu Trì Đại Hổ sao? Còn muốn tôi giúp nó? Lúc này ai có thể giữ nó? Nó đáng để cho anh bảo vệ như vậy sao? Đám sâu mỏ đó anh không cho nó vào tù, nó sớm muộn gây họa lớn hơn nữa cho anh. Anh phải suy nghĩ chuyện của mình thì hơn. Đây là lần Trì Thành Phong thấy Nghiêm Lập Dân tức giận như vậy nên vội vàng ngậm miệng không dám nói gì. Trì Thành Phong, anh xem mình có xứng làm phó bí thư chính pháp không? Ngay cả cháu mình cũng không quản lý tốt, anh làm lãnh đạo như thế nào? Tôi nói với anh, nếu bọn họ chỉ nhằm vào Trì Đại Hổ thì còn đỡ, nếu chuyện lan rộng thì anh sau này sẽ là con chuột bị người cười chê. Nghiêm Lập Dân trừng mắt nhìn Trì Thành Phong mà nói. Nghiêm Lập Dân lo lắng không phải không có căn cứ. Cuộc thẩm vấn suốt đêm với Trì Đại Hổ và tên nhị ca Tiêu Vĩnh Huy kia cũng đã thu được kết quả cao. Tên Tiêu Vĩnh Huy hoàn toàn dựa vào quan hệ với Trì Đại Hổ cùng với có lần mấy tên lưu manh đánh nhau, nhỡ tay đánh chết người mà tạo được uy tín và được Trì Đại Hổ tin tưởng. Trên thực tế Tiêu Vĩnh Huy chỉ cứng mồm được 3 tiếng, sau đó ngoan ngoãn khai báo các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Từ việc cùng đám người đội cảnh sát giao thông do Trì Đại Hổ phụ trách phạt tiền xe tải các nơi khác đi qua quốc lộ 915 một cách vô tội vạ. So sánh với đám Tiêu Vĩnh Huy dễ thua trong tay pháp luật thì Trì Đại Hổ cứng miệng hơn nhiều, không thèm để ý đến nhân viên viện kiểm sát thị xã, chỉ nói y muốn gặp luật sư, muốn gặp ông chú. Chẳng qua đây không phải vấn đề gì. Theo một đội khác thành công lục soát được sổ sách, nhân viên viện kiểm sát lập tức bắt hai tên tổ trưởng và 4 đội viên trong đội cảnh sát giao thông tham gia vào vụ án. Đến 3 giờ 30 sáng, hai tên tổ trưởng và 4 tên nhân viên kia đã bị gọi đến trình diện với viện kiểm sát thị xã. Mấy tên này không cứng miệng như Trì Đại Hổ, rất nhanh khai mình làm theo lời của mà phối hợp với Tiêu Vĩnh Huy thu tiền của lái xe các địa phương ngoài. Căn cứ tài liệu sơ bộ thì số tiền liên quan đến vụ án trên 800.000, chứng cứ đầy đủ. Không cần Trì Đại Hổ khai thì viện kiểm sát cũng tiến hành bước tiếp theo. Một khe hở bên công an quận Tây Giang bắt đầu bị phá. Động tác bên Tây Giang nhanh gọn và chính xác không hề kém viện kiểm sát thị xã. Sau khi bắt được Hồng Nhân Phúc và quản lý thi công công trình, vị quản lý công trình đã khai Hồng Nhân Phúc sai y và một nữ nhân viên phụ trách khác đem 20.000 đến biếu chủ nhiệm ủy ban xây dựng, Tôn Định Trung, một lần khác lấy danh nghĩa của Tôn Định Trung mà gửi vào tài khoản của y 20.000, tổng cộng là 40.000. Bởi vì Hồng Nhân Phúc làm việc rất cẩn thận nên khi đưa tiền phải có hai người đi cùng, vì thế việc tìm được người còn lại là rất quan trọng. Căn cứ theo đầu mối quản lý công trình cung cấp,
nhân viên viện kiểm sát Tây Giang đã tìm được tên kia tại một nơi ở Ninh Lăng vào lúc 2 trong 0 phút sáng, đồng thời còn phát hiện một tên đàn ông quần áo không chỉnh tề ở đây. Cán bộ Ủy ban Kỷ luật Tây Giang lập tức nhận ra đó là trưởng phòng giao thông Tây Giang Lý Hiểu Bình. Sau khi nghe Vương Ích thông báo tình hình, Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Hắn vốn dự định chỉ khống chế ở Ủy ban xây dựng, hy vọng đột phá ở Ủy ban xây dựng mà lôi ra đầu mối mới. Nhưng hắn không ngờ Lý Hiểu Bình lại tự chui đầu vào lưới, lại đang quan hệ với nữ nhân viên kia của công ty xây dựng Hồng Phúc, xem ra Hồng Nhân Phúc giỏi dùng cách đạn thịt người, bảo sao công ty xây dựng này lại luôn nhận được các công trình trong thị trường xây dựng Tây Giang, nhất là công trình do chính quyền đầu tư. Dùng mỹ nhân kế kéo đám sâu mọt xuống nước, sau đó dùng tiền hối lộ thì có lẽ không mấy ai chịu được. Lão Vương, Lý Hiểu Bình ngoài vấn đề quan hệ nam nữ thì còn có vấn đề gì khác không? Triệu Quốc Đống đi đi lại lại trong văn phòng mà nói. Vương Ích đầu bên kia cũng nghe ra ý của Triệu Quốc Đống, chẳng qua lúc này y không thể lùi bước. Bí thư Triệu, chúng tôi tìm được một quyển sổ trong chỗ ở của Trương Mạn, nữ nhân viên của công ty xây dựng Hồng Phúc, bên trong ghi rất nhiều thứ có giá trị. Trong đó cung cấp rất nhiều đầu mối và chứng cứ cho hành động tiếp theo của chúng tôi. Mặc dù qua điện thoại nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng trong lòng Vương Ích. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không hưng phấn được mà thay vào đó là sự lo lắng. Tình hình đã bắt đầu mất khống chế khi Lý Hiểu Bình đột nhiên bị cuốn vào. Triệu Quốc Đống không phải muốn giữ cho ai, mà lo sẽ cuốn bên hệ thống giao thông tiến vào. Một khi lực lượng không đủ sẽ phải nhờ lực lượng trên thị xã, như vậy cục diện sẽ không do hắn khống chế. Lão Vương, bất cứ hành động nào vượt quá phạm vi đã xác định thì anh phải báo cáo với tôi trước. Tôi không đồng ý, anh và Lão Lạc không được tùy ý mở rộng. Đây là vấn đề nguyên tắc, anh biết không? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Vương Ích là cán bộ từ thanh tra thị xã điều xuống thì kiểu gì cũng có chút suy nghĩ. Nhưng Triệu Quốc Đống phải nhắc y bây giờ là thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì phải phục tùng phân công của quận ủy. Vương Ích hít sâu một hơi. Triệu Quốc Đống đây là nhắc y rằng hắn không phải là bí thư quận ủy mà còn là thường vụ thị ủy, là lãnh đạo thị ủy. Bí thư Triệu, tôi hiểu ý của ngài. Tôi có bất cứ hành vi nào vượt quá phạm vi xác định sẽ báo cáo với ngài trước để xin chỉ thị. Triệu Quốc Đống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lão Vương, mời anh tin tôi không muốn bao che cho ai. Trên thực tế tôi cũng hy vọng bắt hết đám sâu mọt ở Tây Giang, nhưng có chút tình hình anh cũng hiểu. Tây Giang không phải một vương quốc riêng, nó là Tây Giang thuộc thị xã Ninh Lăng, là cục bộ thì nhất định phải phục tùng đại cuộc. Anh, tôi đều là đảng viên nên phải nhớ vấn đề nguyên tắc của tổ chức. Vương Ích bỏ máy xuống rồi suy nghĩ một chút, sau đó tìm nhân viên đáng tin cậy nắm chắc thời gian xác minh mấy vấn đề trong nhật ký của Trương Mạn kia. Triệu Quốc Đống chỉ yêu cầu y không thể tùy tiện có hành động, nhưng bên ủy ban xây dựng thì sẽ không thể thoát thân. Vụ án liên hoàn này có cả trưởng phòng giao thông Lý Hiểu Bình đúng là làm Vương Ích giật mình. Bảo sao Triệu Quốc Đống bây giờ như ngồi trên đống lửa. Từ đủ loại tin tức đủ làm cho y là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nổi danh là người đi đầu trong chiến dịch chống hủ bại. Nhưng bí thư quận ủy chỉ sợ chưa chắc đã đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 8, chương 45. Tăng Lệnh Thuần cùng Thiếu Chiêu Quý, Quế Toàn Hữu lục tục tới văn phòng của Triệu Quốc Đống. Khi lệnh Hồ Triều gọi điện tới thì bọn họ mới biết ngọn lửa lớn đang chuẩn bị thiêu đốt Tây Giang. Sau khi Thiếu Chiêu Quý vào văn phòng, lệnh Hồ Triều liền đóng chặt cửa phòng lại. Lúc này chỉ còn 3 chén trà bốc khói nghi ngút ở trên bàn. Tăng Lệnh Thuần chỉ đến sớm hơn Thiếu Chiêu Quý một phút, thậm chí còn chưa kịp nói hai câu. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì, mắt hơi đỏ cho thấy cả đêm hắn không hề ngủ, không khí rất nặng nề. Các anh ngồi đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói và thở dài một tiếng. Hắn vừa báo cáo với tình hình của Tây Giang với Kỳ Dư Hồng. Bộ máy ủy ban xây dựng Tây Giang gần như sụp đổ. Chủ nhiệm Tôn Định Trung, 3 phó chủ nhiệm cùng với 2 cán bộ trung tầng, Kỳ Dư Hồng không nói gì nhiều mà chỉ yêu cầu dựa theo nguyên tắc tổ chức và pháp luật phá án. Ngoài ra cũng yêu cầu Triệu Quốc Đống phải đảm bảo cục diện ổn định của Tây Giang, yêu cầu Triệu Quốc Đống phải lấy tính đảng cam đoan không ảnh hưởng đến cục diện ổn định của Ninh Lăng. Lão Tăng, Lão Tiếu, Toàn Hữu, tối qua Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát thị xã cùng với 2 cơ quan chuyên môn của Tây Giang chúng ta đã tiến hành một vài hành động, chủ yếu là nhằm vào những kẻ tình nghi nhận hối lộ ở Tây Giang ta. Bây giờ đang tiến hành mở rộng điều tra. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà để mình bình tĩnh hơn nữa. Bây giờ chủ yếu tập trung vào công an quận và Ủy ban xây dựng,
nhất là hệ thống ủy ban xây dựng. Ba người im lặng không nói, chỉ là dùng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Bọn họ có thể từ trong lời nói của Triệu Quốc Đống để biết được một chút. Triệu Quốc Đống khi yêu cầu Tiếu Chiêu Quý cùng Quế Toàn Hữu tiến hành hoạt động chấn chỉnh tác phong làm việc trong toàn quận đã ngầm ám chỉ qua, muốn y tiến hành xác định vấn đề đức, năng lực, cần cù, mà bình xét về thành viên bộ máy. Tiếu Chiêu Quý qua đó cũng đoán vấn đề thay đổi nhân sự là không thể tránh né. Chẳng qua y không ngờ cơn gió lốc lại tới nhanh như vậy, mà còn theo cách này. Bây giờ do Ủy ban Kỷ luật Tây Giang đi đầu nhằm vào thị trường xây dựng của Tây Giang chúng ta. Sáng nay Ủy ban xây dựng quận tổ chức hội nghị công tác an toàn lao động. Bộ máy Ủy ban xây dựng phải tham gia. Trước mắt Ủy ban Kỷ luật đang điều tra chủ nhiệm Tôn Định Trung, phó chủ nhiệm Lý Quý Chân, Vương Mộ, có thể lát nữa Ủy ban Kỷ luật sẽ bắt ba người này. Hội nghị hôm nay là nhằm vào vụ sập cầu hôm trước, không thể trì hoãn. Cho nên tôi mời mấy vị đến tham gia, hội nghị do phó chủ nhiệm Đào của Ủy ban xây dựng chủ trì. Lời Triệu Quốc Đống nói như quả bom đánh mạnh vào đầu ba người. Ủy ban xây dựng có một chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm thì ba người xảy ra chuyện. Tôn Định Trung thì thôi, Lý Quý Chân bình thường rất im tiếng. Mặc dù người này có quan hệ mật thiết với Tôn Định Trung nhưng khi Ủy ban Kỷ luật điều tra thì đúng là có chút ngạc nhiên. Về phần phó chủ nhiệm Vương Mộ thì mới được đề bạt không đầy nửa năm, được người ngoài cho rằng là lãnh đạo có tiền đồ và trẻ tuổi nhất Ủy ban xây dựng Tây Giang. Ngay cả Tằng Lệnh Thuần cũng coi trọng người này, bên ngoài cũng không có phản ánh gì. Danh tiếng uống tốt thì sao bây giờ lại bị cuốn vào? Nhìn ba người Tằng Lệnh Thuần đều có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống biết chuyện này trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng được. Chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện tượng bề ngoài thường thường che được mắt mọi người. Tôi đã nói với Vương Ích không được bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào, nhưng không được làm người tốt nào bị oan, tất cả đều phải có chứng cứ rõ ràng. Bí thư Triệu, Vương Mộ sao lại bị dính vào? Tôi cảm thấy đồng chí này. Tằng Lệnh Thuần không nhịn được hỏi một câu. Tôi cũng rất kinh ngạc, chẳng qua làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc thì sẽ còn không ít chuyện. Rất nhiều chuyện bình thường chúng ta cảm thấy một người biểu hiện rất tốt, nhưng khi có vấn đề thì mọi người đều phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng mà nói. Lão Tiếu, Đào Ba có vấn đề gì không? Triệu Quốc Đống nhìn sang Tiếu Chiêu Quý. Chắc không có vấn đề gì. Đào Ba là nữ cán bộ, chồng chị ta làm ở phòng đất đai. Chị ta vẫn luôn bị Tôn Định Trung xa lánh. Mặc dù Đào Ba tốt nghiệp học viện kiến trúc Trùng Khánh nhưng vẫn bị Tôn Định Trung bố trí công việc không liên quan tới nghiệp vụ. Tiếu Chiêu Quý vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, công tác ủy ban xây dựng tạm thời do Đào Ba chủ trì. Tôi lo là vừa để chị ta chủ trì công việc, mai ủy ban kỷ luật điều tra ra chị ta có vấn đề thì đúng là buồn cười. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Đúng là sáng tạo lịch sử của Tây Giang chúng ta, một phòng ban có bốn người phụ trách thì ba người có chuyện, đúng là quá lạ. Sợ là nổi tiếng trong toàn bộ hệ thống xây dựng của tỉnh. Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý đều nóng mặt, đây chính là nỗi nhục quá lớn. Hơn nữa càng làm bọn họ giật mình là từ giọng của Triệu Quốc Đống có vẻ chuyện vẫn chưa xong, không biết lịch sử có tái diễn ở phòng ban khác hay không. Nhất là khi Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát hai cấp thị xã và quận cùng hành động với tốc độ cực nhanh. Chỉ riêng Triệu Quốc Đống đã thông báo Ủy ban xây dựng gần như mất hết bộ máy lãnh đạo, vậy còn các nơi khác không được thông báo thì sao? Sau lưng giấu một luồng khí lạnh lẽo làm Tằng Lệnh Thuần mặc dù sớm chuẩn bị tư tưởng vẫn run lên. Tiếu Chiêu Quý cũng không rét mà run, bộ máy Ủy ban xây dựng sụp đổ, mũi đao mơ hồ chỉ thẳng vào lãnh đạo phụ trách Ủy ban xây dựng. Triệu Quốc Đống chẳng lẽ thật sự muốn nhấc lên mưa máu gió tanh ở Tây Giang sao? Ba người còn chưa thoát ra từ vụ việc này thì Triệu Quốc Đống đã nói tiếp. Lão Tằng, Lão Tiếu, bên phòng giao thông thì hai anh cũng nên bàn với nhau và đưa ra một lựa chọn thích hợp. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị tạm thời đình chỉ công tác của Lý Hiểu Bình để tiếp nhận điều tra. Hôm nay các anh bàn với nhau xem. Toàn Hữu, anh thông báo bên tổ họp hội nghị cán bộ trung tầng, yêu cầu toàn bộ mọi người trong danh sách phải tham gia. Lão Tiếu đi tuyên bố. Lại là một búa mạnh vào lòng ba người. Ba người đều tái mặt và nhìn nhau. Tiếu Chiêu Quý nhìn Tằng Lệnh Thuần và Quế Toàn Hữu và thấy hai người này cũng ngạc nhiên như mình, xem ra cũng chưa biết tin này. Tằng Lệnh Thuần lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Bí thư Triệu, Lý Hiểu Bình xảy ra chuyện gì? Hừ, không nằm ngoài việc vi phạm pháp luật chứ gì, bây giờ còn chưa có kết luận nên mới tạm thời đình chỉ công tác của y để chấp nhận điều tra. Triệu Quốc Đống mệt mỏi vuốt mặt rồi nói. Không nói chuyện của Lý Hiểu Bình nữa.
Lão Tằng, anh và Lão Tiếu cảm thấy ai thích hợp chủ trì công việc bên phòng giao thông? Nhưng tôi nói trước đừng có chọn ra sâu mọt, đừng có mà vừa chủ trì công việc thì ủy ban kỷ luật đã tìm ra chứng cứ vi phạm pháp luật của kẻ đó. Trong lúc thảo luận, Triệu Quốc Đống lại nhận được mấy cuộc điện thoại, mặt xa sầm lại làm cho Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý đều lo lắng. Mặc dù bọn họ tin không liên quan tới mình nhưng không biết tình hình cụ thể vẫn khiến bọn họ lo lắng không yên. Chẳng qua mặt Triệu Quốc Đống thay đổi liên tục làm bọn họ khó có thể đoán ra được tin tức xuất phát từ đâu. Cả sáng hôm đó Lôi Bằng đúng là không thể yên tâm. Y không ngừng đi đi lại lại trong văn phòng. Tiền Chí Quốc gần như mất hết hồn phách chạy đến văn phòng Y và ngồi đó 2 tiếng. Đến khi Lôi Bằng mãi an ủi Y đừng quá lo lắng, tổ chức sẽ có câu trả lời thuyết phục, cuối cùng đành phải lấy lý do mình đi họp thì mới đuổi được Tiền Chí Quốc ra ngoài. Tiền Chí Quốc bây giờ coi như đã hoàn toàn suy sụp. Tôn Định Trung, Lý Quý Chân và Vương Mộ bị ủy ban kỷ luật mang đi điều tra đã gần như đâm thủng một lỗ trên trời, gần như đã hút tủy của Tiền Chí Quốc, thoáng cái đánh ngã Tiền Chí Quốc. Mà Lý Hiểu Bình bị ủy ban kỷ luật đình chỉ công tác phục vụ điều tra chính là thêm dầu vào lửa, càng làm Tiền Chí Quốc muốn suy sụp. Quyển 8, chương 46. Lôi Bằng vừa thương thay cho Tiền Chí Quốc vừa thầm may mắn cho mình. Lần này Tiền Chí Quốc coi như xong đời. Trên thực tế từ chuyện mấy hôm trước Nghiêm Lập Dân từ chối Tiền Chí Quốc thì Lôi Bằng đã mơ hồ cảm nhận ra vận mệnh của Tiền Chí Quốc. Chỉ đáng thương cho Tiền Chí Quốc, đối phương vẫn còn hy vọng Lôi Bằng làm cầu nối để dựa vào Nghiêm Lập Dân, bây giờ tất cả đã rõ ràng. Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái có thể thoát hay không cũng là cả một vấn đề. Thằng ngu Chỉ Đại Hổ bị Viện Kiểm sát thị xã bắt đi rốt cuộc chỉ là do mình y hay là chỉ mới là mở đầu, điểm này xem ra ngay cả bên trên cũng không rõ. Nếu chỉ riêng việc của Chỉ Đại Hổ ở quốc lộ 915 thì sao khiến Viện Kiểm sát thị xã phải tham gia? Lôi Bằng nhìn mấy cuộc điện thoại nhỡ, đây đều là mấy người có tin tức nhạy bén gọi tới. Chuyện của Tôn Định Trung cùng Lý Hiểu Bình đã sớm truyền khắp toàn Tây Giang. Trong hội nghị khẩn cấp của Ủy ban xây dựng hôm nay không có 3 vị chủ nhiệm, mà Tiền Chí Quốc cũng ra vẻ đầy lo lắng, Lý Hiểu Bình không ai nghĩ tới thì cũng bị gọi đến Ủy ban kỷ luật để phục vụ điều tra. Một loạt tin tức quá lớn truyền tới làm trụ sở ủy ban quận Tây Giang chấn động mạnh. Lôi Bằng không thể không cố nở nụ cười mà đi lại, nếu không có lẽ còn có tin tức y sẽ bị ủy ban kỷ luật đưa đi điều tra. Còn ai bị kéo vào bây giờ? Cả buổi sáng Trương Thiệu Văn gọi cho Lôi Bằng rất nhiều cuộc. Bây giờ Lôi Bằng mới phát hiện Trương Thiệu Văn đã như thay đổi thành người hoàn toàn khác, nói chuyện cũng do dự không quyết, không còn vẻ tàn nhẫn, kiên quyết như xưa. Trương Thiệu Văn đã không còn là Trương Thiệu Văn trước đây. Lôi Bằng thầm nói một câu. Tiếu Chiêu Quý cùng Ngô Ứng Cương đã đổi sang dựa vào chủ mới là Triệu Quốc Đống. Con gái điếm Vương Lệ Mai kia thì cũng đang không ngừng đi nịnh bợ, nháy mắt quyến rũ Triệu Quốc Đống. Tiền Chí Quốc sắp xong đời, Đinh Cao Thọ hình như đang khó khăn lựa chọn giữa Nghiêm Lập Dân và Thư Chí Cao. Mà hai vị kia có lẽ đang chờ gì đó, chờ gió lốc qua đi xem Đinh Cao Thọ có thể thoát thân hay không ư. Lôi Bằng hừ lạnh một tiếng, Đinh Cao Thọ có thể thoát ra hay không phải xem Triệu Quốc Đống có bỏ hay bám chặt đến cùng mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống có bỏ qua hay không thì đó là xem đám lãnh đạo thị ủy có ai đứng ra nói giúp Đinh Cao Thọ với Triệu Quốc Đống mà thôi. Chứ nếu với riêng Đinh Cao Thọ thì có lẽ không được Triệu Quốc Đống coi trọng. Triệu Quốc Đống cũng không chú ý khi mình đi trên đường thì có người hơi đi chậm lại, có người đi nhẹ hơn, mà có người vốn định chờ vào thang máy cũng lập tức đổi sang đi thang máy. Lệnh Hồ Triều đi theo sau Triệu Quốc Đống lại nhạy cảm nhận ra việc này. Triệu Quốc Đống đến Tây Giang đã gần 2 tháng, hắn tạo cho cán bộ bình thường của trụ sở quận ủy là một bí thư thân thiện, dễ gần. Gặp người có thể nói chuyện vài câu, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không ai dám có suy nghĩ đó. Nhận được điện của Vưu Liên Hương thì Triệu Quốc Đống đang nghe Vương Ích báo cáo thành tích hôm qua. Nửa tiếng trước Tiền Chí Quốc đã bị người của ủy ban kỷ luật thị ủy mang đi. Nghe nói Tiền Chí Quốc gần như mất hết sức lực kéo lên xe. Người không biết có lẽ còn nghĩ Tiền Chí Quốc đã vài đêm không ngủ. Nhân viên ủy ban kỷ luật dính vào rất nhiều, trong đó sơ bộ có 5 người đã tạo thành hành vi phạm tội. Mặc dù trước đó chúng tôi và Viện Kiểm sát đã làm khá nhiều công việc nhưng còn cần phải khai thác thêm nữa. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị dựa theo trình tự giao cho Viện Kiểm sát quận tiếp nhận. Ngoài ra còn có 4 người mặc dù không cấu thành hành vi tội phạm nhưng đã vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị tiến hành điều tra thêm và nghiên cứu xử lý bọn họ. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Lão Vương, anh đừng giả vờ với tôi. Tôi muốn biết chính là chuyện anh điều tra từ quyển nhật ký kia. Vương Ích há khẩu,
trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sao, ủy ban kỷ luật phá án còn giữ bí mật với tôi là bí thư quận ủy sao? Lo tôi lộ bí mật hay là sợ tôi lộ tin? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Bí thư Triệu, trong quyển nhật ký đề cập không ít người nhưng nhiều trong đó không có chứng cứ cụ thể cho nên. Vương Ích do dự một chút mà nói. Tôi nhớ trong điện thoại anh nói không ít tình hình các anh trước đó đã nắm giữ, mấy tình hình này tôi nghĩ anh phải nói cho tôi biết chứ. Triệu Quốc Đống bắt đầu gần giọng nói. Lão Vương, tôi không cần biết anh lo lắng từ góc độ gì, nhưng tôi phải nhắc anh là thái độ này của anh không thỏa đáng. Tôi là Bành Trường Quý, tôi phụ trách công tác chung của cả Tây Giang, anh che che đậy đậy với tôi đúng là làm người ta khó hiểu. Nếu vì như vậy gây ảnh hưởng tới phân công công việc của tôi sau này, anh khó tránh khỏi trách nhiệm. Vương Ích nghe vậy chỉ có thể thở dài một tiếng. Y đây là lo Triệu Quốc Đống thấy liên quan quá rộng mà dao động, mất đi quyết tâm chống hủ bại. Vị bí thư quận ủy trẻ tuổi này thực ra không cố chấp và đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Khi liên quan tới vấn đề chính trị thì tên Triệu Quốc Đống này luôn biết cách chọn nhẹ, tránh nặng. Nhưng Vương Ích đúng là không thể tránh khỏi việc báo cáo với đối phương, dù sao đây cũng là lãnh đạo trực tiếp của y. Bí thư Triệu, tôi muốn hỏi thêm cấp dưới. Sau đó dùng văn bản báo cáo với ngài, như vậy sẽ tốt hơn. Vương Ích lùi một bước mà nói. Ở tình hình này, y không thể làm trái ý của Triệu Quốc Đống, nhưng y cần phải cân nhắc lợi hại trong đó. Sau khi Vương Ích rời khỏi văn phòng, Triệu Quốc Đống mới thu lại xúc động trong lòng. Vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là rất quan trọng. Vương Ích về phẩm chất và năng lực thì không vấn đề gì, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Nhưng Vương Ích lại không có cái nhìn đại cuộc đầy đủ. Nhất là do Vương Ích từ trên thị xã phái xuống nên vẫn bị trên thị xã ảnh hưởng nhiều. Như vậy đó không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật phù hợp mà Triệu Quốc Đống nghĩ, nhưng ít nhất bây giờ hắn không thể động tới Vương Ích, thậm chí còn phải thể hiện mình ủng hộ mạnh Vương Ích. Nếu không bên ngoài sẽ lộ tin gì đó. Vưu Liên Hương gọi tới mời Triệu Quốc Đống ăn cơm làm hắn có chút kinh ngạc. Vưu Liên Hương cũng không nói nhiều. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nó là đơn giản vì nếu có chuyện thì chị ta sẽ nói thẳng trong điện thoại. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý. Vưu Liên Hương ở trong ủy ban kỷ luật nhiều năm, chị ta biết phân biệt nặng nhẹ, biết gì có thể giúp, gì không thể giúp. Chị ta có thể phân biệt rõ chuyện đang xảy ra ở Ninh Lăng này. Triệu Quốc Đống không tin Vưu Liên Hương vì chuyện xảy ra hôm nay ở Tây Giang, nhưng có lẽ cũng có việc gì đó. Khi Triệu Quốc Đống đến khách sạn Ninh Uyển thì thấy một xe Santana 2000 biển Ando, cùng xe của Vưu Liên Hương, ngoài ra còn một xe Zeta. Chẳng lẽ có khách từ Ando tới? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ ra là ai ở Ando sẽ tới Ninh Lăng mà còn quen cả hắn và Vưu Liên Hương. Hay là bạn của Vưu Liên Hương tới, chị ta muốn kéo mình tới. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống liền có chút đau đầu, lại là ăn uống, không bằng về nhà nghỉ. Tới hôm qua hắn không được ngủ nên đang định tối nay ngủ sớm để bù. Vào sảnh, Triệu Quốc Đống chưa tới phòng dành cho khách quý thì nghe thấy mấy giọng nữ vang lên. Hắn cẩn thận nghe thì thấy không phải giọng của Vưu Liên Hương, trong đó có một giọng Ando nghe hơi quen tai. Ngoài ra còn một giọng Ninh Lăng nhưng có vẻ cô đã nghe ở đâu đó, nghe tương tự giọng Trình Nhược Lâm nên càng làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Tôi đi đón bí thư Triệu một chút. Không cần, tự cậu ta sẽ tới. Dù thân phận thay đổi nhưng người quen cũ tới thì không cần phải khách khí như vậy. Hai giọng nữ thể hiện thân phận khác nhau càng làm Triệu Quốc Đống khó hiểu. Người quen cũ. Triệu Quốc Đống tò mò đẩy cửa phòng ra vừa lúc có một người phụ nữ chuẩn bị đi ra. Quyển 8, chương 47. Vương Lệ Mai, Vương Lệ Mai giám đốc đài truyền hình Tam Tỷ. Hai người không đề phòng nên thoáng cái va vào nhau. May là hai người phản ứng nhanh nên chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tránh ra. Mùi nước hoa nhàn nhạt phả vào mũi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống còn chưa kịp nói gì thì Vương Lệ Mai đã cười cười đầy quyến rũ nói. Bí thư Triệu, ngài đến. Trưởng ban thư ký Vưu đang chờ ngài ở trong. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết tìm lời gì thích hợp để nói với đối phương. Hắn khẽ hừ một tiếng ra vẻ đã biết, sau đó đẩy cửa tiến vào. Vương Lệ Mai cũng không thèm để ý, cô khẽ cười một tiếng rồi đi theo Triệu Quốc Đống tiến vào. Bí thư Triệu, đã lâu không gặp. Một người phụ nữ bên trong đứng lên nói. Sao, có phải có chút ngạc nhiên không? Ồ, trưởng ban Vưu, là chị sao? Đến lúc nào vậy, sao tới mà không báo trước một tiếng? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương và vui mừng nói. Khách quý tới, Vưu tỷ gọi điện tới không nói gì, chỉ gọi tôi tới ăn cơm, thì ra là trưởng ban Vưu tới.
Ồ, gọi nhị tỷ tôi là Vưu tỷ, cậu còn gọi tôi là trưởng ban Vưu ư? Vưu Huệ Hương cười nói. Nhị tỷ, bí thư Triệu tới. Ừ, biết rồi. Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng của Vưu Liên Hương. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Chị còn nói tôi, tam tỷ gọi tôi là bí thư Triệu không phải cũng là xa cách sao? Triệu Quốc Đống gọi thân thiết như vậy làm Vưu Huệ Hương khá vui vẻ. Cô cười hì hì nói. Ừ, vậy mới đúng. Tôi sẽ giống nhị tỷ gọi cậu là Quốc Đống. Có bạn từ Giang Khẩu tới làm Triệu Quốc Đống thoải mái hơn nhiều. Mặc dù hắn biết rõ Vưu Huệ Hương đến nhất định là có quan hệ với Vương Lệ Mai nhưng hắn vẫn vui vẻ. Sau khi đến Ninh Lăng, hắn về cơ bản ít liên lạc với Giang Khẩu, thậm chí ngay cả An Đô cũng ít. Triệu Quốc Đống rất bận nên đôi khi thấy cô đơn. Mọi người đều có công việc của mình cơ mà. Chính xác mà nói Vưu Huệ Hương và Triệu Quốc Đống khi ở Giang Khẩu không tính là bạn. Chẳng qua chỉ là khi Triệu Quốc Đống đến xã Lĩnh Đông thì Vưu Huệ Hương tự mình đưa tới mà thôi. Đến khi Triệu Quốc Đống điều lên sở giao thông thì về cơ bản ngừng liên lạc với Vưu Huệ Hương. Ha ha, tam tỷ sao đột nhiên lại đến Ninh Lăng thế? Triệu Quốc Đống nhìn quanh không thấy ai khác. Sao, không chào đón ư? Vưu Huệ Hương trừng mắt nhìn hắn. Đâu có, mời còn không được. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Chị không tin hỏi Vưu tỷ đi. Tôi nhiều lần nói Vưu tỷ mời tam tỷ đến đây chơi, đến suối nước nóng Hoa Lâm ngâm mình, để nhị tỷ, tam tỷ mãi được trẻ trung. Được, tôi nghe nhị tỷ nói suối nước nóng Hoa Lâm rất tốt cho cơ thể, chúng tôi ở tuổi này không thể so với mấy cô thiếu nữ, đáng phải chăm sóc cho mình. Vưu Huệ Hương không khách khí mà nói. Ồ, tam tỷ định ở Ninh Lăng mấy hôm để tôi bố trí thay tam tỷ. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Nếu đủ thì có thể sang Hoa Lâm nghỉ ngơi vài ngày. Đảm bảo chị về sẽ rất vui vẻ. Tôi cũng không có số hưởng thụ, chỉ có thể một hai ngày mà thôi. Vưu Huệ Hương thở dài nói. Quốc Đống, cậu về An Đô mà không về Giang Khẩu, quên quê của mình sao? Ôi, tam tỷ, bây giờ nếu muốn rời khỏi Ninh Lăng thì tôi phải xin phép nhị tỷ cơ mà. Triệu Quốc Đống không ngừng kêu khổ. Ồ, cậu còn thấy mình không được tự do sao? Đây là do bí thư Kỳ sợ cậu phạm sai lầm thì đã không làm thế. Nếu không cậu đã như tiền trì quốc rồi. Vưu Liên Hương từ trong phòng vệ sinh đi ra rồi nói. Ha ha, đâu có giống nhau chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi nhất định sẽ giác ngộ cao, đảm bảo không làm khó nhị tỷ. Hừ, tôi thấy trong bao bí thư quận ủy, huyện ủy thì chỉ có cậu là khó hầu hạ nhất. Có phải cảm thấy cậu là thường vụ thị ủy nên nhị tỷ này không quản được cậu? Không có mà, không có mà, tôi giữ quy củ hơn bất cứ ai mà. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Huệ Hương sang huyện Nguyên Hưng bên Vĩnh Lương khảo sát, xong việc liền sang thăm tôi. Tôi bảo Huệ Hương ở đây nghỉ hai hôm, dù sao ngày kia cũng là thứ bảy. Quốc Đống, cậu có bố trí gì không? Vưu Liên Hương vừa ngồi xuống thì cửa đã được mở ra. Lục Nhị tiến vào nói. Trưởng ban thư ký, xin lỗi tôi đến muộn. Vưu Liên Hương có ấn tượng tốt đối với Lục Nhị. Hơn nữa Lục Nhị cũng ngoan ngoãn nên khi ra ngoài chơi với danh nghĩa cá nhân thì cô thường gọi Lục Nhị theo. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy việc Lục Nhị vào biên chế không khó. Bên cục nhân sự thị xã cũng đã đồng ý tăng biên chế cho ban quản lý khu khai phát, chẳng qua phải đợi sang năm. Mọi người cũng vừa tới thôi, đến sớm không bằng trùng hợp. Tiểu Nhị, lại đây, ngồi cùng Lệ Mai tỷ của cô. Hai người chắc còn chưa nhận ra nhau. Vương Lệ Mai giám đốc đài truyền hình tam tỷ. Cô gọi Mai tỷ là được. Đây là em gái tôi, cô gọi Huệ Hương tỷ. Chất lượng phục vụ của Ninh Uyển rất tốt, đồ ăn mang lên nhanh, số lượng không nhiều nhưng khá tinh xảo. Quốc Đống, Lệ Mai bây giờ là nhân viên của cậu, cậu nên quan tâm nhiều một chút. Trong thời gian này cậu mới tới tam tỷ nên tôi cũng không nói nhiều mấy. Chị Lệ Mai Vương Lệ Quyên là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Trường Tân, chị ta là bạn học cùng trường Đảng An Đô với Huệ Hương, quan hệ rất tốt. Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Lệ Mai, trong công việc cô có gì cần thì báo cáo với Quốc Đống nhiều vào, không nên cứ vùi đầu chạy mà không biết nhìn đường. Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ gì. Lời nói của Vưu Liên Hương có ý rất rõ ràng, chẳng qua bây giờ có phải hợp sớm không? Vưu Liên Hương không phải không biết tình hình tam tỷ bây giờ. Mà Vương Lệ Mai lại là người của Trương Thiệu Văn, có lời đồn cô ta có quan hệ không rõ ràng với Trương Thiệu Văn. Vưu Liên Hương sao lại nói giúp Vương Lệ Mai? Mặc dù nói bên ủy ban kỷ luật không nắm được tin tức gì bất lợi của Vương Lệ Mai, nhưng hắn nghĩ Vương Lệ Mai khó thoát liên quan.
Triệu Quốc Đống thậm chí sớm suy nghĩ xem chức giám đốc đài truyền hình do ai đảm nhiệm. Dù Vương Lệ Mai không có vấn đề gì nhưng không thể để tiếp tục làm phó trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình. Chẳng qua Vưu Liên Hương nói như vậy lại làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Cũng may chuyện này không phải lập tức cần quyết định, Triệu Quốc Đống không quá để ý. Vương Lệ Mai cũng thấy vẻ lạnh nhạt của Triệu Quốc Đống, chẳng qua cô rất biết khống chế vẻ mặt của mình. Hai chị em Vưu Liên Hương có quan hệ khá gần gũi với Triệu Quốc Đống, gần như có vẻ như chị em ruột. Có quan hệ này nên Vương Lệ Mai không lo thái độ của Triệu Quốc Đống đối với mình. Ăn xong, mọi người liền sang phòng hát, Triệu Quốc Đống uống rượu nên hơi mệt, nhưng ở tình huống này hắn sao thoát thân được. Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương bắt đầu nhảy, hắn đã lâu không nhảy, kỹ thuật của Vưu Liên Hương khá tốt. Triệu Quốc Đống chỉ có thể bị động nhảy theo cô. Tay hắn đặt lên lưng Vưu Liên Hương, chiếc dây áo lót khá chặt, ngón tay Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận rõ được sự chèn ép của nó vào da thịt đối phương. Quốc Đống, cậu có phải lo rằng Vưu Liên Hương có vấn đề? Vưu Liên Hương phả hơi nóng lên mặt Triệu Quốc Đống, trong bóng tối làm hai người gần sát nhau. Vưu tỷ, chị nói xem có không, cô ta có quan hệ không rõ ràng với Trương Thiệu Văn. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đang tra xét gắt gao về bọn họ, không chừng đến mai sẽ tới lượt Vương Lệ Mai. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Hừ, việc này còn cần cậu dạy tôi, tình hình của cô ta thì tôi khá rõ. Không có chuyện kia với Trương Thiệu Văn đâu. Phụ nữ đẹp sẽ không tránh khỏi lời đồn đãi. Vưu Liên Hương nói với giọng khẳng định, nhưng chuyện này Triệu Quốc Đống thà tin là có, không thể bỏ qua. Vưu tỷ, xem rồi nói, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Trắng sẽ là trắng, đen sẽ là đen, vàng thật không sợ lửa. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ừ, tôi tin theo thời gian cậu sẽ thay đổi cái nhìn của mình. Phụ nữ đẹp cũng không phải bình hoa đâu. Có những lúc cậu sẽ phát hiện năng lực của Vương Lệ Mai hơn hẳn vẻ ngoài. Vưu Liên Hương cũng biết Triệu Quốc Đống đã không là Triệu Quốc Đống trước đây. Hắn có cái nhìn của mình, ai muốn mạnh mẽ thay đổi quan điểm của hắn là không thể. Quyển 8, chương 48. Dáng người Vưu Huệ Hương gầy hơn Vưu Liên Hương một chút. Triệu Quốc Đống đặt tay lên eo hoặc mông của Vưu Huệ Hương tùy tiện hơn là bà chị. Mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi hắn. Chị Lệ Mai và tôi khi học trên trường đảng đã ở cùng phòng, lúc ấy chị ta là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Trường Tân, quan hệ hai bên khá tốt. Chị ta chỉ có một em gái, hơn nữa cô em gái cũng có tính cách cứng rắn hơn chị ta, có chuyện gì cũng không muốn nói ra. Triệu Quốc Đống lặng lẽ nhảy mà không lên tiếng. Chị ta nổi tiếng thanh liêm ở huyện Trường Tân, tính cách mạnh mẽ, Lệ Mai thì tôi mới quen từ 2 năm trước, nhưng có thể tin được. Vưu Huệ Hương thấy Triệu Quốc Đống không lên tiếng thì biết khúc mắc không thể hóa giải được ngay. Tôi nghe nhị tỷ nói về chuyện của Lệ Mai, có thể vừa nãy nhị tỷ đã nói với cậu. Lệ Mai đúng là hơi đẹp nên khó tránh khỏi có người đồn thổi. Tôi tin Lệ Mai sẽ không như vậy, nghe nói tên khóa trước của cậu đã trên 50, dù Lệ Mai muốn dựa thì cũng không thể tìm người như vậy, phải tìm người có tương lai lớn như cậu mới đúng chứ. Vưu Huệ Hương trêu chọc như vậy làm Triệu Quốc Đống cười nói. Tam tỷ, chị đúng là biết hại tôi. Tôi nói rồi, phải xem một chút đã. Vưu Huệ Hương cần chính là câu này của Triệu Quốc Đống. Vương Lệ Mai lo nhất chính là Triệu Quốc Đống mượn cơn gió lần này mà điều chỉnh trên quy mô lớn. Tiếu Chiêu Quý cùng Ngô Ứng Cương không biết thông con đường gì mà đã có dấu hiệu dựa vào Triệu Quốc Đống, nhưng cô lại không có cơ hội thích hợp để giao tiếp. Triệu Quốc Đống nhận chức gần 2 tháng mà chưa đến đài truyền hình hay là phòng thông tin do cô phụ trách, điều này làm cô thấy rất nguy hiểm. Vương Lệ Mai tin chỉ cần cho cô cơ hội, cô sẽ thể hiện được hết năng lực của mình, cũng có thể chứng minh mình không xấu như lời đồn. Nhảy hết điệu, Triệu Quốc Đống lại cùng hát một bài bình tụ với Vưu Huệ Hương, sau đó lại hát một bài với Vưu Liên Hương. Vưu Huệ Hương bây giờ đã là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Giang Khẩu. Bí thư huyện ủy Tiết Minh Dương đã điều tới Lộc Sơn làm bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Phùng Đông Hoa tiếp nhận chức bí thư huyện ủy. Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng đã thành công lên làm Phó Chủ tịch Thường trực. Đây đều là do Triệu Quốc Đống nói chuyện với Vưu Huệ Hương mà biết. Chu Tinh Văn được điều sang huyện Trường Tân làm Thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an, coi như bỏ lên chức phó huyện. Mà Khâu Nguyên Phong đã đánh ngược lại về Giang Khẩu làm Thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống và Vưu Huệ Hương nói chuyện khá vui vẻ. Nhưng nhân vật chính của hôm nay là Vương Lệ Mai lại bị ném sang bên. Mặc dù Lục Nhị cũng biết ý mà nói chuyện với Vương Lệ Mai nhưng Vương Lệ Mai có vẻ không được vui.
Quốc Đống, Lệ Mai nhảy rất giỏi, Lục Nhị cũng là nòng cốt văn nghệ của trường, sao chỉ mời tôi và Huệ Hương, không mời Lục Nhị và Lục Nhị nhảy vậy? Cậu là bí thư đảng ủy của cả Tam Tỷ và khu khai phát, có phải là nên hòa hợp với quần chúng không? Vưu Liên Hương khẽ nhíu mày nói. Lệ Mai, lãnh đạo ra vẻ thì cô phải chủ động mời lãnh đạo nhảy. Thấy Vưu Liên Hương đã tung một bậc thang, Vương Lệ Mai liền cười cười quyến rũ, yểu điệu đi tới mà nói. Bí thư Triệu, tôi mời ngài một điệu. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ đứng lên và cười ha hả nói. Phải là tôi mời trưởng phòng Vương một điệu mới phải, tôi đúng là thiếu phong độ rồi. Thấy hai người đã đi lên sân khấu, Vưu Huệ Hương đứng lên và đi tới ngồi xuống cạnh Vưu Liên Hương mà nói. Chị, sao Quốc Đống lại có ý kiến với Lệ Mai nhiều như vậy? Hừ, đàn ông mắt đều nhỏ, ai muốn dùng người của thằng khác đã dùng. Vưu Liên Hương nói ra thì mới để ý lời này của mình có vấn đề, mặt hơi nóng lên một chút. Lệ Mai là nữ kim cương duy nhất trong bát đại kim cương của Trương Thiệu Văn, lại là phó trưởng ban tuyên giáo kiêm trưởng phòng thông tin, giám đốc đài truyền hình, em nghĩ Triệu Quốc Đống không đề phòng ư. Em đã hỏi Lệ Mai thì cô ta nói không có gì với bí thư trước đây. Vưu Huệ Hương nhíu mày nói. Vì sao những người bên này thích đồn thổi vu vơ như vậy? Đâu chẳng như vậy chứ. Phụ nữ muốn đi xa trong chốn quan trường thì trên lưng không có tiếng xấu mới là lạ, nhất là phụ nữ xinh đẹp một chút. Vưu Liên Hương thở dài nói. Có những phụ nữ không biết tự trọng khiến ai cũng nghĩ phụ nữ chỉ có thể bằng thân xác mà lên. Vưu Huệ Hương một lúc lâu sau mới nói. Phụ nữ thật sự không thích hợp làm chính trị, áp lực quá lớn. Ngoài áp lực công việc còn có nhiều phiền phức khác, hơn nữa phụ nữ không giống đàn ông có thể thông qua mấy vấn đề khác mà giải tỏa áp lực. Đàn ông có thể ca hát, nhảy múa, đánh bài, thậm chí chơi gái. Phụ nữ thì sao, mấy cách kia của đàn ông không hợp với chúng ta. Ngoài đọc sách, tập thể hình thì nhiều lắm là đi du lịch. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của phụ nữ. Vưu Liên Hương cảnh giác nhìn cô em. Huệ Hương, em ở trước mặt chị nói như vậy còn được. Em bây giờ đã là trưởng ban tuyên giáo, lại là phụ nữ, nếu em nói như vậy thì đó là điểm chết người của em. Có khi chỉ mấy lời nói bâng quơ của em khiến lãnh đạo đánh giá em khác hẳn. Em biết rồi. Vưu Huệ Hương thở dài một tiếng mà nói. Hai chị em đều cảm nhận được áp lực của nhau. Trong quan trường khi đàn ông chiếm ưu thế tuyệt đối, phụ nữ có nhiều áp lực thì chỉ bọn họ mới cảm nhận được. Trong tiếng nhạc du dương, Triệu Quốc Đống ôm eo Vương Lệ Mai, cố gắng làm mình giữ khoảng cách nhất định với cơ thể đối phương. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy ngài có ác cảm với tôi. Có phải do phòng chúng tôi không làm tốt công việc? Vương Lệ Mai có chút buồn bã mà nói. Đâu có, trưởng phòng Vương có lẽ hiểu lầm rồi. Vậy sao bí thư Triệu đến Tây Giang đã gần 2 tháng mà không đến phòng chúng tôi? Vương Lệ Mai hỏi. Tôi mới tới nên nhiều việc, chờ rảnh rỗi một chút thì tôi nhất định sẽ tới. Triệu Quốc Đống có chút không yên lòng. Mùi hương của Vương Lệ Mai khác hẳn chị em Vưu Huệ Hương, có cảm giác thấm đẫm lòng người, làm người ta khó có thể quên. Sao tôi thấy bí thư Triệu nói không đúng suy nghĩ? Vương Lệ Mai hơi nghiêng đầu nói. Triệu Quốc Đống bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn đúng là có chút không thích hợp nhảy với phụ nữ như thế này. Mặc dù không thể nói là như rắn nhưng cảm giác không thoải mái. Trưởng phòng Vương nhạy cảm quá rồi. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Vương Lệ Mai thở dài một tiếng. Xem ra muốn hóa giải thành kiến của đối phương không hề dễ dàng. Vương Lệ Mai cũng biết mình nghĩ quá tốt đẹp. Nghĩ rằng chỉ cần chị em Vưu Huệ Hương ra mặt là hóa giải được. Xem ra mình quá ngây thơ. Tôi biết danh tiếng của mình không tốt, tôi cũng không muốn giải thích. Chẳng qua tôi và trưởng ban giản và trưởng phòng Nhược Lâm là bạn tốt, bí thư Triệu không ngại có thể hỏi trưởng ban giản và trưởng ban Nhược Lâm xem Vương Lệ Mai tôi có phải loại phụ nữ kia hay không. Vương Lệ Mai nói rất ngọt ngào, có lẽ cô trước đây cũng là MC. Tôi không mong bí thư Triệu tin tôi. Nhưng mong ngài có thể cho tôi một cơ hội xem Vương Lệ Mai tôi có phải là người phụ nữ như ngài nghĩ không. Phụ nữ làm chút chuyện là rất khó khăn, chẳng lẽ nói phụ nữ xinh đẹp là có tội sao? Triệu Quốc Đống hơi chấn động, hắn có thể không bị vẻ đẹp của Vương Lệ Mai hấp dẫn, nhưng lời nói của Vương Lệ Mai đã làm hắn xúc động. Trưởng phòng Vương, trắng sẽ là trắng, đen sẽ là đen. Làm người thì cây ngay không sợ chết đứng, con người của tôi đối với việc không đối với người. Cuộc sống riêng của cô thì tôi không có hứng thú, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì tôi sẽ đối thủ công bằng. Mắt Vương Lệ Mai sáng lên, ngực đập mạnh liên hồi.
Tay cô đang đặt trên vai Triệu Quốc Đống cũng run lên. Bí thư Triệu, cảm ơn ngài. Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu nói. Có gì cần cảm ơn chứ? Tôi chỉ là nói quan điểm làm việc của mình mà thôi. Vương Lệ Mai vội vàng lắc đầu rồi cúi xuống. Một giọt nước mắt đã chảy ra. Vương Lệ Mai cố làm mình bình tĩnh lại. Sau khi Triệu Quốc Đống đến Tây Giang, mấy tên phó của cô bắt đầu làm loạn, nhiều lúc phân công công việc cũng không làm. Nhất là sáng nay biết ủy ban xây dựng và phòng giao thông xảy ra chuyện, người trong phòng không ngừng bàn tán khiến Vương Lệ Mai rất lo lắng. Quyển 8, chương 49. Sang ngày mới, 11 giờ tối hôm qua Tiền Trì Quốc đã bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt giữ. Ủy ban kỷ luật thẩm vấn Tiền Trì Quốc đã có đột phá. Tiền Trì Quốc đã khai mấy năm qua y đã nhận 200.000 tiền mặt cùng với một loạt vật phẩm như đồng hồ, vàng có giá 100.000 từ công ty xây dựng Hồng Phúc, qua đó bật đèn xanh cho công ty này. Viện Kiểm sát Tây Giang cũng đạt được nhiều thắng lợi. Đám người Tôn Định Trung đều đã khai báo. Chỉ riêng công ty xây dựng Hồng Phúc đã hối lộ trên 200.000. Tôn Định Trung 100.000, hai người kia mỗi người 50.000. Bên Ủy ban Kỷ luật điều tra Lý Hiểu Bình lại rơi vào bế tắc. Lý Hiểu Bình chỉ thừa nhận quan hệ nam nữ nhưng kiên quyết phủ nhận đã nhận hối lộ của công ty xây dựng Hồng Phúc. Chẳng qua Ủy ban Kỷ luật đã tìm được trên giá sách trong văn phòng của Lý Hiểu Bình một tập hồ sơ, trong đó có nhiều bức ảnh chụp cảnh Lý Hiểu Bình quan hệ nam nữ. Trong đó có hơn 10 người phụ nữ, có nữ cán bộ của Cục Giao thông, có nữ cán bộ cơ quan khác, thậm chí có cả cảnh với hai người phụ nữ. Do Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đẩy mạnh điều tra, Phòng Giao thông có một tên phó trưởng phòng bị bắt vì tội nhận hối lộ, cũng chủ động nói rõ vấn đề. Thư ký của Tiền Trì Quốc cũng tới Viện Kiểm sát nộp 18.000 tiền người ta tặng cho mình. Bên chi cục thuế liền nằm vào điều tra vấn đề trốn thuế của công ty xây dựng Hồng Phúc, sơ bộ điều tra thấy mấy năm nay công ty xây dựng Hồng Phúc đã trốn nộp thuế gần 1 triệu. Khi Triệu Quốc Đống đến văn phòng Kỳ Dư Hồng thì phát hiện mấy người Lục Kiếm Dân, Lam Quang và Vưu Liên Hương đều ở đây. Hắn ngẩn ra một chút rồi không nói gì. Vấn đề thảo luận chỉ có một chính là thông báo tình hình hủ bại ở Tây Giang, cũng xác định nguyên tắc xử lý. Thư Chí Cao cùng Nghiêm Lập Dân cũng không có tham gia, điều này làm mọi người tham gia phải suy nghĩ. Xem ra Kỳ Dư Hồng muốn khống chế tình hình, không muốn phức tạp thêm. Lam Quang giới thiệu qua tình hình Viện Kiểm sát thị xã nắm giữ. Từ đầu mối chỉ Đại Hổ đã kéo ra một số người ở công an quận Tây Giang. Bây giờ đã bắt 4 người đưa sang huyện Hoa Lâm thẩm vấn. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu vắt tắt thành quả của Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát Tây Giang đã đạt được. Sau đó Lục Kiếm Dân giới thiệu tình hình điều tra về Tiền Trì Quốc và chủ động đề nghị giao sang Viện Kiểm sát thị xã. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng Kỳ Dư Hồng tổng kết yêu cầu Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đảm bảo sự ổn định của thị xã và Tây Giang. Những vấn đề đã lộ ra thì phải tra xét triệt để, dù là ai dính tới cũng không được nương tay. Kỳ Dư Hồng thậm chí còn lớn tiếng nói nếu ai nói giúp thì báo cáo với y, do Ủy ban Kỷ luật xử lý. Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng thì mới biết chỉ một đêm mà tình hình đã thay đổi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, Lục Kiếm Dân chủ động phối hợp, Lam Quang cũng biết khống chế mình. Đối với vấn đề đã lộ ra thì phải tra xét triệt để, nghiêm túc xử lý, ha ha, thú vị. Triệu Quốc Đống càng nghĩ càng thấy lời này có đầy hàm nghĩa. Triệu Quốc Đống nghĩ vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nếu cấp trên đã xác định thì áp lực của mình cũng giảm đi nhiều. Vưu tỷ, bên kia truyền tới giọng của Vưu Liên Hương. Còn chưa đi chứ, đến văn phòng tôi một chút. Triệu Quốc Đống thấy khi mình, Lục Kiếm Dân và Lam Quang rời đi thì Vưu Liên Hương vẫn ở lại văn phòng Kỳ Dư Hồng, xem ra Kỳ Dư Hồng còn chuyện chuyên môn dặn Vưu Liên Hương. Bây giờ Vưu Liên Hương đột nhiên gọi hắn. Có phải là Kỳ Dư Hồng muốn thông qua Vưu Liên Hương mà nói chuyện gì đó với mình không? Vưu tỷ, có bố trí gì ư? Triệu Quốc Đống nhìn chai sữa trên bàn của Vưu Liên Hương mà cười nói. Vưu tỷ, dáng người của chị rất được, còn uống cái này ư? Không sợ. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn hắn mà nói. Sao mắt cậu toàn nhìn cái không nên nhìn vậy, bí mật của phụ nữ bị cậu thấy hết. Ha ha, Vưu tỷ, lời này của chị không đúng rồi. Bí mật của phụ nữ thì sao tôi có thể thấy được, mấy thứ đó đều che kín mà. Triệu Quốc Đống mặt dày nói. Đừng có mà dùng miệng lưỡi với tôi. Bí thư Kỳ bảo tôi nhắc cậu chú ý một chút, khống chế tiết tấu, đừng làm quá nhanh, phải tiến từng bước, nếu không sẽ có rung động quá mạnh. Vưu Liên Hương ngồi lên ghế, hai tay chống cằm mà nói. Đây coi như là một trận động đất ở Ninh Lăng, thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy, bí thư Kỳ cũng rất tức giận.
Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, không như vậy thì sau này Tây Giang cũng khó được yên ổn. Tôi thật ra chủ trương cố gắng giải quyết vấn đề trước cuối năm. Triệu Quốc Đống cười nói. Làm loạn, ân uy phải cùng thực hiện, cậu hiểu không? Vưu Liên Hương nhíu mày nói. Hủ bại phải trừng trị nhưng phải chú ý khống chế cục diện. Bí thư Kỳ chỉ yêu cầu tiến hành từng bước, không yêu cầu ngừng điều tra. Điểm này chẳng lẽ cậu không biết? Nhưng mà Vưu tỷ, chỉ biết cơ hội thoáng cái là mất, có đôi khi lệch một chút là khác cả bàn cờ. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Được rồi, cậu đừng có làm loạn là được, tôi có ý tốt nhắc cậu thôi. Hai người Lục Kiếm Dân và Lam Quang rất gian xảo, bí thư Kỳ ám chỉ là bọn họ biết ngay, nhưng chỉ sợ cậu ngây thơ mà châm lửa. Vưu tỷ yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Hai người kia nói chuyện dễ như vậy thì chắc là bí thư Kỳ phải cho chỗ tốt phải không? Triệu Quốc Đống cười hì hì như kẻ trộm mà nói. Vưu Liên Hương nhìn hắn, tên này thính mũi thật, chỉ vài câu đã nhìn ra vấn đề. Bảo sao tên này thường gây chuyện mà chỉ có lợi. Cậu đừng lo chuyện người khác, quản chuyện của mình là được. Đúng rồi, trưa nay tôi và Huệ Hương muốn đến trang trại cá ăn, cậu đi không? Tôi không đi, bí thư Kỳ đã xác định thì tôi phải triệu tập người xác định nguyên tắc. Tôi đi, tôi bố trí ở đâu? Hay là đến Hoa Lâm, vào khách sạn Kỳ Lân Quan, sáng mai chúng ta đến khu du lịch chơi, chiều ngâm suối nước nóng, tối mai về. Triệu Quốc Đống nói. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu có thể bỏ việc ở Tây Giang sao? Ha ha, Vưu tỷ còn lo tôi không khống chế được cục diện sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Yên tâm, chiều tôi sẽ bố trí, 5 giờ chiều xuất phát là tới, ăn cơm, hát hò chút cũng không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống về Tây Giang liền gọi Vương Ích cùng Lạc Dục Thành cùng với Quế Toàn Hữu đến thông báo ý kiến của thị ủy. Từ vẻ mặt của Vương Ích, Triệu Quốc Đống biết tên này nhất định được Lục Kiếm Dân thông báo tin tức. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm đề phòng đối phương hơn. Có chuyện gì Vương Ích không báo cáo với hắn là bí thư quận ủy, lại cứ nhằm lên ủy ban kỷ luật thị ủy. Xem ra tên này vẫn chưa ý thức được mình đã đến Tây Giang làm việc, còn nghĩ rằng ủy ban kỷ luật là cơ quan trực thuộc ủy ban kỷ luật thị ủy, hoặc là một quân cờ của ai đó đặt vào Tây Giang. Sau khi hai người kia đi, Triệu Quốc Đống liền trao đổi vài việc với Quế Toàn Hữu. Nhất là bảo Quế Toàn Hữu mau bàn với Tiếu Chiêu Quý đưa ra danh sách điều chỉnh cán bộ lãnh đạo của các phòng ban trong quận, đặc biệt là bên ủy ban xây dựng, phòng giao thông và công an quận. Quyển 8, chương 50. Khi Hoắc Vân Đạt chạy đến Kỳ Lân Quan thì đã là giữa trưa. Sáng nay Triệu Quốc Đống mới gọi điện cho y. Triệu Quốc Đống cũng không gọi cho huyện ủy hay chính quyền huyện Hoa Lâm, chỉ nói với công ty khu du lịch một tiếng, để bọn họ bố trí một hồ nước nóng vào buổi chiều. Ngoài ra hắn cũng nói chuyện với Giản Hồng. Chẳng qua hắn không ngờ Giản Hồng nghe nói có mấy người phụ nữ tới liền gọi cả Lôi Bằng và Trình Nhược Lâm đi cùng. Hoắc Vân Đạt thấy mấy người Giản Hồng thì có chút ngạc nhiên, chẳng qua thấy Vưu Liên Hương cũng mang theo mấy cô gái thì liền hiểu ra. Trưởng ban thư ký Vưu đi tắm suối nước nóng, vậy Hoa Lâm phải có phái nữ tiếp rồi. Vừa cơm xong thì không thích hợp tắm ngay, để dạ dày tiêu hóa một chút đã. Cả đám phụ nữ liền đi quanh Kỳ Lân Quan mà cầu trời khấn Phật. Ba người Giản Hồng đi cùng Vưu Liên Hương, Hoắc Vân Đạt lại đi cùng Triệu Quốc Đống. Vân Đạt, công việc hai tháng nay thế nào? Vừa đi Triệu Quốc Đống vừa nói. Cũng được, bí thư Hoàng cũng được, cũng không hỏi nhiều công việc bên chính quyền. Chủ tịch Đường cũng rất chuyên nghiệp, dựa theo con đường mà ngài đã xác định để đi, năm nay mấy chỉ tiêu chính của Hoa Lâm có lẽ vẫn duy trì được, chắc vượt qua Thổ Thành cùng Khuê Dương, còn đâu phải xem có thể vượt qua Tào Tập hay không. Hoắc Vân Đạt vẫn phụ trách mảng công nghiệp, Hoàng Côn đến cũng không khiến Hoa Lâm bị ảnh hưởng quá nhiều. Điểm này Hoàng Côn khá thông minh, Đường Diệu Văn cũng cố sức cho nên Hoa Lâm vẫn còn phát triển. Nghe nói khẩu hiệu năm nay của Tào Tập là vượt qua Tây Giang. Ha ha, Tây Giang là căn bệnh trầm kha, khó làm việc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ai cũng nói bệnh nặng phải có thuốc mạnh, nhưng thuốc mạnh lại sợ bệnh nhân đi đời. Bí thư Triệu, nghe nói Tiền Trì Quốc đã bị bắt. Mấy tin kia gần như truyền khắp Ninh Lăng, người có tin tức là biết ngay. Tự làm bậy thì không thể sống. Tiền Trì Quốc đây là không biết trời cao đất dày, quên hai chữ nghiêm túc của đảng. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Không biết y nghĩ như thế nào nữa. Y mới hơn 40, ít nhất có thể công tác mười mấy năm nữa, lương, thưởng hàng tháng không ít. Đảng cũng bố trí xe, nhà cho y, mỗi ngày đều có người mời ăn mời uống, hàng năm cũng có thể đi du lịch. Cuộc sống tốt như vậy không muốn, lại muốn vào tù.
Con người một khi bị tham lam che mờ lý trí thì không thể nghĩ được gì nhiều. Cũng không nghĩ xem mấy tiền đó cũng có thể ăn hay không. Hoắc Vân Đạt cười nói. Đám ông chủ tư nhân tặng ai tiền thì đều cần báo đáp. Cầm tiền vậy anh phải làm việc cho người, hơn nữa đó là chuyện nằm ngoài nguyên tắc. Hừ, không nói tới tiền trì quốc nữa. Vân Đạt, anh có hứng thú sang Tây Giang làm việc không? Triệu Quốc Đống cũng không đi vòng vo. Trên đường hắn đã trao đổi với Vưu Liên Hương về việc này. Hắn dự định tìm thời gian báo cáo với Kỳ Dư Hồng, cũng cần Vưu Liên Hương nói giúp vài câu. Vưu Liên Hương được Kỳ Dư Hồng rất tin tưởng, có lúc còn có tác dụng hơn cả Nghiêm Lập Dân. Vưu Liên Hương không quá quen với Hoắc Vân Đạt, là trưởng ban thư ký thị ủy, cô quen với cán bộ bên đảng ủy nhiều hơn. Chẳng qua nếu Triệu Quốc Đống nói ra thì cô cũng không từ chối. Có thể đi theo bí thư Triệu làm việc, tôi mong còn không được. Dù mệt một chút nhưng tôi vẫn muốn. Hoắc Vân Đạt đoán sau khi tiền trì quốc ngã, chính quyền Tây Giang sẽ có chút biến hóa. Triệu Quốc Đống xem ra muốn mình sang giúp. Mặc dù Hoa Lâm bây giờ có xu thế phát triển tốt nhưng vẫn là huyện lạc hậu, địa vị sao có thể bằng Tây Giang. Làm phó chủ tịch Tây Giang thì tốt hơn ở Hoa Lâm không ít. Ừ, tình hình Tây Giang rất phức tạp, anh nếu tới thì tôi cũng mong anh phụ trách mảng công nghiệp. Sản xuất công nghiệp ở Tây Giang mạnh hơn Hoa Lâm nhiều, nhưng các công ty, nhà máy đều sống dở chết dở. Cải cách nhà máy sẽ rất khó khăn, tôi dự định sang năm sẽ đẩy mạnh cải cách, mặc dù rất khó khăn nhưng càng kéo dài càng khó làm. Bí thư Triệu, tôi cũng nghiên cứu cải cách các nhà máy ở Hoa Lâm, phát hiện càng là nhà máy khó khăn thì cải cách dễ hơn, nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt hơn chút thì càng khó khăn. Hoắc Vân Đạt gật đầu nói. Nhưng các nhà máy dù lớn hay nhỏ sau khi cải cách đều có thể nhanh chóng phát triển, nhất là nhà máy có quy mô nhỏ càng thích ứng với nền kinh tế thị trường. Nhà máy lớn muốn bơi trong nền kinh tế thị trường thì còn phải tìm hiểu, tính toán rất kỹ. Tôi nghĩ nếu có thể hấp dẫn nhà đầu tư vào thu mua hết thì dù chính quyền chịu thiệt chút cũng đáng. Ha ha, Vân Đạt, anh không sợ mang tội làm tổn thất tài sản quốc gia sao? Bí thư Triệu, cải cách là thăm dò mà. Tài sản quốc gia tổn thất thì là từ tài sản trên giấy mà thôi. Nếu như không cải cách, nhà máy không chừng sang năm phá sản, tài sản cũng không còn, vấn đề công nhân của nhà máy thì chính quyền phải bỏ rất nhiều tiền giải quyết. Tính ra vậy có phải là lãng phí tài sản quốc gia không? Có một số cán bộ của chúng ta không thấy điểm này, vẫn có quan niệm cũ, cảm thấy thứ đáng giá một đồng mà bán với giá 5 hào là làm tổn thất tài sản quốc gia. Nhưng bọn họ không nghĩ một đồng đó là trên giấy. Giá trị thật chưa chắc đáng 3 hào. Hơn nữa anh còn phụ trách trả tiền lương, tính ra thì không chừng anh dù cho không thì cũng là tiết kiệm tiền cho chính quyền. Hai người đã hơn tháng không gặp nên có nhiều việc cần nói chuyện. Đến khi Giản Hồng đi tới nói Vưu Liên Hương muốn đi tắm suối nước nóng thì Hoắc Vân Đạt mới biết ý rời đi. Khi Triệu Quốc Đống đổi quần bơi đi ra thì mấy người phụ nữ kia cũng thay đồ xong mà đi ra. Mấy người đều mặc đồ bikini làm Triệu Quốc Đống phải sôi máu. Nếu nói về dáng người thì trừ Lục Nhị trẻ trung, xinh xắn nhất. Đồng thời Vương Lệ Mai và Trình Nhược Lâm là giữ tốt nhất. Chỗ nào lồi, lõm đều rất phù hợp. Hai chiếc áo liền người mặc dù không như bikini nhưng nó vẫn tôn lên cơ thể các cô. Chẳng qua nếu nói về làn da thì La Băng là tốt nhất, da trắng còn hơn chị em Vưu Liên Hương, nhất là cặp mông căng tròn đong đưa trước mặt Triệu Quốc Đống làm hắn điên lên. La Băng có vẻ cũng ý thức điểm này nên khi đi ngang qua Triệu Quốc Đống liền không nhịn được kéo chiếc khăn tắm xuống muốn che, nhưng như vậy càng làm Triệu Quốc Đống kích thích hơn. Trong nháy mắt mấy người phụ nữ vào nước khiến nhiệt độ trong suối tăng lên đôi chút. Sao chị lại gọi cả La Băng? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu mà hỏi Giản Hồng. Nếu như nói trong huyện Hoa Lâm, Hoắc Vân Đạt, Giản Hồng và Vương Nhị Khải được coi là người trong vòng tròn của Triệu Quốc Đống, như vậy La Băng nhiều lắm chỉ tính là người ở bên bờ mà thôi. Người phụ nữ này mặc dù có chút xinh đẹp, ăn mặc cũng hợp thời nhưng tính cách hơi lạnh nhạt. Dù là gặp Triệu Quốc Đống cũng luôn có vẻ bình tĩnh. Khi tôi gọi điện cho Nhược Lâm thì La Băng cũng ở đó, vì thế Nhược Lâm mời đi cùng. Giản Hồng cũng có chút bất đắc dĩ. Trình Nhược Lâm gọi tới thì sao có thể trách, mặc dù không thể xác định quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm có như lời đồn không, nhưng Trình Nhược Lâm đẹp như vậy, cô gọi theo thì sẽ không làm đàn ông khó chịu rồi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Hắn gọi Giản Hồng tới là giới thiệu với Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương bây giờ đang thiếu người phụ giúp. Triệu Quốc Đống muốn đề cử GGS với Vưu Liên Hương. Nhưng nếu muốn nhảy thẳng lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy thì là không dễ.
chẳng qua Triệu Quốc Đống biết Vưu Liên Hương có quyền chọn người giúp cho mình. Quyển 8, chương 51. La Băng nhạy cảm phát hiện Triệu Quốc Đống đến gần chỗ Giản Hồng nên biết hai người cần nói chuyện. Vị bí thư huyện ủy rời khỏi Hoa Lâm bây giờ đã thành thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy Tây Giang và khu khai phát Ninh Lăng. Nghe nói tối qua hắn còn tiến hành cuộc bắt bớ trên quy mô lớn ở Tây Giang, một loạt trưởng phòng, chủ nhiệm các đơn vị có quyền lực ở Tây Giang bị bắt, một phó chủ tịch cũng bị bắt. Cơn gió lốc này có vẻ còn chưa kết thúc, La Băng có chút ngạc nhiên khi có thể thoải mái đến đây hưởng thụ. La Băng vốn hy vọng có thể vào vòng tròn của Triệu Quốc Đống, nhưng quan hệ giữa cô và Giản Hồng không quá tốt, cô không thể đánh mất sự tự trọng của mình. Mà sau khi cô lên làm trưởng phòng thông tin mà được tiếp xúc với Triệu Quốc Đống nhiều hơn. Nhưng cô thấy Triệu Quốc Đống có hứng thú với Trình Nhược Lâm nhiều hơn cô. Phụ nữ thường có giác quan nhạy bén. Chuyện giữa Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống tuy không có chứng cứ rõ ràng, nhưng từ vẻ mặt Trình Nhược Lâm vui tươi khi được làm dịu, La Băng có thể cảm nhận ra được đây là đối phương được tình dục làm dịu cơn khát. La Băng liền ghen một chút, đồng thời cũng khiến cô bỏ qua suy nghĩ dựa vào Triệu Quốc Đống, khiến cô vẫn luôn tỏ vẻ kiêu kỳ trước mặt Triệu Quốc Đống. Khi Giản Hồng gọi cho Trình Nhược Lâm, cô và Trình Nhược Lâm đang chơi với nhau. Trình Nhược Lâm cũng lễ phép mời cô đi tiếp trưởng ban thư ký thị ủy và Triệu Quốc Đống, cô không biết nghĩ như thế nào mà lại gật đầu. Trong thời gian này công việc của chị vẫn ổn chứ? Triệu Quốc Đống và Giản Hồng cũng không nghĩ ra La Băng đang chú ý đến mình. Bí thư Triệu cũng biết đó, công tác của ban tuyên giáo chính là công việc theo quy củ, nếu không có hoạt động đặc biệt thì cứ đến giờ mà đi làm. Tôi đang suy nghĩ xem làm như thế nào để kết hợp công tác tuyên truyền với tuyên truyền hình tượng của Hoa Lâm, thực hiện việc tuyên truyền kết hợp phát triển kinh tế. Giản Hồng cười nói và dùng khăn tắm lau cổ và che khuất khe sâu ở giữa hai bên ngực. Cô thật ra không phải lo Triệu Quốc Đống nhìn thấy gì. Đối phương muốn nhìn thì không đến lượt cô. Trình Nhược Lâm và Vương Lệ Mai, còn có Lục Nhị trẻ trung kia đều hơn cô. Cô lo là mình bị đối phương nghĩ không chú ý đến hình tượng. Ồ, công tác tuyên truyền cần sáng tạo, nhất là công tác có tính phục vụ, điểm này nhiều ban tuyên giáo địa phương không làm tốt. Ngay cả Tây Giang hay khu khai phát đều như vậy. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Giản Hồng hơi giật mình, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống không hài lòng với công tác tuyên giáo bên Tây Giang, hoặc là muốn mình tới khu khai phát? Bí thư Triệu nói đúng, công tác tuyên giáo đúng là nên căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra điều chỉnh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy các nơi không có xu hướng rõ ràng, hơn nữa hay lấy ý tưởng của nơi khác mà áp dụng vào địa phương mình. Triệu Quốc Đống gật đầu, Giản Hồng suy nghĩ rất chính xác, ăn nói cũng giỏi nên chắc sẽ được Vưu Liên Hương chú ý. Chẳng qua quan hệ giữa Giản Hồng và Vưu Liên Hương là rất bình thường, không có quan hệ đặc biệt nên nếu muốn được Vưu Liên Hương chú ý thì phải thêm chút lực lượng. Ừ, xem ra tôi đi 2 tháng, trưởng ban Hồng có tư tưởng thoáng hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cười nói, hắn thi thoảng gọi Giản Hồng là trưởng ban Vi Hồng hoặc trưởng ban Hồng, thực ra khiến Giản Hồng rất thích, như vậy chứng tỏ quan hệ hai người thân cận hơn. Tư tưởng thoáng hơn cũng đều là nhờ bí thư Quốc Đống dạy bảo. Giản Hồng cười nói, chị có muốn tiếp nhận công tác có tính khiêu chiến lớn hơn không? Triệu Quốc Đống nhìn sang bên rồi nói. Giản Hồng có chút vui mừng, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống điều mình tới Ninh Lăng? Là Tây Giang hay khu khai phát? Bí thư Quốc Đống gọi, Giản Hồng sẽ tuân lệnh. Không biết bí thư Quốc Đống muốn điều tôi tới đâu? Không, chỗ tôi rất rối ren. Tây Giang đang đầy ung nhọt, khu khai phát mới bắt đầu tiến bước nên không thích hợp chỉ tới. Hơn nữa tôi cũng không muốn nghe người đồn thổi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chỉ có tương lai sáng hơn nữa. Ồ, Giản Hồng có chút kinh ngạc. Triệu Quốc Đống nhìn sang Vưu Liên Hương đang nói chuyện vui vẻ rồi nói. Sau khi Hoàng Côn điều đi khiến văn phòng thị ủy thiếu một phó trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký Vưu nói chuyện với tôi về việc này, hỏi tôi có đề cử thích hợp không. Tôi liền đề cử chị, bây giờ muốn xem chị có hứng thú với công việc này không. Sao lại không có, tim Giản Hồng đập rất mạnh, người cũng nóng lên, thì ra là vậy. Đây là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống bảo mình đi tiếp Vưu Liên Hương. Bí thư Triệu, vị trí đó rất quan trọng thì tôi sợ nhiều người chú ý tới. Tôi sợ. Giản Hồng mặc dù rất mừng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Chức phó trưởng ban thư ký thị ủy không phải vị trí bình thường. Nếu là phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã thì Giản Hồng còn đủ tự tin tranh, nhưng chức phó trưởng ban thư ký thị ủy bình thường chỉ sinh ra trong thị ủy mà thôi. Cô mặc dù là thường vụ huyện ủy, cùng cấp với phó bí thư huyện ủy trên danh nghĩa, nhưng mọi người đều biết chênh lệch của nó. Ừ,
đúng là hơi khó khăn, chẳng qua không phải không thể. Chủ yếu là thái độ của trưởng ban thư ký Liên Hương. Ở việc này Bí Thư Kỳ đã trao quyền lớn cho trưởng ban thư ký Liên Hương. Nếu không có nhân viên thích hợp sẽ ảnh hưởng tới công việc của trưởng ban thư ký Liên Hương. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, chị không tự tin ư? Bí thư Triệu nói như vậy thì tôi yên tâm, chẳng qua tôi và trưởng ban thư ký Vưu không quá quen thuộc. Ai vừa sinh ra đã quen nhau được chứ? Trưởng ban thư ký Liên Hương mặc dù người ngoài thấy khó tiếp xúc, nhưng người quen thấy dễ nói chuyện. Ừ, hai người đều là phụ nữ nên có thể tìm tiếng nói chung mà. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Cái này chắc không cần tôi dạy chị chứ. Giản Hồng liền hiểu Triệu Quốc Đống đây là tạo cơ hội cho mình. Về phần người khác chỉ là đến cho đông người mà thôi. Thấy Giản Hồng gật đầu, Triệu Quốc Đống nói. Đi đi, chị phải tiếp xúc thì mới quen thuộc được, không thể một lúc là thành. La Băng vẫn lặng lẽ chú ý Triệu Quốc Đống và Giản Hồng nói chuyện. Nhất là khi thấy vẻ mặt Giản Hồng thay đổi làm cô nhạy cảm phát hiện có vấn đề. Băng tỷ, sao chỉ có một mình thế này? Trình Nhược Lâm thấy tâm trạng La Băng không quá tốt nên bơi tới. La Băng mặc dù hơi lạnh nhạt nhưng quan hệ khá tốt với cô. La Băng chỉ là không tiếp xúc nhiều với người mà thôi, nhưng tiếp xúc lâu nên Trình Nhược Lâm thấy La Băng rất được. Ừ, suối nước nóng rất thoải mái, vừa lúc có thể bổ sung dưỡng chất cho da. La Băng nhìn thì thấy Trình Nhược Lâm mặt mày hồng hào, cổ và vai trắng nõn, bộ ngực bị chiếc áo đè ép chỉ muốn bung ra. Nó cao vút và tạo thành khe sâu bắt mắt. Bảo sao đàn ông đều nói Trình Nhược Lâm là người đẹp nhất Hoa Lâm. Trình Nhược Lâm cũng đang thầm than về làn da của La Băng. La Băng có làn da rất trắng, cơ thể đẫy đà và quyến rũ. La Băng ít khi lộ cơ thể mình trước mặt người khác, đi tắm suối nước nóng như hôm nay cũng là lần đầu, có đàn ông tham gia càng không bao giờ nghĩ tới. Ngay cả Trình Nhược Lâm cũng có chút kinh ngạc sao La Băng lại nhận lời. Chỉ có thể nói Triệu Quốc Đống có phúc thỏa mãn con mắt. Băng tỷ. Trưởng ban thư ký Vưu đến, sao chị không tới tiếp? Muốn đi cũng là trưởng ban Giản Hồng, chị chẳng qua đến hưởng thụ một chút mà thôi. Đúng, Bí thư Triệu đến, sao em không sang chào? La Băng cười cười nhìn Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm hơi nóng mặt, cô mơ hồ cảm nhận được La Băng nghi ngờ quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống. Chẳng qua cô chưa bao giờ lộ tin gì. Băng tỷ, chị là trưởng phòng, muốn nói thì phải là chị mới đúng. Trình Nhược Lâm cũng thấy hai người Giản Hồng và Triệu Quốc Đống vừa nãy nói chuyện với nhau, nhưng cô nghĩ đó là vì công việc. Ừ, Nhược Lâm, em nói không đúng suy nghĩ rồi. La Băng cười nói. Ai nói không đúng suy nghĩ? Đi, nếu qua thì ta cùng qua. Có phải là chị sợ mắt đàn ông nhìn thấy gì đó không? Trình Nhược Lâm cười cười phản lại. Quyển 8, chương 52. La Băng cũng hơi nóng mặt, cô không quá thích mấy chuyện như thế này. Lộ cơ thể không nói, còn có một người đàn ông ở đây. Chẳng qua thấy ngay cả chị em Vưu Thị và Vương Lệ Mai cũng tự nhiên nên cô thật ra thấy mình có chút hơi quá e ngại. La Băng vẫn rất tự hào về cơ thể mình, nhất là làn da của mình. Bình thường cô chăm sóc mình rất tốt nên nhìn trẻ hơn vài tuổi. Triệu Quốc Đống thấy Trình Nhược Lâm và La Băng đang từ từ bơi về phía mình. Cơ thể đẫy đà dưới chiếc áo tắm màu xanh của La Băng có chút quyến rũ, mà Trình Nhược Lâm càng không cần phải nói. Bí thư Triệu đến Tây Giang lâu như vậy, đây chắc là lần đầu về Hoa Lâm phải không? La Băng hiếm khi nở nụ cười mà nói. Không phải, lần trước cùng người của công ty điện lực quốc gia đến dây. Tây Giang nhiều việc nên không có thời gian. La Băng, cô chắc quen Vương Lệ Mai chứ, đều trong ngành mà. Phòng thông tin Hoa Lâm nên trao đổi nhiều mới bên Tây Giang, rảnh rỗi có thể đến Tây Giang học hỏi. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào ngực La Băng làm cô hơi thụt người xuống nhưng lại nghĩ có vẻ không lễ phép nên đành chịu. Tôi và Lệ Mai đã quen từ lâu, cô ấy chẳng những đẹp mà còn có năng lực và trách nhiệm. Phòng thông tin Tây Giang 2 năm liền đều đứng trong top 3 của ngành thông tin thị xã. La Băng đây thực ra không phải là khen, mà Vương Lệ Mai đúng là có năng lực thật sự. Vậy ư, tôi mới đến Tây Giang nên không hiểu quá rõ. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua tôi phát hiện một quy luật đó là lãnh đạo ngành thông tin thị xã Ninh Lăng chủ yếu là nữ, hơn nữa ai cũng đều xinh đẹp quyến rũ. Có phải như vậy mới có lợi nâng cao hình ảnh không nhỉ? La Băng hơi nóng mặt, nụ cười trên miệng cũng biến mất. Đối với lời khen này của Triệu Quốc Đống, cô không biết nói gì. Nếu nói là khen cô thì có vẻ cô tự cho rằng như vậy. Vương Lệ Mai còn trẻ hơn cô vài tuổi, bên ngoài cũng không kém gì cô.
nhưng nói không phải khen cô thì ánh mắt đối phương không ngừng nhìn tới làm tim cô đập mạnh. Trình Nhược Lâm có chút buồn cười, cô biết Triệu Quốc Đống đây là trêu La Băng. Cô dựa đầu vào bờ mà quan sát. Cũng may Vương Lệ Mai rất kịp lúc bơi tới mà hóa giải không khí xấu hổ này, cũng làm La Băng lấy lại bình tĩnh. Ba cô gái rất nhanh có tiếng nói chung. Vương Lệ Mai thực ra hy vọng có cơ hội ở riêng với Triệu Quốc Đống nhưng không thể. Lúc trước là Giản Hồng, bây giờ Giản Hồng đi thì La Băng và Trình Nhược Lâm lại vây lấy Triệu Quốc Đống làm cô có chút thất vọng. Triệu Quốc Đống chủ động rời đi để ba cô gái nói chuyện. Suối nước nóng có nhiệt độ vừa phải, thích hợp ngâm mình giữ sức khỏe, đồng thời cũng làm người ta buồn ngủ. Triệu Quốc Đống đứng lên liền thấy hơi lành lạnh, nhiệt độ bên ngoài chỉ là 3 độ khiến hắn bị kích thích. Triệu Quốc Đống khoác khăn tắm đi lại trên bờ, đủ loại loài cây không biết tên đập vào mặt, khẽ cắt ngang qua chân hắn. Điện thoại di động rất không kịp lúc vang lên, là Lạc Dục Thành gọi tới. So sánh với Vương Ích, Lạc Dục Thành biết quy củ hơn nhiều. Ít nhất Lạc Dục Thành biết bất cứ công việc gì cũng phải phục tùng đại cuộc, mà không phải chỉ lo đạt thành tích cá nhân. Lạc Dục Thành gọi tới báo cáo về việc Ủy ban Kỷ luật thị xã đã khống chế Mã Chiêm Bưu, Viện Kiểm sát thị xã cũng đã bí mật tiến hành bắt giữ Lương Sùng Thái và kế toán trưởng dạy lái xe. Trong đó trưởng dạy lái xe là tình nhân của Lương Sùng Thái. Ủy ban xây dựng gần như sụp đổ hoàn toàn bộ máy lãnh đạo, bây giờ công an quận cũng gần như bị tê liệt hoàn toàn. Thật không biết hắn nếu không đến thì Tây Giang có thể có bình yên không? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, có lẽ nếu không ra tay vào lúc này thì để sau thì người liên quan càng nhiều, ảnh hưởng còn tệ hơn nữa. Chẳng qua ở Tây Giang sẽ đồn hắn muốn vung tay chém giết nhiều người của thế lực cũ. Dục Thành, tôi tạm thời không về được, anh chú ý tình hình trên thị xã, tối nay chúng ta tổ chức hội nghị gồm anh, tôi, Lão Tằng, Lão Tiếu, Lão Quế. Ừ, bên công an quận thì do Vân Bạc tạm thời chủ trì công việc. Bên viện kiểm sát thì anh nên điều phó viện trưởng sang hỗ trợ công việc của công an quận. Cần người đáng tin về phẩm đức và chính trị. Lê Túc quyết định là Lê Túc đi. Tối anh có thể đưa ra trong cuộc họp buổi tối. Đúng, trên cục công an thị xã thì mặc bọn họ, tôi sẽ nói chuyện với Bí Thư Lam, bây giờ là thời kỳ quan trọng nên không thể để ý quá nhiều. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và thấy tâm trạng của mình lại kém đi nhiều. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát thị xã làm rất nhanh gọn, từ việc có thể theo dõi và bắt tình nhân của Lương Sùng Thái ở trên sân bay Ando là thấy được điểm này. Việc bắt Chỉ Đại Hổ coi như là làm động rừng khiến Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái lo lắng nên chạy trốn. Bị bắt từ sân bay có lẽ là đả kích quá lớn khiến không mấy người chịu được. Với thủ đoạn của Cao Dương thì nhân viên kế toán không có năng lực phản trinh sát nhất định sẽ khai hết. Chuyện công an quận coi như đã xác định xong và trừ được tận gốc. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Ninh Lăng, ngay cả Sở Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã nhận thư tố cáo về cảnh sát giao thông Ninh Lăng. Nếu không đưa ra kết quả rõ ràng thì khó mà ăn nói với Sở Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống không rõ ngoài Mã Chiêm Bưu, Lương Sùng Thái thì trong bộ máy công an quận còn ai dính vào không? Căn cứ từ bên Ủy ban xây dựng thì Triệu Quốc Đống đoán còn có người. Bây giờ hệ thống công an Tây Giang đã tê liệt. Triệu Quốc Đống một lần nữa về đến suối nước nóng thì hai chị em Vưu Liên Hương, Vưu Huệ Hương mới từ phòng vệ sinh quay trở lại. Vưu Liên Hương thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống không tốt nên hỏi. Cậu sao thế? Không có gì, chỉ là hai người Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái bị bắt. Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh nhưng không thể. Mặc dù diệt trừ ung nhọt nhưng nó vẫn mọc trên người mình, vẫn gây đau. Mẹ nó chứ, mấy năm vừa rồi Trương Thiệu Văn làm gì vậy chứ? Đây là lần đầu Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống như vậy, nhất là mắng ngay Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã, Trương Thiệu Văn bây giờ. Quốc Đống, cậu không sao chứ? Thấy Vưu Liên Hương quan tâm hỏi mình, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Không có gì, xin lỗi đã nói lời đó trước mặt hai chị. Chẳng qua mắng như vậy mới làm mình thoải mái. Quốc Đống, cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước cơ mà. Bí thư Kỳ để cậu đến Tây Giang không phải là ngồi chơi, cậu phải đến xử lý đống rác ở Tây Giang. Vưu Liên Hương cười nói. Chỉ cần không vượt quá phạm vi đã xác định thì không sao cả. Bí thư Kỳ sớm chuẩn bị tư tưởng rồi. Vưu tỷ, nói cũng không thể như vậy. Bí thư Kỳ có chuẩn bị tư tưởng nhưng chỉ phụ trách chung, tôi trực tiếp đối mặt sự thật. Công an quận xảy ra chuyện như vậy sẽ tê liệt. Hệ thống công an khác các ngành khác, nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự của cả Tây Giang. Nếu muốn nó khôi phục lại là không dễ. Ha ha, lần này cả công an quận, ủy ban xây dựng,
cục giao thông đều xảy ra chuyện, đều là phòng ban quan trọng. Chị nói sang năm triển khai công việc như thế nào? Quyển 8, chương 53. Triệu Quốc Đống biết cũng nên làm việc gì đó để nâng cao hình ảnh của Tây Giang, nhưng trong thời gian này Tây Giang lại không có gì đáng để tuyên truyền. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không muốn xem mấy tin tức hội nghị hay đi kiểm tra gì đó. Thoáng cái có nhiều vấn đề như vậy, quần chúng sẽ tập trung hết vào đó. Anh muốn quần chúng để ý cái khác thì không dễ. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng, Vưu Liên Hương biết bây giờ Tây Giang cũng không có tin gì đáng đưa nên cười nói. Quốc Đống, không phải nói đường sắt Tây Liễu sắp khởi công sao? Lễ khởi công diễn ra ở Vân Lĩnh, tôi thấy cậu có thể đi gặp Bí Thư Kỳ xem có thể đổi sang Tây Giang hay không? Chị cảm thấy một lễ khởi công có thể khiến cho mọi người chú ý hết vào đó sao? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, hắn không cho rằng đây là ý kiến hay. Quốc Đống, tình hình là như vậy, cậu phải nghĩ biện pháp hóa giải dần dần, như vậy tốt hơn không làm gì mà. Vưu Liên Hương lớn tiếng nói. Đầu óc cậu không phải rất nhạy bén sao? Tôi không tin cậu không tìm được biện pháp thay đổi chú ý của mọi người. Mấy chiêu cậu làm Hoa Lâm thay đổi là từ đâu? Đây không phải Triệu Quốc Đống mà tôi muốn thấy. Vưu Liên Hương có chút tức giận chống tay ngang hông, ngực phập phồng, nửa bên vú vì áo tắm không che hết trông rất bắt mắt, một khe sâu theo nước chảy qua trông càng đẹp hơn. Vưu Liên Hương cũng theo sát bà chị mà lên bờ, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thấy hai cặp mông căng tròn lắc lư trước mặt mình. Mấy người phụ nữ kia cũng chú ý thấy tình hình bên này hơi thay đổi nên bơi tới gần. Sao thế Bí Thư Triệu? Vương Lệ Mai dẫn đầu bơi tới. Tóc cô hơi ướt. Cô dựa vào bờ bên cạnh Triệu Quốc Đống, chiếc áo tắm của cô cũng không nhiều vải hơn bộ bikini mà Lục Nhị mặc bao nhiêu, nhất là vòng eo trắng nõn càng lộ ra đầy quyến rũ. Không có gì, trưởng ban thư ký Vưu đang phê bình tôi không có chí tiến thủ. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình. Mấy cô tắm đi, không có gì cả. Thấy Triệu Quốc Đống có lẽ không muốn bị quấy rầy, mấy người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi rời đi. Chỉ còn mình Triệu Quốc Đống nằm nhắm mắt suy nghĩ. Cục diện như thế này không thể kéo dài. Ủy ban xây dựng và cục giao thông đã làm mọi người chấn động. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng đây là việc xấu nhưng anh không thể làm quần chúng chú ý mãi việc này. Như vậy anh sẽ có tiếng là bí thư quận ủy đi đầu trong công tác chống hủ bại. Từ góc độ nào đó cán bộ này đặt trên người cán bộ ủy ban kỷ luật chính là thừa nhận, nhưng trên người bí thư quận ủy thì nó lại khác. Một bí thư có năng lực không phải là ở chỗ chống hủ bại tốt hay không, mà là nơi anh phụ trách có phát triển tốt về kinh tế, xã hội hay không. Nhưng làm như thế nào thay đổi xu thế bây giờ thì cần suy nghĩ. Đơn thuần làm quần chúng chú ý là không có tác dụng, hơn nữa còn có thể khiến cho quần chúng nghi ngờ. Triệu Quốc Đống cứ như vậy dựa vào thành hồ mà nhắm mắt. Trong mơ hồ hắn cảm thấy có người đang bóp vai cho hắn. Hắn mở mắt ra nhìn thì thấy trong hồ không biết sao chỉ còn lại mình Vương Lệ Mai. Bộ ngực của cô trong chiếc áo tắm đang cạ sát vào lưng hắn làm hắn muốn sôi máu. Vương Lệ Mai nở nụ cười đầy quyến rũ, không ngờ cởi áo tắm trước mặt hắn, cặp vú căng tròn đầy sức sống ở ngay trước mặt, hai điểm đỏ hồng trên nền trắng nõn cứ như đang trêu ngươi hắn. Triệu Quốc Đống hoảng hốt và có chút tức giận, ả này sao dám làm như vậy, mình còn nói quan sát một chút, không ngờ ả dùng cách này dụ dỗ hắn. Triệu Quốc Đống có chút tức giận nên ra sức đứng lên nhưng không ngờ phát hiện bên dưới của mình đã ngóc đầu dậy, đã thấy Vương Lệ Mai đặt tay của hắn lên ngực cô, hắn không hiểu sao lại không thể chống cự. Mà không biết sao ở bên cạnh lại có một người phụ nữ trần truồng bơi ra, hắn nhìn kỹ thì thấy là La Băng. Không đợi Triệu Quốc Đống lên tiếng, La Băng đã nhếch cặp mông trắng nõn tới gần, ngồi lên trên chỗ hiểm của hắn, hắn không thể khống chế. Triệu Quốc Đống đột nhiên tỉnh lại thì thấy cổ hơi lạnh. Hắn nhìn quanh thì thấy mấy người phụ nữ đã rời đi, xem ra đã lên bờ. Lúc này tim hắn đang đập rất mạnh, nghĩ lại chuyện vừa rồi thì đúng là có chút khó hiểu. Chẳng lẽ mình lại muốn quan hệ cùng lúc với hai người phụ nữ sao? Vưu Huệ Hương cuối cùng đã về. Triệu Quốc Đống còn định giữ cô lại chơi vài ngày nhưng trong thời gian này hắn đúng là không dành được nhiều thời gian tiếp cô. Hơn nữa cô đã là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, không phải người rảnh rỗi cho nên không giữ được. Vụ án ở trường dạy lái xe An Thái cuối cùng đã bị Viện Kiểm sát thị xã phá được. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, điểm đột phá là tình nhân của Lương Sùng Thái. Qua đó Viện Kiểm sát nhanh chóng tìm được tài khoản bí mật của trường, hơn nữa lục soát chỗ ở của ả thì tìm được hơn 500 ngàn, đây là con số quá lớn đối với nhân viên kế toán hàng tháng chỉ thu nhập vài trăm tệ. Theo tình nhân khai ra, Lương Sùng Thái cũng nhanh chóng sụp đổ.
y cũng rất nhanh khai rằng khi mình làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông kiêm phụ trách trường dạy lái xe đã chia cho một số nhân viên liên quan số tiền trên 400 ngàn. Trong đó Mã Chiêm Bưu là 300 ngàn, chính ủy trước đây là 100 ngàn. Tất cả cứ thế được diễn ra, cả Lương Sùng Thái và Mã Chiêm Bưu đều bị bắt. Mọi việc tiếp theo làm người ta chu cương kính, dù là Nghiêm Lập Dân hay là Thư Chí Cao đều tỏ vẻ rất bình tĩnh, không ai phát biểu ý kiến gì về việc ở Tây Giang giống như không liên quan gì tới bọn họ. Chẳng qua việc Viện Kiểm sát thị xã bắt 7 người Mã Chiêm Bưu, Lương Sùng Thái đã làm cho cả thị xã Ninh Lăng chấn động, cũng tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn ở cả tỉnh An Nguyên. Mà trong lúc đó Viện Kiểm sát Tây Giang cũng bắt 6 người Tôn Định Trung, Lý Hiểu Bình về tội nhận hối lộ. Hai vụ án chỉ diễn ra trong 2 ngày, mà sau đó Tiền Trì Quốc cũng bị đọc lệnh bắt khẩn cấp. Một cơn gió chống hủ bại điên cuồng mà tới, khiến cho cả Ninh Lăng trở nên mù mịt. Mà theo đề nghị của Triệu Quốc Đống, thị ủy Ninh Lăng sau khi trao đổi với chính pháp tỉnh ủy, Viện Kiểm sát tỉnh và Tòa án tỉnh đã giao nhân viên phạm tội trong các vụ án cho bên Vinh Sơn khởi tố và xét xử. Công tác chống hủ bại là chuyện sống còn đối với đảng ta. Chúng ta cần phải nhận thức rõ tính nguy hiểm của hiện tượng hủ bại. Công tác chống hủ bại phải duy trì liên tục, phải kiên nhẫn đánh bại tất cả phần tử sâu mọt. Công tác này là việc lớn đối với toàn đảng, toàn xã hội, phải kiên trì dưới sự lãnh đạo của đảng, đảng phụ trách chung, ủy ban kỷ luật phối hợp, các phòng ban đều có trách nhiệm, dựa vào sự ủng hộ của quần chúng, kiên trì cán bộ lãnh đạo phải giữ được sự liêm khiết. Triệu Quốc Đống chán nản ngồi trên bàn nghe Nghiêm Lập Dân phát biểu. Trong thời gian này Nghiêm Lập Dân như ngủ đông, thậm chí còn hiếm khi xuất hiện trên TV. Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái cùng ngã ngựa có thể nói là đả kích rất mạnh với tham vọng nhúng tay vào Tây Giang của Nghiêm Lập Dân. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt oán độc của đối phương khi nhìn mình. Thời này ở trong quan trường nếu anh muốn làm người tốt thì không thể lên được. Chỉ có làm kẻ hận anh phải sợ anh mới coi như thành công. Trương Thiệu Văn đã bị cách chức phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Ủy ban Kỷ luật Thị ủy đang tiến hành điều tra y về giai đoạn là bí thư quận ủy Tây Giang. Chẳng qua việc này không liên quan tới đại cuộc. Quyển 8, chương 5-14. Hội nghị lần này của Ninh Lăng là nhằm vào một loạt việc xảy ra ở Tây Giang. Làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên đó là Nghiêm Lập Dân nói một tràng dài ra vẻ mình là kẻ ghét ác như thù. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười nhìn Nghiêm Lập Dân đang dùng động tác để thể hiện, đối phương nghĩ người bên dưới là đồ ngu hết hay sao? Ninh Cao Thọ cuối cùng đã chọn để dựa vào Nghiêm Lập Dân. Hoặc là nói y bị Thư Chí Cao từ chối nên mới dựa vào Nghiêm Lập Dân. Lần này có thể coi như thoát cửa tử, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ vấn đề của Đinh Cao Thọ. Vấn đề của Đinh Cao Thọ nhiều vấn đề hơn so với Lôi Bằng, đương nhiên cũng phức tạp hơn. Triệu Quốc Đống tin chỉ cần Viện Kiểm sát cẩn thận điều tra thì kết quả cũng không khác gì Tiền Trì Quốc. Đương nhiên tại sao lúc này Nghiêm Lập Dân lại nhận Đinh Cao Thọ cũng làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Nghiêm Lập Dân không nên ngu ngốc như vậy chứ. Mặc dù Kỳ Dư Hồng đã nói không mở rộng phạm vi nhưng cũng không có nghĩa mọi chuyện dừng lại ở đây. Vấn đề đã lộ thì phải điều tra đến cùng, nếu không sẽ bị người mắng chửi. Ninh Cao Thọ đã có vài vấn đề lộ ra, hơn nữa quan hệ cũng kém. Y và Tiền Trì Quốc tương đương nhau, bây giờ Tiền Trì Quốc bị bắt mà Ninh Cao Thọ không sao thì không chừng có người sẽ nhằm vào Ninh Cao Thọ. Ai muốn ngăn giúp Ninh Cao Thọ chính là chấp nhận mạo hiểm về chính trị. Chẳng qua Đinh Cao Thọ còn thông minh hơn Tiền Trì Quốc nhiều. Mặc dù Viện Kiểm sát nắm không ít manh mối nhưng Đinh Cao Thọ đã được người chỉ điểm nên biết cách sao thoát thân, làm thản nhiên nói tìm chứng cứ có lợi cho mình. Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến Viện Kiểm sát chỉ mơ hồ tiếp xúc một chút rồi không dám vọng động. Hội nghị lần này có gần 1.000 cán bộ từ cấp trưởng phòng trở nên tham gia. Hội trường trung tâm thị xã Ninh Lăng đã không còn chỗ trống. Hội nghị quy mô lớn như vậy là lần đầu Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng thực hiện. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, Chánh thanh tra tỉnh Lâu Quý Đình cũng đến tham gia. Hội trường trung tâm chứa được cả ngàn người mà vẫn kín chỗ, theo quy định thì cán bộ các quận, huyện tham gia ngồi giữa, cán bộ các cục, các công ty thuộc thị xã ngồi hai bên. Lịch trình hội nghị cũng không quá phức tạp, Phó Bí thư Thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lục Kiếm Dân chủ trì. Phó Bí thư Thị ủy Nghiêm Lập Dân phát biểu. Phó Bí thư Thị ủy, Thị trưởng Thư Chí Cao cũng đứng lên phát biểu. Bí thư Thị ủy Triệu Quốc Đống phát biểu, cuối cùng là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đưa ra chỉ thị. Triệu Quốc Đống rời mắt từ cán bộ Tây Giang sang bên Hoa Lâm. Hoàng Côn mặt mày bình tĩnh, Đường Diệu Văn như suy nghĩ gì đó, đám người Lỗ Đạt, Bàng Quân có vẻ mặt khác nhau. Triệu Quốc Đống nhìn Giản Hồng đôi chút rồi rời đi.
Vưu Liên Hương vẫn chưa có quyết định, Giản Hồng làm cô có ấn tượng tốt, chẳng qua xem ra cần làm sâu sắc hơn nữa. Hắn có lẽ phải nói giúp Giản Hồng, bên Nghiêm Lập Dân thì không hy vọng nhưng Triệu Quốc Đống biết bây giờ là thời cơ tốt nhất, Nghiêm Lập Dân sẽ không chủ động gây chiến. Cho nên chỉ cần nói với Trương Thiên Phóng là được. Chẳng qua chuyện này dù được Vưu Liên Hương gật đầu cho phép thì hắn cũng không được lộ tin với Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng thì phải do chính Vưu Liên Hương đi nói, nếu không sẽ phức tạp thêm. Chẳng qua việc của Hoắc Vân Đạt thì hắn có thể đề xuất thẳng với Kỳ Dư Hồng. Bây giờ Tây Giang chấn động mạnh như vậy, tinh thần suy sụp, công tác sang năm càng khó khăn hơn. Hơn nữa nếu muốn đạt thành công trong cải cách thì nếu không có người có năng lực thì sao được. Có đôi khi Triệu Quốc Đống nghĩ cơn gió lốc vừa rồi mới có lợi. Thứ nhất có nhiều vị trí trống, dễ dàng cho người lên. Nhất là ở bên ủy ban xây dựng, cục giao thông, nếu như không có lý do thì anh cũng khó có thể điều chỉnh. Hơn nữa hắn có thể mượn cơ hội lập uy, cũng khiến cho chính sách hắn phổ biến dễ được áp dụng, ai dám nói mông của mình không có vết. Nếu như để ủy ban kỷ luật hoặc thanh tra Cầm Kính Hiển Vi tới tìm thì sẽ ra một đồng lớn vấn đề. Như bây giờ chẳng hạn Tiền Trì Quốc xong đời, Đinh Cao Thọ coi như thoát được đã là quá may mắn. Về phần Lôi Bằng, Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Nghiêm Lập Dân không dễ bỏ qua Tây Giang, cái đinh này dù như thế nào đối phương cũng phải cắm ở Tây Giang. Dù sao nếu Tây Giang bị Triệu Quốc Đống hoàn toàn khống chế thì có khác gì một Trương Thiệu Văn thứ hai. Bây giờ Ngụy Hiểu Lam bên ủy ban quận là người được Triệu Quốc Đống đánh giá khá cao. Cô ta khôn khéo, có năng lực. Triệu Quốc Đống có một suy nghĩ đó là muốn xem một lãnh đạo phụ trách công việc ra sao thì rất đơn giản, đó là xem trạng thái công việc của mấy phòng ban mình phụ trách ra sao là được ngay. Ở Tây Giang này sản xuất nông nghiệp không được coi trọng như các huyện khác, vì thế Ngụy Hiểu Lam làm được như vậy là không dễ. Nếu để Ngụy Hiểu Lam phụ trách mảng của Tiền Trì Quốc có lẽ là lựa chọn tốt. Triệu Quốc Đống một lần nữa nhìn sang phía Tây Giang, Ngụy Hiểu Lam vẫn ngồi ở phía sau, lúc này có lẽ đang nghe Thư Chí Cao phát biểu. Có lẽ mình nên bàn với Tằng Lệnh Thuần điều chỉnh phân công công việc của các phó chủ tịch trước cuối năm. Hạ Đồng là kẻ chỉ biết vâng dạ không hiểu sao được lên vị trí phó chủ tịch. Tên này không phải thân tín của Trương Thiệu Văn mà lên được như vậy là không dễ dàng gì. Mấy phó chủ tịch khác của quận thì Triệu Quốc Đống vẫn không hiểu rõ hết. Chẳng qua tránh văn phòng ủy ban quận Ngô Ứng Cương coi như đã lén dựa vào hắn. Thông qua Trương Thiên Phóng làm cầu nối, Triệu Quốc Đống không ngờ Ngô Ứng Cương lại dứt khoát như vậy, thấy Trương Thiệu Văn không còn thực lực như trước liền bí mật dựa vào Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng ra mặt thì Triệu Quốc Đống không thể không coi trọng. Hơn nữa Ngô Ứng Cương cũng không phải đối tượng mà ủy ban kỷ luật nhằm vào. Nếu mấy vấn đề nhỏ nhặt đều tra xét thì có lẽ Tây Giang không còn cán bộ lãnh đạo. Triệu Quốc Đống ngồi trên đài mà suy nghĩ liên miên, người bên dưới cũng không kém. Đinh Cao Thọ biết vô số người nhìn lướt qua mình, hắn rất không muốn tham gia hội nghị này, nhưng hắn biết mình không tham gia có lẽ hội nghị chưa tan thì đã có rất nhiều lời đồn mình bị ủy ban kỷ luật hoặc viện kiểm sát bắt đi. Chỉ một hai tuần ngắn ngủi mà hắn cảm thấy vất vả hơn mấy năm công tác cộng lại. Mặc dù không ai nói gì hắn, thậm chí ngay cả chuyện Tiền Trì Quốc cũng không ai đề cập trước mặt hắn. Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần vẫn cười nói với hắn như trước, nhưng ai cũng coi như Đinh Cao Thọ là kẻ đã xong đời. Không chạm tay thì thôi, đã chạm tay thì nhất định bị bắt, lời này như con rắn quanh quẩn trên đầu hắn, làm Đinh Cao Thọ không thở nổi. Nhất là đám bạn quan hệ mật thiết như Tiền Trì Quốc, Tôn Định Trung, Lý Hiểu Bình cùng Mã Chiêm Bưu đều vào tù, cảm giác sợ hãi không biết ai người ta bắt mình vào lúc nào cứ quanh quẩn trong đầu hắn không đi. Hắn không muốn ở lại Tây Giang một giây nào nữa. Nụ cười ấm áp của Triệu Quốc Đống cùng ánh mắt bình tĩnh của Tằng Lệnh Thuần như hai thanh kiếm có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Vương Ích cùng Lạc Dục Thành như hai con sói đói cứ nhìn chằm chằm vào hắn, bao cảm giác quyền uy ngày nào giờ đã bay biến hết. Vương Ích có chút phức tạp nhìn Triệu Quốc Đống ở trên. Bí thư Lục đã nhắc hắn phải làm tốt quan hệ với Triệu Quốc Đống, khi báo cáo công việc cũng phải chú ý phương thức, nhất là phải chú ý cảm nhận của Triệu Quốc Đống. Vương Ích không biết bí thư Lục nghe được gì hay không. Lần này ủy ban kỷ luật Tây Giang đã lập công lớn nhưng Vương Ích lại thấy Triệu Quốc Đống không còn tin mình như trước. Quyển 8, chương 55. Vương Ích cũng không biết khi Kỳ Dư Hồng hỏi ý Triệu Quốc Đống về việc Lục Kiếm Dân đưa ra yêu cầu Vương Ích làm thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lên làm phó bí thư quận ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì đã bị Triệu Quốc Đống đưa ý kiến tạm thời rời đó. Lục Kiếm Dân không biết việc này nhưng Kỳ Dư Hồng gác đề nghị của Lục Kiếm Dân lại. Nói phải để đợi tiến hành điều chỉnh chung về nhân sự ở Tây Giang rồi làm một thể.
Lời này tuy có lý nhưng vẫn làm Lục Kiếm Dân nhạy cảm nhận ra vấn đề. Hình ảnh của Triệu Quốc Đống trong mắt Vương Ích trở nên mơ hồ. Ngô Ứng Cương đã có dấu hiệu dựa vào, Tiếu Chiêu Quý cũng vậy. Hai người này bên ủy ban kỷ luật không nắm được mấy tin tức có giá trị. Nhưng Vương Lệ Mai cùng Mạc Vinh liên tục xuất hiện bên cạnh Triệu Quốc Đống làm Vương Ích có chút lo lắng. Vương Ích không tin Triệu Quốc Đống là kẻ thấy phụ nữ đẹp là muốn ôm lấy ngay. Mặc dù trước khi Triệu Quốc Đống đến thì hắn đã nghe Triệu Quốc Đống có quan hệ mờ ám với phó trưởng phòng thông tin ở Hoa Lâm, chẳng qua đó chỉ là lời đồn. Hơn nữa chỉ cần không dính tới tham ô thì Vương Ích sẽ không hứng thú xen vào cuộc sống riêng của lãnh đạo. Nhưng Mạc Vinh cùng Vương Lệ Mai thì khác. Mạc Vinh là thân tín của Trương Thiệu Văn, Vương Ích nghi ngờ có phải chuyện Tiền Trí Quốc cùng Đinh Cao Thọ tham ô là do Mạc Vinh dẫn mối hay không. Từ trình độ nào đó thì tầm quan trọng của Mạc Vinh còn hơn xa mấy người Lý Hiểu Bình. Còn Vương Lệ Mai là ai? Tình nhân của Trương Thiệu Văn, một kẻ dựa vào thể xác mà lên chức. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống có ý với ả này? Vương Ích có chút tức giận, dù Triệu Quốc Đống có sở thích này nhưng chẳng lẽ Tây Giang không có ả phụ nữ nào khác sao? Vương Ích thậm chí còn thầm thám thính thái độ của Quế Toàn Hữu và Lạc Dục Thành. Quế Toàn Hữu im lặng không nói, Lạc Dục Thành thì không rõ ràng làm y có chút buồn bực. Y không biết hai người này không rõ hay cố ý tránh né, hay là cảm thấy không có vấn đề gì. Điều này càng làm Vương Ích thêm lo, đây không phải dấu hiệu tốt. Bây giờ Lục Kiếm Dân nhắc như vậy, y phát hiện Triệu Quốc Đống đã nghi ngờ mình. Bởi vì mình làm trái ý nên Triệu Quốc Đống thấy mình không tôn trọng bí thư quận ủy sao? Vậy đây là Triệu Quốc Đống không nói đến chế độ tập trung dân chủ của đảng. Vương Ích có chút tức giận mà nghĩ. Lạc Dục Thành ngồi bên Vương Ích lại không lo lắng nhiều, tâm trạng của y khá tốt. Cả Triệu Quốc Đống và Lam Quang đều hài lòng với công việc của y. Nhất là Triệu Quốc Đống, đề cử của y đều được Triệu Quốc Đống chấp nhận, Lê Túc đã thuận lợi tới công an quận làm chính ủy. Một bí thư đảng ủy chính pháp làm như thế nào thể hiện uy tín của mình, đó là có thể nói chuyện được trước mặt bí thư quận ủy, đề cử cán bộ được quận ủy đồng ý, như vậy uy tín sẽ được thành lập. Lạc Dục Thành cũng mơ hồ cảm nhận ra Vương Ích và Triệu Quốc Đống không hòa hợp. Y cũng thấy Vương Ích đã sai lầm. Anh đầu tiên là thường vụ quận ủy, sau đó mới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hệ thống ủy ban kỷ luật mặc dù có chút độc lập nhưng vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng, cũng không phải nằm ngoài sự lãnh đạo của đảng. Ở điểm này Lạc Dục Thành thấy Vương Ích đã quên, điều này không một bí thư quận ủy nào có thể tha thứ. Chuyện gì anh cũng báo cáo với ủy ban kỷ luật thị ủy trước rồi mới báo cáo với quận ủy, anh làm sao khiến bí thư quận ủy hài lòng với mình. Lạc Dục Thành nghĩ mình là Triệu Quốc Đống thì cũng không thể tha thứ. Triệu Quốc Đống có thể ngồi lên vị trí này thì trí tuệ chính trị không có gì phải nói. Vương Ích nếu hy vọng Triệu Quốc Đống là một bí thư quận ủy bình thường mà đối xử thì sẽ phải trả giá đắt. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, đoàn người tản mát rời đi. Mặc dù có cảnh sát giao thông mở đường nhưng dòng xe khổng lồ như vậy cũng mất hơn 10 phút mới tan hết. Các huyện hầu như đi bằng xe 16 chỗ, chẳng qua lúc này lại có vẻ không tiện. Có cán bộ muốn ăn cơm mới về, có cán bộ muốn ở lại thị xã một chút. Có người muốn về. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Đường Diệu Văn thì hắn vừa từ chối yêu cầu của Vưu Liên Hương là đến tiếp tránh thanh tra lâu của thanh tra tỉnh. Cũng may Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nên mấy việc này không bị bắt buộc, đi cũng được, không đi không ép. Đường Diệu Văn gọi tới nói với giọng rất thân thiết, chỉ nói là cấp dưới Hoa Lâm muốn lão lãnh đạo mời cơm. Triệu Quốc Đống nghe vậy liền lập tức đồng ý. Triệu Quốc Đống đến nơi thì đám người Đường Diệu Văn vừa vặn đến. Bộ máy lãnh đạo Hoa Lâm gần như là chia thành hai nhóm. Hoàng Côn mang theo Lỗ Đạt, Bàng Quân, Miêu Nguyệt Hoa, Địch Hóa Dũng, Hà Lương Tài, Vương Nhị Khải, Hạ Thành Tài rời đi, nghe nói là gặp phó trưởng ban thư ký thị ủy. Đường Diệu Văn cũng không muốn đi theo trợ uy cho Hoàng Côn, vì thế y nói với mấy người có quan hệ tốt gọi điện mời Triệu Quốc Đống. Đám người Vi Biểu, Giản Hồng cùng với Tân Tồn Hoán cùng Hoắc Vân Đạt đồng ý ngay. Đồng thời còn kéo theo Trần Lôi, Hứa Bình, La Băng cùng Thôi Thiên Cầm, Mễ Phong Hằng. Nhìn thấy đám người chờ mình ở cửa, Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Làm gì thế, bạn cũ tụ tập không cần làm như vậy chứ. Ha ha, bí thư Triệu, ngài bây giờ đã là lãnh đạo thị ủy, chúng tôi lại được ăn cơm lãnh đạo thị ủy mời thì phải thể hiện lòng thành chứ. Đường Diệu Văn cười hì hì nói. Vào thôi, đừng khách khí như vậy, đến Tây Giang mới thấy bên Hoa Lâm chúng ta là tốt. Triệu Quốc Đống cười nói. Ở Hoa Lâm sáng tỉnh lại cũng thấy thoải mái hơn đây nhiều. Đúng là sơn thanh thủy tú. Bí thư Triệu,
Sơn Thanh Thủy Tú bây giờ đã thay đổi khái niệm rồi, không phải khen cảnh một nơi đẹp mà là ám chỉ nơi đó có kinh tế lạc hậu, không có sản xuất công nghiệp, từ này không thể tùy tiện dừng trên đầu Hoa Lâm chúng ta. Giản Hồng cười nói, GDP của Hoa Lâm năm nay đã xác định vượt qua Khuê Dương cùng Thổ Thành, chỉ kém hơn Tào Tập cùng Tây Giang một chút. Ừ, đó là việc tốt, xem ra sang năm Tây Giang cần cố gắng nhiều, nếu không ông anh lại bị đàn em vượt qua, như vậy tôi là bí thư quận ủy cũng mất mặt. Triệu Quốc Đống ngồi xuống rồi mời mọi người ngồi vây quanh mình. Diệu Văn, nói trước chưa không uống rượu trắng, chiều còn có việc. Ha ha, bí thư Triệu, Hoa Lâm có thể vượt qua Khuê Dương cùng Thổ Thành, đuổi kịp Tây Giang cùng Tào Tập thì đều là do ngài tạo trụ cột. Nếu không Hoa Lâm đừng nói đuổi theo Tây Giang, mà vượt qua Vân Lĩnh cùng Phong Đình cũng là nằm mơ. Đường Diệu Văn cười nói. Thời gian này ngài đi, chúng tôi đúng là rất bận, cho nên cũng không tiện quấy rầy ngài. Chờ chúng tôi làm tốt thì mới mời ngài đến ăn mừng. Hôm nay có cơ hội thì nếu ngài không uống rượu thì chắc mọi người không đồng ý. Đúng thế bí thư Triệu, chủ tịch Đường nói đúng là suy nghĩ của chúng tôi. Ngài lên Tây Giang lâu như vậy, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy vì sợ ảnh hưởng đến công việc của lãnh đạo. Hôm nay có cơ hội thì phải làm chứ, bí thư Triệu uống như thế nào thì chúng tôi biết. Vi biểu cười nói, sau khi Hoàng Côn tới thì hướng gió ở Hoa Lâm đã thay đổi. Lỗ Đạt, Bàng Quân rõ ràng dựa vào Hoàng Côn, Địch Hóa Dũng chỉ nghe lời bí thư, cho nên Đường Diệu Văn làm chủ tịch huyện đã không phối hợp tốt với Hoàng Côn như thời của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Hoàng Côn cũng biết nặng nhẹ nên không can thiệp nhiều vào công việc của chính quyền. Chẳng qua Miêu Nguyệt Hoa lúc này có quyền lớn hơn, Miêu Nguyệt Hoa thông qua Châu Trì Trường nên đã quan hệ tốt với Hoàng Côn, được coi trọng. Vì thế điều này ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của Vi Biểu. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe ra vấn đề, quận, huyện nào chẳng như nhau, bí thư và chủ tịch hiếm khi hòa hợp, ngay cả hắn và Đường Diệu Văn cũng mâu thuẫn trong cách dùng người. Vậy thì được, Diệu Văn và Lão Vi nói thế nếu còn đùn đẩy thì không ra gì. Được, tôi xem nào, thêm ba cô gái ngồi đây thì tổng cộng là 10 người. Tôi uống với mỗi người một chén, đừng có mời lại, 10 chén đã là nửa lít rồi. Triệu Quốc Đống cầm chén lên nói. Bí thư Triệu. Chén rót đầy thì cũng rơi ra một phần, vì thế chúng tôi mỗi người mời ngài một chén, sau đó mấy người mời chung. Bí thư Triệu muốn uống thế nào thì tùy ngài có được không? Nếu bí thư Triệu không uống được thì có thể thuyết phục ai đó đang ngồi uống thay, nhưng cái này phải xem bí thư Triệu có bản lĩnh hay không. Quyển 8, chương 56. Uống 10 chén, Triệu Quốc Đống cũng thấy hơi choáng váng nên vội vàng ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng. Chẳng qua mấy người Hoa Lâm không chịu tha cho Triệu Quốc Đống, mấy người tụ nhau tấn công Triệu Quốc Đống. Đầu tiên là Đường Diệu Văn cùng Hoắc Vân Đạt lấy lý do làm việc với Triệu Quốc Đống ít nhất mà mời, sau đó đến lượt Tân Tồn Hoán đại biểu phái dân chủ mời, sau đó là mấy cô gái đại biểu nửa bầu trời mà ra chiêu. Thấy mấy tên này cứ nhằm vào mình, Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ. Phải khơi mào đấu đá với bọn họ mới được, Triệu Quốc Đống liền yêu cầu Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt mời mấy người cũ ở Hoa Lâm một chén. Sau đó là lãnh đạo các đơn vị mời lãnh đạo huyện. Dù là Giản Hồng hay là Thôi Thiên Cầm, Hứa Bình đều uống tốt. Trong bốn người chỉ La Băng là kém đôi chút, nhưng bốn người hợp lại khiến hỏa lực không hề kém. Hơn nữa là phụ nữ nên khi phát chiêu thì người bình thường không thể không ứng chiến. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Đường Diệu Văn không quá tốt, có lẽ có điều cần suy nghĩ. Người này mặc dù có vài điểm không ăn ý với hắn, nhưng phối hợp công việc vẫn tốt, hơn nữa cũng tôn trọng mình. Diệu Văn, có phải công việc có gì đó không hài lòng? Tôi nghe nói tốc độ phát triển 2 tháng qua của bên Hà Đông rất tốt mà. Bí thư Triệu, không giấu ngài, kinh tế Hoa Lâm năm nay nhất định đứng đầu cả Ninh Lăng, thậm chí sang năm cũng vậy. Nhưng tôi lo 2-3, 5 năm sau sẽ như thế nào? Trụ cột Hoa Lâm không tốt, toàn bộ dựa vào việc nắm bắt cơ hội, nếu như ngồi không mà hưởng thành quả thì ăn hết sẽ ngồi chờ chết. Đường Diệu Văn trầm giọng nói. Có lẽ vì rượu nên nói chuyện tùy tiện hơn, chẳng qua vì ngại người xung quanh nên nói khá nhỏ chỉ mình Triệu Quốc Đống là nghe được. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không tiện phát biểu ý kiến. Hoàng Côn là người mong ổn định, anh đưa y lên chức bí thư và cần sự quyết đoán là không quá thực tế. 2 năm qua Triệu Quốc Đống đã tạo trụ cột tốt cho Hoa Lâm, hơn nữa ngành sản xuất chủ đạo về cơ bản đã được xác lập, 3 năm tới vẫn có thể duy trì phát triển. Nhưng đúng như Đường Diệu Văn nói. 5 năm nữa thì sao? Một khu vực nghèo khó muốn phát triển kinh tế thì cần có đảng ủy, chính quyền hợp lực đẩy mạnh mới được.
Quan chức đảng ủy, chính quyền địa phương phải có đầu óc tỉnh táo, tầm nhìn xa, đưa ra được quy hoạch thì mới có thể chiếm được thời cơ, khiến một nơi duy trì phát triển kinh tế liên tục. Diệu Văn, có thể Bí thư Hoàng Côn có suy nghĩ khác tôi trong vấn đề phát triển kinh tế, anh có thể trao đổi với Bí thư Hoàng Côn nhiều. Chúng ta trước đây không phải cũng tranh cãi với nhau sao? Nhưng anh phải chú ý phương pháp, nhất là khi công khai, yêu cầu được Bí thư Hoàng Côn tôn trọng thì phải tôn trọng lại đối phương, phải suy nghĩ thay Bí thư Hoàng Côn. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Ừ, anh có thể làm nhiều một chút, nói ít một chút, thấy hiệu quả thì tôi tin mấy lời đồn đại sẽ mất tác dụng. Mắt Đường Diệu Văn sáng lên một chút, nói một ít, làm nhiều một ít, lời này rất có ý nghĩa. Nếu Triệu Quốc Đống là bí thư thì cách này không được, nhưng Hoàng Côn lại khác. Hoàng Côn không thích quan tâm công việc cụ thể, nhưng thích nghe lời hay hơn là lời buồn. Chỉ cần không cần là vấn đề nguyên tắc thì vùi đầu làm việc rồi báo cáo tin mừng là ổn. Triệu Quốc Đống nói xong liền im lặng, có những chuyện nhắc một chút là đủ, còn làm như thế nào thì do chính người đó thực hiện. Thấy Mễ Phong Hằng bưng chén đi tới, Triệu Quốc Đống vội vàng ngăn lại nói. Lão Mễ, đã nói không mời một mình, anh đây là vi phạm quy định. Bí thư Triệu, Lão Mễ tôi thay mặt dân chúng khu Hà Khẩu mời ngài. Ngài đi, bây giờ huyện muốn rút lui khu Hà Khẩu sẽ thành lịch sử. Tôi thay mặt lịch sử mời ngài. Mễ Phong Hằng coi như là người đi sát theo Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm. Quốc lộ Bồng Hoa thông xe, trụ sở Hoa Quả Hà Khẩu thành lập. Nhất là tập đoàn Sán Hoàng cùng tập đoàn Trần Thị đều thành lập nhà máy ở đây đã có tác dụng thúc đẩy ngành trồng cây ăn quả của Hà Khẩu. Bây giờ nhà máy chè Hà Khẩu được công ty Dụ Thái thu mua khiến con đường tiêu thụ mở rộng, chất lượng sản phẩm tăng mạnh, thậm chí còn hấp dẫn nông dân bên Bồng Sơn bắt đầu trồng chè bán cho nhà máy chè Hà Khẩu. Thương hiệu chè Bích Phụ Sơn đã bắt đầu có tiếng toàn Trung Quốc, nhà máy chè cũng thuê nhiều nhân viên hơn. Điều này làm uy tín của Mễ Phong Hằng ở Hà Khẩu tăng rất mạnh. Ồ, đã có văn bản chính thức rồi ư? Triệu Quốc Đống cũng biết Ninh Lăng tiến hành thí điểm việc này ở Hoa Lâm, mà Tây Giang và quận Đông Giang đã hoàn thành việc này trước khi Ninh Lăng lên cấp. Cấp đảng ủy khu sẽ sớm thành lịch sử. Huyện đang thổi gió cho lửa lan nhanh, trưởng phòng thôi bây giờ đã đến phòng nông nghiệp làm trưởng phòng, đang ngồi đây chỉ có tôi là sợ mất việc. Mễ Phong Hằng ra vẻ buồn bã mà nói. Không nói chuyện mất hứng này. Hôm nay gặp Bí thư Triệu là việc đáng mừng. Chúc Bí thư Triệu lên chức nhanh, có thời gian về Hoa Lâm chỉ đạo công việc. Trước khi Triệu Quốc Đống đi đã điều chỉnh Thôi Thiên Cầm đến làm trưởng phòng nông nghiệp, trước đó hắn cũng hỏi ý Mễ Phong Hằng, nhưng Mễ Phong Hằng vẫn không muốn lên huyện, y hy vọng ở lại Hà Khẩu làm chuyện vì dân chúng. Chẳng qua bây giờ Bí thư huyện ủy Hoàng Côn cũng không thích xuống xã, thị trấn như Triệu Quốc Đống, hầu hết là ngồi ở huyện ủy. Cán bộ không quá giỏi nói chuyện như Mễ Phong Hằng lại càng không dễ trao đổi với Hoàng Côn, nên dần bị xa lánh. Diệu Văn, những điều chỉnh có kinh nghiệm công tác phong phú như Lão Mễ là tài sản của chúng ta. Xóa bỏ cấp khu là xu thế tất yếu, nhưng phải làm tốt công tác tuyên truyền. Triệu Quốc Đống bây giờ cũng bắt đầu học cách quan liêu, có đôi khi có những lời vô vị không thể không nói, nhưng cẩn thận cân nhắc nó lại không có ý nghĩa gì mà chỉ có tác dụng an ủi. Không khí hơi yên tĩnh lại. Chẳng qua khi Trần Lôi và Hứa Bình tới nói đại biểu những người từng công tác trong hệ thống công an mời một chén, Triệu Quốc Đống đành phải uống. Hết bữa, Triệu Quốc Đống cũng thấy đầu óc choáng váng. Ăn xong đã là 5 giờ chiều, mọi người liền hẹn nhau đi uống trà, đánh bài nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống không đùn đẩy được, lại sợ người ta nói mình vừa đi đã xa lánh nên đành kiên trì tới Sơn Trang Đường Hồ. Sơn Trang Đường Hồ ở bên cạnh dòng Tú Hà, đó vốn là vùng ngập nước. Nhưng vì nắn dòng nước khiến giá đất nơi này tăng nhanh, người có tiền của Ninh Lăng liền bỏ tiền mua ở đây. Chẳng qua vì tranh đoạt quá kịch liệt nên biến việc khai thác nơi này không thực hiện được một cách triệt để. Không ai phục ai, ai cũng có chỗ dựa, ai cũng muốn nuốt trọn khu vực này. Khi Tằng Lệnh Thuần chủ trì công việc có một điểm sáng là dẫn dòng nước chảy sang chỗ khác, nhưng lại biến nơi đây khu vực đường hồ là một thứ khó giải quyết. Sơn Trang Đường Hồ nói đúng ra là một khu nghỉ dưỡng. Sau khi mua xong và xây dựng lên khiến giá trị khu đất tăng nhiều lần. Triệu Quốc Đống vốn không muốn tới Sơn Trang Đường Hồ, bởi vì hắn biết ở đây là điểm náo nhiệt của Ninh Lăng vào buổi tối. Nếu như anh mà không tới đây thì người ta sẽ nói anh quê mùa, đương nhiên đây chỉ là với người bình thường. Người như Triệu Quốc Đống sẽ không bị mấy điều đó ảnh hưởng. Quyển 8, chương 57. Triệu Quốc Đống chú ý thấy đám người Đường Diệu Văn vừa xuống xe thì có ánh mắt hơi khác một chút.
hắn nhìn theo thì thấy xe NV-60333 cũng đang đỗ ở đó, mấy chiếc xe khác cũng không lạ. Đó đều là xe huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm, còn có một xe Audi chắc là xe của văn phòng thị ủy. Triệu Quốc Đống có chút thú vị nhìn đám người Đường Diệu Văn. Ngoài Giản Hồng và Mễ Phong Hằng còn bình tĩnh, người khác đều đi chậm lại. Đường Diệu Văn có chút hối hận sao chọn ở đây. Ai cũng nói Sơn Trang Đường Hồ có phong cảnh đẹp, vì thế y đã đặt một phòng vừa có thể đánh bài, vừa có thể ngồi trước hồ tâm sự. Bây giờ không ngờ Hoàng Côn lại có mặt ở đây. Diệu Văn, bí thư Hoàng Côn có mặt ở đây, vào có thích hợp không? Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Sơn Trang Đường Hồ nằm trong địa bàn quận Tây Giang, hắn đến là bình thường. Hơn nữa vì uống rượu nên Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện xin phép Vưu Liên Hương. Ha ha, bí thư Triệu, chỉ cần ngài thấy bình thường thì chúng tôi có gì đâu. Ngài là lão bí thư chiêu đãi cấp dưới thì sao chứ? Đường Diệu Văn cười nói. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, tên này đúng là giỏi đùn đẩy, đã biến thành hắn chủ động chiêu đãi bọn họ. Ha ha, cũng đúng, đi thôi, lệnh hồ, phòng ở đâu? Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi trước. Thiết kế của Sơn Trang Đường Hồ này rất đẹp, quy mô tuy không lớn nhưng có vẻ theo phong cách Tô Châu tới làm, nghe nói còn bỏ nhiều tiền mời mấy kiến trúc sư nổi tiếng đến thiết kế. Một đám người đang đi vào thì thấy một đám người từ viện phía Tây đi ra. Tông Kiến đang dẫn theo đám người Hoàng Côn đi ra thì thấy một đám người đi tới thì có chút tức giận. Y đã nói với quản lý Sơn Trang là viện này không tiếp đón người ngoài, vậy đám người kia từ đâu ra? Ồ, từ này gần như được nhiều người dùng. Mọi người đều cùng lúc thấy đối phương, sau đó đều há hốc mồm nói ra từ này, rồi ra vẻ vui mừng đi lên thân thiết bắt tay vỗ via, nói chuyện. Một cấp dưới mời lão lãnh đạo, một là lão lãnh đạo mời cấp dưới mời lãnh đạo. Sau khi hàn huyên vài câu, vẫn là Triệu Quốc Đống đi trước, Tông Kiến, Hoàng Côn và Đường Diệu Văn đi sau nửa bước, những người khác cùng đi vào. Hai nhóm người được bố trí ở hai căn phòng lớn ở tầng 2, mỗi phòng rộng vài chục mét vuông. Bên trong được trang trí thiết bị hiện đại, có tivi lớn, hệ thống loa vòm. Vi Biểu và Tân Tồn Hoán đều thích đánh mạt trược, có thêm Đường Diệu Văn và Mễ Phong Hằng nên lập tức tụ tập lại. Ba người Giản Hồng, Hứa Bình, Thôi Thiên Cầm cũng kéo Hoắc Vân Đạt lại rồi ngồi đánh bài. Triệu Quốc Đống chú ý thấy nước ở đây là nước loại bình to. Đến bây giờ đã sang giai đoạn mới về việc cạnh tranh bình nước to. Nước suối Thương Lãng đã tiến đánh vào thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Trung, Tây Nam với quy mô rất lớn, nhưng thực ra mới là thành phố cấp tỉnh, các thành phố cấp 2 thì tạm thời không có sức lực quan tâm. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Nhắc đến là tới ngay, là Trường Xuyên gọi tới, y đang trên đường từ An Đô tới Ninh Lăng, có lẽ còn nửa tiếng nữa là tới Ninh Lăng. Năm nay tập đoàn Thương Lãng vẫn kinh doanh rất tốt, nhất là loại nước suối Thánh Thủy đã tiến vào thị trường cao cấp, chỉ riêng giá thành tại nhà máy đã là 12 tệ. Nó là biểu tượng của các cuộc gặp cao cấp. Chiêu này của tập đoàn Thương Lãng vừa ra khiến hai đối thủ cạnh tranh chính đều không ngờ tới, hơn nữa còn quá đột ngột khiến bọn họ trong lúc nhất thời không có cách đối phó. Vài tháng sau hai công ty này mới tỏ vẻ muốn đưa sản phẩm hàng cao cấp ra, chẳng qua khi đó tập đoàn Thương Lãng đã chiếm đến trên 95% thị trường sản phẩm cao cấp. Tòa nhà tập đoàn Thương Lãng xây dựng với tiến độ khá nhanh, đã hoàn thành việc xây dựng 3 tầng ngầm, trên mặt đất đã xây dựng tới tầng 6. Trường Xuyên mấy lần gọi đến đã nói với Triệu Quốc Đống về việc tập đoàn Thương Lãng chuẩn bị tiến hành vào mấy ngành sản xuất ở Thượng Hải cùng Bắc Kinh. Chủ yếu là muốn đem lượng tiền mặt khổng lồ của tập đoàn Thương Lãng chuyển vào ngành sản xuất sinh lãi cao. Mà theo y thấy thì thị trường bất động sản của Thượng Hải cùng Bắc Kinh, Hàng Châu đều có thể tiến hành. Mua đất rồi xây dựng, sau đó cho thuê. Cách này mặc dù hơi bảo thủ nhưng lại là lựa chọn rất tốt với tập đoàn Thương Lãng mới thành lập được một thời gian. Nhất là mấy năm tới theo Triệu Quốc Đống nói thị trường bất động sản sẽ khá ảm đạm, đầu tư tài chính mua đất chính là hành vi đầu tư sáng suốt nhất. Triệu Quốc Đống cũng đồng ý cách làm này của Trường Xuyên, nhất là nước suối Thương Lãng và công ty dược Thương Lãng phát triển rất nhanh, như vậy cũng cần đầu tư tiền lãi vào một số ngành tương đối ổn định mà chia sẻ nguy hiểm. Trần Lôi và La Băng ngồi bên chú ý thấy Triệu Quốc Đống nghe điện xong rồi ngẩn ra. Triệu Quốc Đống không thích đánh bài, điểm này người Hoa Lâm đều biết. Trần Lôi và La Băng cũng không thích, Trần Lôi bởi vì nguyên nhân công việc nên không quen, mà tính cách La Băng lại không thích náo nhiệt. Bí thư Triệu, có phải có chuyện gì không? Trần Lôi và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt,
Mặc dù Triệu Quốc Đống đã tới Ninh Lăng nhưng Trần Lôi chỉ cần lên thị xã làm việc là sẽ gọi điện hỏi Triệu Quốc Đống có nhà không, có cơ hội là tới chơi. Không có gì, em trai tôi sẽ đến đây thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bí thư Triệu là anh cả trong nhà. Người huyện Hoa Lâm gần như không biết tình hình gia đình Triệu Quốc Đống, chỉ biết Triệu Quốc Đống chưa kết hôn mà thôi. Ừ, tôi là con thứ hai, có chị gái nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ha ha, bí thư Triệu đến Hoa Lâm nhưng chưa nghe ngài nói gì về tình hình gia đình. Trần Lôi cười nói. Em bí thư Triệu vẫn đang đi học. Không, thằng em hôm nay tới đã sớm đi làm, bây giờ mở công ty ở Thượng Hải, nó có tương lai hơn tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Trần Lôi, La Băng, hai người sao không chơi? Tôi thì quen rồi, trưởng phòng La thì hình như cũng không nghe nói là chơi bài bao giờ. Trần Lôi nhìn La Băng. La Băng ở Hoa Lâm nổi tiếng là lạnh lùng nên không có mấy bạn bè. Chỉ là nghe nói cô ta lấy một người chồng trong quân đội, sau đó lại ly hôn và độc thân. Người phụ nữ xinh đẹp mà độc thân ở Hoa Lâm sẽ luôn bị đồn thổi, nhưng chỉ riêng La Băng thì không. Tôi không thích náo nhiệt cho nên không thích các hoạt động mang tính tập thể. La Băng ngồi một mình ở một bên cách Triệu Quốc Đống và Trần Lôi 3 mét. La Băng, cô như vậy là không được. Một người phải có sở thích và bạn bè. Con người là động vật xã hội, mặc dù có lúc cần ngồi một mình để suy nghĩ, để yên lặng, nhưng hầu hết các lúc cần ở bên bạn bè mà cảm nhận hương vị cuộc sống. Triệu Quốc Đống trêu. Tính cách này sẽ không thích hợp với công tác tuyên truyền. Tính tôi vốn như vậy, không có biện pháp. La Băng lắc đầu nói. Mấy người đang nói chuyện thì cửa phòng được đẩy ra, phó trưởng ban thư ký thị ủy Tông Kiến cười ha hả đi tới. Bí thư Triệu, sao không chơi bài? Ha ha. Lão Tông không quan tâm tới tôi nên không biết tôi không thích chơi bài, chỉ thích uống trà xem mọi người. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Quyển 8, chương 58. Bí thư Triệu đây là phê bình tôi không làm tốt công việc rồi. Tông Kiến làm ở thị ủy nhiều năm và có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng. Cho nên y cũng không ngại gì mấy Triệu Quốc Đống là thường vụ mới. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ, tiềm lực phát triển lớn, y cũng không muốn làm mất lòng. Cho nên cũng chuyên môn tới chào. Tôi bí thư Triệu có bố trí gì không, nếu không thì chúng ta tụ tập một chút. Được rồi, tôi ngồi một chút rồi đi, chỉ đến uống trà cho tỉnh rượu thôi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Bọn họ cũng phải về Hoa Lâm. Hai vị này nhìn có vẻ quen quen. Tông Kiến nhìn hai người Trần Lôi và La Băng. Đây là trưởng phòng công an Hoa Lâm Trần Lôi và trưởng phòng thông tin Hoa Lâm La Băng. Đây là phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm tránh văn phòng Tông Kiến. Sau khi bí thư Hoàng rời đi, lão Tông lên làm tránh văn phòng, coi như là tổng quản của thị ủy. Triệu Quốc Đống cười cười, Tông Kiến lúc này đang nhìn chằm chằm vào La Băng, nhìn đến độ La Băng phải kéo khăn lụa xuống. Triệu Quốc Đống cũng từng nghe Vưu Liên Hương nhắc về việc này, điểm này Vưu Liên Hương cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ Dư Hồng tự mình lựa chọn nói Hoàng Côn đi, Tông Kiến nhận chức tránh văn phòng thị ủy. Triệu Quốc Đống cũng không biết sao Kỳ Dư Hồng lại coi trọng người như Tông Kiến, tên này phụ trách chiêu đãi còn được, nhưng làm tránh văn phòng thị ủy thì có chút không thích hợp. Chẳng qua chuyện này cũng không đến lượt Triệu Quốc Đống quan tâm. Nói chuyện vài câu, Tông Kiến mới quyến luyến rời ánh mắt khỏi Lôi Băng mà rời đi. Nhân lúc Trần Lôi vào phòng vệ sinh, La Băng mặt tái lại rồi thở hổn hển nói. Bí thư Triệu, vị trưởng ban thư ký Tông này sao lại là người như vậy? Con người có hàng trăm loại. La Băng, cô phải thích ứng một chút, đối với loại người này thì cô không cần cho mặt mũi tốt, nhưng đừng có làm mất lòng. Chỉ cần y không quá đáng thì cô cứ coi như con ruồi là được. Nếu như y có từ gì quá đáng thì cô không nên khách khí. Tôi thấy là buồn nôn. La Băng khó khăn lắm mới khống chế được mình không phát tác ngay tại chỗ. Y giống hệt một con sói, văn phòng thị ủy sao lại có cán bộ như vậy? Được rồi, cô dù sao cũng không gặp y hàng ngày. Nếu như cô nói thì phụ nữ trong văn phòng thị ủy không phải suốt ngày đều đi nôn sao? Triệu Quốc Đống cười nói. La Băng, cô phải đổi tính cách mới được. Cô là trưởng phòng, bên dưới nhiều cán bộ như vậy thì phải làm tốt cách xử lý quan hệ. Triệu Quốc Đống quan tâm như vậy, La Băng không biết nói gì. Chẳng qua nghĩ đến mình từng lộ cơ thể trước mặt người đàn ông này, lại nghĩ đến Trình Nhược Lâm được mây mưa làm dịu, La Băng luôn khó có thể nghĩ người đàn ông này có quan hệ với Trình Nhược Lâm kia. Cô vốn không có cảm giác đặc biệt gì với Triệu Quốc Đống, thậm chí còn không quen nhìn. Bí thư huyện ủy trẻ như vậy thì phải dựa vào chỗ dựa mà lên.
Nhưng hai năm qua Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm có danh tiếng tốt, giỏi làm kinh tế, tất cả công trình đấu thầu đều công khai, hoan nghênh ủy ban kỷ luật và thanh tra cấp trên đến giám sát. Hành động này bị nhiều người phê phán vì ngu. Chẳng qua mấy điều đó chỉ khiến La Băng tò mò về Triệu Quốc Đống, như vậy quan hệ giữa Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống càng làm cô thêm khó hiểu và muốn tìm hiểu về hắn hơn nữa. Lôi Bằng khi làm phó trưởng ban tuyên giáo đã có quan hệ tốt với Trình Nhược Lâm, sau đó cô lên làm trưởng phòng thông tin, Trình Nhược Lâm làm phó trưởng phòng, quan hệ càng thêm gần gũi. Mà cô thấy Trình Nhược Lâm trước đây luôn có vẻ buồn bã, nhưng bây giờ Trình Nhược Lâm như thành người khác hẳn. Chẳng những lạc quan, hơn nữa thường xuyên nở nụ cười, ánh mắt nụ cười đều khá hẳn. Có lời đồn Trình Nhược Lâm có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống này, La Băng mới đầu còn không tin. Nhưng rất nhanh cô từ đủ loại dấu hiệu phán đoán lời đồn là thật. Cô lấy phương án bài trừ những người đàn ông bên cạnh Trình Nhược Lâm, mà Triệu Quốc Đống mặc dù xuất hiện với tần suất thấp nhất nhưng lại có thể nhất. Mặc dù Trình Nhược Lâm kiên quyết phản đối, nhưng Lôi Bằng có thể cảm nhận một tia khẩn trương của đối phương. Trình Nhược Lâm không phải loại phụ nữ dùng tiền mua chuộc được, điều này La Băng rất tin. Như vậy Triệu Quốc Đống làm như thế nào phá vỡ trái tim băng giá của Trình Nhược Lâm? Điều này càng làm La Băng tò mò về hắn hơn. Xe Mercedes-Benz từ từ tiến vào sơn trang đường hồ. Nhân viên bãi đỗ xe rất kinh ngạc nhìn xe Mercedes-Benz 600 đầy bụi tiến đến. Loại xe này dù là ở sơn trang đường hồ cũng hiếm thấy, dù là ở Ninh Lăng cũng không có mấy người bỏ hơn triệu mà mua loại xe này. Anh đang ở đâu thế? Triệu Quốc Đống nghe thấy thế liền biết Trường Xuyên đã tới nên nói. Chú đi vào trong, qua cửa, sau đó hỏi nhân viên phục vụ là biết. Khi Trường Xuyên vào phòng thì thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người phụ nữ. Trần Lôi đã sang bàn khác xem cuộc chiến. Anh! Trường Xuyên đến gần và đánh giá ông anh mình, cảm thấy ông anh mình có vẻ mặt không tốt, hơn nữa còn có mùi rượu nên chắc là chưa bị người chuốc. Ngồi đi, Trường Xuyên, đây là trưởng phòng La của Hoa Lâm, đây là em trai tôi Triệu Trường Xuyên. La Băng lễ phép gật đầu đứng lên. Cô thấy người mới tới đúng là có vẻ hơi giống Triệu Quốc Đống, từ cách ăn mặc và khí độ thì cô không biết em của Triệu Quốc Đống làm gì. Chẳng qua cô thấy không giống người kinh doanh bình thường. Anh, hình như anh hơi mệt thì phải. Trường Xuyên rất quan tâm sức khỏe ông anh. Trong thời gian này nhiều việc nên bận, có chút mệt mỏi. Trưa nay lại uống hơi nhiều. Chỉ chú là sướng, không ai ép chú uống được. Triệu Quốc Đống cười nói. Một mình chú tới sao? Bao giờ về? Vâng, Đức Sơn sang Tây Bắc, bọn em chuẩn bị thành lập trụ sở ở Tây Bắc, gần đây mới xác định là ở Cam Túc, chuẩn bị sang Nam Động Công. Đức Sơn đã sang đó xem hai lần. Trường Xuyên nhìn La Băng rồi nói. Anh phải chú ý sức khỏe của mình, đừng miệt mài quá, có nhiều thời gian mà. Triệu Quốc Đống lập tức nghe ra giọng của Trường Xuyên nên cười nói. Thằng danh con này không ngờ dám trêu anh, chán sống à. Người ta là con gái đàng hoàng, không có chút quan hệ gì với anh. Được rồi anh, em đâu phải thằng chưa trưởng thành, em 25 tuổi rồi đó. Loại người gì em cũng thấy rõ mà. Trường Xuyên cười nói. Anh cũng nên tìm người mà lấy đi. Anh là cán bộ lãnh đạo cũng không thể không kết hôn mà. Chuyện của anh còn cần mày quản sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Hôm nay sao lại tới đây? Vẫn vì nhà máy dược Tân Châu. Cù Vận Lam bây giờ phụ trách nhà máy dược Tân Châu. Bây giờ đã gửi hai loại thuốc mới lên Học viện Y khoa An Nguyên về hai loại thuốc. Bây giờ đang được đưa vào thí nghiệm. Ngoài ra nhà máy dược cũng lấy được quyền sản xuất hai loại thuốc độc quyền của Đại học Y khoa Thượng Hải, chuẩn bị tiến hành sản xuất. Cho nên lần này em về để cùng Cù Vận Lam và nhân viên quản lý bên nhà máy dược cẩn thận nghiên cứu quy hoạch phát triển của nhà máy dược Tân Châu trong năm tới. Nhà máy dược Tân Châu mặc dù bị tập đoàn Thương Lãng mua, cũng nhanh chóng đưa vào kinh doanh nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Nhất là công ty dược Thương Lãng sau khi mua nhà máy dược Hoàn Trung đã khiến nhà máy dược này chỉ trong 3 tháng đã thay đổi hẳn, mấy sản phẩm của nhà máy dược Hoàn Trung nhờ kết hợp quảng cáo nên nhanh chóng thị trường chấp nhận. Nhà máy dược Tân Châu mặc dù có biến hóa không nhỏ nhưng vẫn còn kém nhà máy dược Hoàn Trung. Tập đoàn lớn khiến việc quan tâm càng nhiều hơn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được hai thằng em đã trưởng thành nhiều. Trường Xuyên, tập đoàn làm lớn thì áp lực rất nhiều phải không? Tất nhiên rồi anh, có áp lực mới có động lực mà. Anh không phải đã nói đời người có mấy lần được đánh cuộc. Những lời này em luôn ghi nhớ. Nếu ông trời cho một cơ hội mà không nắm giữ thì không phải mất đi sao? Em vẫn nghĩ nếu anh không làm chính trị thì tập đoàn Thương Lãng của chúng ta sẽ như thế nào?
Mắt Trường Xuyên sáng rực lên mà nói. Nếu anh đi con đường chính trị, vậy em và Đức Sơn sẽ thay anh đi trên con đường này. Nói đúng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chúng ta đã trải qua thời đại biến hóa rất lớn, dù chúng ta đi con đường nào thì cũng phải đi về trước. Chỉ cần chúng ta nhớ một điểm là việc mình làm cũng là khiến thế giới tốt đẹp hơn, làm quốc gia mạnh hơn, làm dân chúng hạnh phúc hơn là đủ. Trường Xuyên, anh cũng hy vọng chú đi theo mục tiêu này. Không cần biết chúng ta làm gì nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng đi làm là đủ. Một tập đoàn thì phải có trách nhiệm xã hội chứ không đơn giản chỉ là kiếm tiền. Quyển 8, chương 59. Anh, em vẫn không rõ trách nhiệm xã hội mà anh nói là như thế nào. Trường Xuyên cười nói. Nói một cách đơn giản chính là cống hiến cho quốc gia và xã hội. Ví dụ như nộp thuế là điều cơ bản nhất, cố gắng giải quyết công việc cho công nhân mất việc, làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, anh không phải nói chỉ làm cho có mà làm thật sự, như vậy mới có thể coi là một tập đoàn thành công có trách nhiệm với xã hội. Đương nhiên tất cả phải dựa trên điều kiện tập đoàn thành công. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Em hiểu rồi. Anh muốn là chúng ta không đặt tâm tư vào hưởng lạc mà nên nỗ lực cống hiến cho quốc gia và xã hội. Trường Xuyên gật đầu nói. Anh không phải người vệ đạo, làm ra tiền tài rồi hưởng thụ riêng cũng không phải chuyện xấu. Nếu tất cả mọi người đều không hưởng thụ, không tiêu xài thì cũng là bất lợi cho sự phát triển của xã hội. Anh chỉ nói là phải làm một cách hợp lý, đồng thời đề cao trái tim trách nhiệm xã hội lên mức độ nhất định, mà không phải chỉ là làm vu vơ. Hai anh em thảo luận rất vui vẻ về vấn đề trách nhiệm xã hội của tập đoàn. Những người khác thấy anh em Triệu Quốc Đống nói chuyện vui vẻ như vậy liền không quay dày, đến khi hai người nói chuyện xong việc này, đám Đường Diệu Văn cũng vừa mới thu bài, Triệu Quốc Đống liền giới thiệu Trường Xuyên với mấy người. Bữa tối cũng được diễn ra trong Sơn Trang, đương nhiên cũng không để văn phòng thị ủy thanh toán mà ghi vào cho ủy ban quận Tây Giang. Nghe lệnh Hồ Triều nói Triệu Quốc Đống ở đây, Chánh văn phòng quận Ngô Ứng Cương vội vàng chạy tới bố trí ổn thỏa. Đám người huyện ủy Hoa Lâm đều tới không ngừng mời rượu. Triệu Quốc Đống không chống đỡ được liền đẩy Trường Xuyên ra. Mọi người đều có chút tò mò về người em đầy phong độ của Triệu Quốc Đống. Thanh niên trẻ tuổi như vậy mà tạo được cơ nghiệp ở Thượng Hải đúng là khiến các cán bộ công tác ở cơ sở thấy hứng thú. Ăn tối xong, lái xe cũng chạy đến để đón mọi người. Lúc này chỉ còn Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt lặng lẽ ở lại. Triệu Quốc Đống bảo Hoắc Vân Đạt chờ một chút. Sau đó hắn nói chuyện với Giản Hồng. Triệu Quốc Đống yêu cầu Giản Hồng làm tốt công việc tuyên truyền ở Hoa Lâm, như vậy có thể tăng điểm trong mắt Vưu Liên Hương, cũng tiện cho khi Vưu Liên Hương báo cáo lên với Kỳ Dư Hồng. Giản Hồng cũng hiểu được ý đồ của Triệu Quốc Đống. Lúc trước Triệu Quốc Đống khi sắp lên thường vụ thị ủy đã không ngừng tạo thế cho Hoa Lâm, đó là một ví dụ rõ ràng nhất. Mặc dù tạo thế chưa chắc có tác dụng quyết định, nhưng khi truyền thông không ngừng đưa tin về Hoa Lâm thì ít nhất cũng khiến Triệu Quốc Đống được lãnh đạo tỉnh ủy biết đến. Bây giờ Triệu Quốc Đống cũng muốn Giản Hồng dùng cách này để thể hiện thành tích của ban tuyên giáo huyện ủy Hoa Lâm, tỏ rõ năng lực của cô. Như vậy cũng tăng thêm khả năng khi cạnh tranh chức phó trưởng ban thư ký thị ủy của Giản Hồng. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Giản Hồng phải phối hợp tốt với Hoàng Côn. Dù không có quan hệ mật thiết với Hoàng Côn thì ít nhất cũng không để Hoàng Côn có ác cảm với cô. Kỳ Dư Hồng có lẽ sẽ lén trao đổi với Hoàng Côn, mặc dù chưa chắc có tác dụng quyết định nhưng có thể được Hoàng Côn nói tốt một câu thì cũng hay hơn là nói xấu. Giản Hồng rời đi, Triệu Quốc Đống lại nói chuyện với Hoắc Vân Đạt nửa tiếng. Đối với Hoắc Vân Đạt thì đơn giản hơn, Triệu Quốc Đống đã đề xuất với Trương Thiên Phóng rằng sang năm quận Tây Giang muốn phát triển kinh tế mạnh thì phải cải cách các công ty nhà nước. Các công ty, nhà máy của quận Tây Giang mặc dù không giống nhau nhưng có điểm hung là tài sản đều bị gán nợ. Gánh nặng xã hội cao, hiệu quả kinh doanh quá kém. Nguyên nhân cụ thể lại khác nhau, cách giải quyết không giống nhau nên cần người có năng lực đến giúp. Triệu Quốc Đống cũng nói với Triệu Quốc Đống rằng phó chủ tịch này cần đủ tiếng nói, tức là phải vào thường vụ quận ủy, nếu không khó có thể thúc đẩy công việc này. Trương Thiên Phóng cũng nói mình sẽ nói giúp, điều Hoắc Vân Đạt đến Tây Giang không khó. Bởi vì mọi người đều biết Triệu Quốc Đống cần có người giúp ở quận Tây Giang. Hơn nữa khi Triệu Quốc Đống đến Tây Giang nhận chức thì vấn đề này đã được thỏa thuận, chỉ là vào thường vụ hay không thì khó mà nói. Phải xem cuộc nói chuyện giữa Triệu Quốc Đống và Kỳ Dư Hồng. Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu Hoắc Vân Đạt chuẩn bị tư tưởng gánh vác trọng trách nặng hơn. Cải cách công ty nhà nước là rất khó khăn, vấn đề liên lụy nhiều, trong đó lại có nguyên nhân lịch sử, lại có nhân viên có tư duy cứng nhắc, có những con sâu mọt muốn đục nước béo cò. Trường Xuyên rất biết ý đứng bên.
công việc của ông anh có lẽ không giấu y, nhưng y biết quy củ đứng xa mà nhìn. Đến khi Hoắc Vân Đạt biến mất, Triệu Quốc Đống mới thở dài một tiếng. Cuộc sống cứ như vậy, không có trợ thủ đắc lực làm hắn rất mệt. Quế Toàn Hữu Mạnh không phải về việc làm kinh tế mà là phụ trách công việc hành chính. Hoắc Vân Đạt lại có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh tế, Tăng Lệnh Thuần cũng có chút năng lực. Hơn nữa Tiếu Chiêu Quý và Ngụy Hiểu Lam cùng hành động thì quận Tây Giang mới có thể miễn cưỡng đi lên. Anh, em còn tưởng anh Lưu vị trưởng phòng xinh đẹp, lạnh lùng kia lại. Nói thật vị trưởng phòng này lạnh lùng quá, nhưng rất có khí chất, chẳng qua tuổi hơi lớn một chút. Trường Xuyên cười hì hì nói. Cút, dám nói loạn trước mặt anh, mày ăn gan hùm sao? Triệu Quốc Đống cười mắng. Anh sớm nói với chú rồi, anh và cô ta chỉ là quan hệ công việc, bây giờ còn không như vậy nữa. Cô ta làm ở Hoa Lâm, anh ở quận Tây Giang, không có chút quan hệ gì. Đơn giản như vậy sao? Sao em thấy hai người nháy mắt đưa tình vậy? Trường Xuyên cười hì hì nói. Được rồi, anh, em chỉ đùa thôi mà. Anh một mình ở nơi nghèo khó này, trời lạnh cô đơn thì phải kiếm ai đó đi chứ. Trường Xuyên, chú và Đức Sơn nói sao giống nhau thế? Suốt ngày muốn hỏi anh có ý định lấy vợ hay không? Hay là ngại anh không lấy vợ sẽ ảnh hưởng đến việc hai thằng? Đức Sơn lại thích ai hả? Chú có ý đồ gian xảo gì? Triệu Quốc Đống nhìn Trường Xuyên từ trên xuống dưới rồi nói. Ừ, mặc như vậy mới có hình tượng của nhà kinh doanh, đủ để tán em ngôi sao nào rồi đó. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trường Xuyên vội vàng giơ tay xin hàng rồi nói. Anh, em không có ý đó. Lời này anh nói với Đức Sơn thì còn được, đừng nói vậy với anh. Tán ngôi sao, người mẫu là sở trường của Đức Sơn, em không có hứng thú đó. Ồ, nói như vậy chú muốn tìm người cùng ngành kinh doanh. Triệu Quốc Đống nghe ra ý trong lời của Trường Xuyên, hắn nhìn chằm chằm vào Trường Xuyên mà nói. Có phải có đối tượng thích hợp không? Trước mặt anh mà mày còn không khai thật, nói cho chú biết dù sau này chú, Đức Sơn, Vân Hải làm ăn như thế nào thì chỉ cần anh không gật đầu thì đừng mong mang người vào nhà. Không, không có. Trường Xuyên bị Triệu Quốc Đống nhìn như vậy thì hơi run lên. Không có, Trường Xuyên, chú nói dối cũng không biết, anh thấy mấy thằng từ bé đến lớn. Nhìn chú lúc này là biết chú nói dối. Triệu Quốc Đống vừa bực vừa buồn cười. Trường Xuyên ở mặt này kém xa Đức Sơn. Anh, cũng có một người nhưng chưa đến mức đó, chỉ là có chút cảm giác thôi. Trường Xuyên một lúc lâu sau mới nói. Không phải người trong công ty của chú chứ? Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà hỏi. Vâng, cô ấy là giáo viên ở Thượng Hải, gặp trong một lần ngẫu nhiên. Trường Xuyên gãi đầu nói. Người Thượng Hải. Lại là giáo viên. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hắn không có ấn tượng tốt với người Thượng Hải, quá khôn khéo. Đồng thời cũng không có cảm tình gì với nghề giáo viên. Vâng. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống có chút không hài lòng nên lo lắng. Việc của mình phải do chính mình nắm chắc. Nghề gì không quan trọng, điều kiện gia đình không quan trọng. Anh thấy phải có hai điểm đó là nhân phẩm tốt và tình cảm của mình là được. Lúc nào thấy thích hợp thì đưa tới gặp anh. Quyển 8. Chương 60. Anh, em thấy anh rất bận đó. Ăn một bữa mà còn phải nói chuyện công việc. Trường Xuyên cũng hiểu ông anh mình càng lúc càng giống một quan chức, gần như không khi nào không suy nghĩ đến công việc. Trước đây Triệu Quốc Đống thi thoảng còn quan tâm tình hình của tập đoàn, bây giờ càng lúc càng ít. Ừ, trong thời gian này đúng là hơi bận. Anh vừa đổi chỗ nên người mới, việc mới. Có lẽ sang năm mới dễ thở hơn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu hiệu suất làm việc của mình bên Ninh Lăng còn không bằng Ninh Lăng. Anh, thị xã Ninh Lăng này dù như thế nào cũng hơn Hoa Lâm lúc trước. Em thấy nội thành tuy cũ kỹ nhưng Hoa Lâm sao có thể sánh bằng. Trường Xuyên có chút khó hiểu mà nói. Anh làm bí thư ở đây thì dễ hơn chứ, ít nhất áp lực kinh tế cũng nhẹ hơn. Hừ, đâu đơn giản như chú nghĩ. Công việc không phải là mấy thứ phồn hoa náo nhiệt mà chú thấy. Nhân viên bộ máy. Vấn đề nội bộ sẽ quyết định thành tích công tác. Khởi điểm của quận Tây Giang và Hoa Lâm là khác nhau. Cấp trên sẽ tăng thêm trọng trách cho anh, đưa ra yêu cầu cao hơn nữa, nếu không chú nghĩ rằng anh đến đây là hưởng phúc sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chú không biết công tác chính quyền và quản lý tập đoàn có điểm giống nhau. Chú phải đảm bảo lãi và tài sản của tập đoàn không ngừng tăng lên, phải tạo thương hiệu và văn hóa tập đoàn. Chính quyền cũng là như vậy, chú phải đảm bảo kinh tế tăng trưởng. Thu tài chính cũng tăng, còn phải chú ý phát triển xã hội. Chẳng qua với tập đoàn thì đảm bảo kinh doanh thắng lợi là áp đảo tất cả,
mà đối với chính quyền thì không là như vậy, nếu xảy ra chuyện mất ổn định thì sẽ bị bác bỏ tất cả. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh, lấy tập đoàn mà nói thì đảm bảo duy trì doanh số tăng trưởng liên tục là quan trọng nhất, nhưng tạo thương hiệu cũng rất quan trọng, văn hóa tập đoàn cũng cần thiết. Điểm này em có thể hiểu. Ồ, Triệu Quốc Đống đang bước đi liền ngừng lại một chút, hắn quay đầu lại nhìn Trường Xuyên với ánh mắt kỳ lạ. Điều này làm Trường Xuyên hơi chột dạ. Anh, sao thế? Trường Xuyên, lời này chú có thể nói làm anh rất vui. Không đơn giản. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tiến bộ không nhỏ, được. Anh đừng khen em cũng nghe lời anh nên đi học MBA và thấy có chút trợ giúp. Ít nhất là ánh mắt mở rộng một chút. Trường Xuyên có chút xấu hổ mà nói. Ừ, mở rộng tầm mắt là tốt, nhưng phải chuyển ánh mắt thành đề cao cảnh giới, trong đó cần một quá trình. Chú phải cân nhắc nên áp dụng gì và không. Không phải thứ gì ở MBA đều áp dụng được vào thực tế, làm như thế nào để dung hợp thì phải xem khả năng của chú. Tóm lại anh thấy trong sách có thể tham khảo, nhưng cuối cùng phải căn cứ tình hình thực tế. Phát triển tập đoàn và chính quyền là như nhau, không thể áp dụng y nguyên nơi khác, chỉ có thể học từng bước ở trong thực tế. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Học tập tham khảo là một phần, nhưng thực tiễn mới là quan trọng nhất. Trong xe Trường Xuyên và Triệu Quốc Đống nói chuyện về thị trường nước suối đang cạnh tranh rất kịch liệt. Thị trường nước tinh khiết đã bị hai công ty cạnh tranh kia phân một phần, nhất là thị trường Hoa Nam và Hoa Đông cũng bị ảnh hưởng. Nước suối Thương Lãng vốn nắm giữ một phần thị trường Hoa Nam, nhưng bị nước tinh khiết tiến vào khiến lợi nhuận giảm đi. Nhất là nước suối Thương Lãng kiên trì đi theo hướng nước thiên nhiên, không có sản phẩm tinh khiết, cho nên một ít đại lý đã hỏi nước suối Thương Lãng có sản xuất nước tinh khiết không. Ngay cả Trường Xuyên cũng cảm thấy mình nếu không làm nước tinh khiết có phải sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay không. Cho nên y muốn đến hỏi chuyện Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được áp lực của nước suối Thương Lãng lúc này, nếu như không phải kịp thời phát triển sang ngành nước suối cao cấp thì chỉ sợ áp lực càng lớn hơn nữa. Mặc dù như vậy thì thị trường bình thường lớn hơn hẳn thị trường cao cấp. Mà nước tinh khiết tiến vào thị trường nước suối. Hơn nữa lãi suất của nước tinh khiết lớn hơn nước thiên nhiên khiến nó đã lấy được 1/3 thị trường. Bây giờ nước suối Thương Lãng duy trì không sản xuất nước tinh khiết khiến Trường Xuyên cảm nhận áp lực lớn từ thị trường và trong cả nội bộ tập đoàn. Trường Xuyên, nước tinh khiết là con dao hai lưỡi. Nước tinh khiết thoạt nhìn lợi nhuận cao, có tương lai tốt nhưng khi cuộc sống của mọi người tăng lên, cuộc tranh chấp giữa nước tinh khiết và nước thiên nhiên sẽ có kết luận. Anh tin thắng lợi cuối cùng sẽ nghiêng về phía nước thiên nhiên. Triệu Quốc Đống biết nước tinh khiết và nước thiên nhiên sẽ có cuộc chiến kịch liệt, cuối cùng nước thiên nhiên sẽ giành thắng lợi mang tính tuyệt đối. Mặc dù nước tinh khiết vẫn giữ được thị trường nhất định nhưng nước thiên nhiên vẫn tiến dần từng bước chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa tác dụng có lợi cho sức khỏe đã đảm bảo địa vị bá chủ cho nước thiên nhiên. Bây giờ nước tinh khiết có thể nói rất thành công, thậm chí còn có thể chèn ép nước thiên nhiên, nước suối Thương Lãng không có sản xuất nước tinh khiết có thể có hại, nhưng đây là cơ hội để chúng ta tạo thương hiệu của mình. Đó chính là chúng ta chỉ sản xuất nước thiên nhiên, chỉ tiêu thụ sản phẩm tự nhiên, tuyệt đối không làm sản phẩm gia công. Trường Xuyên lập tức nhạy cảm nhận ra ý nghĩa trong lời nói của ông anh. Anh, lời này chúng ta ngầm trao đổi không sao, nhưng nếu công khai nói ra chỉ sợ sẽ có tranh chấp, thậm chí kiện cáo. Có gì phải sợ, có kiện càng tốt, chẳng lẽ nước suối Thương Lãng không bỏ nổi tiền mời luật sự sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Trường Xuyên. Chú có hiểu ý anh không? Chẳng những công khai tuyên bố, hơn nữa có thể nói với truyền thông, người tiêu dùng là chúng ta chỉ bán sản phẩm thiên nhiên, từ chối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gia công. Cái này, Trường Xuyên hiểu ra đôi chút. Chúng ta cần làm chính là khiến các công ty sản xuất nước tinh khiết kia kiện chúng ta, tốt nhất đưa lên tòa án tối cao, như vậy sẽ tuyên truyền giúp chúng ta. Anh nói với chú, tâm lý tiêu dùng của dân chúng mới là cách thử nghiệm đúng đắn nhất. Bây giờ mấy quan niệm bảo vệ môi trường, thiên nhiên đã ăn nhập vào lòng người, nước thiên nhiên và nước tinh khiết có khác biệt về hàm lượng chất dinh dưỡng đối với cơ thể. Bọn họ nếu muốn kiện thì đó là tuyên truyền không công cho chúng ta tìm còn không được. Triệu Quốc Đống cười nói. Nước suối Thương Lãng cần xác lập tôn chỉ sản phẩm của chúng ta chỉ là sản phẩm thiên nhiên, tuyệt không có gia công. Ai muốn đặt câu hỏi thiên nhiên hay gia công tốt thì cứ đến, chúng ta chào đón. Dù kiện thua thì chúng ta cũng được người tiêu dùng chú ý, giành được thị trường. Trường Xuyên đúng là rất phục Triệu Quốc Đống, nỗi lo trong lòng y đã biến mất. Ông anh đúng là ông anh, lúc quan trọng đều có thể nói rõ vấn đề.
Sau khi hóa giải được lo lắng trong lòng, vẻ mặt Trường Xuyên đã đỡ hơn trước. So sánh với tình trạng của nhà máy dược Tân Châu thì chuyện ở ngành nước suối mới làm y lo lắng, đó là điểm tăng trưởng của tập đoàn, tăng trưởng 1% đó sẽ là con số không thể tính toán. Đến Ninh Uyển, hai anh em đã lâu không ngủ chung giường. Trường Xuyên nói qua những gì đã làm trong một năm qua ở Thượng Hải. Nhất là xây dựng Thương Lãng Building đã làm tập đoàn Thương Lãng phải quan hệ với các cơ quan, mới cảm nhận được quan niệm ở Thượng Hải vượt xa nội địa. Đồng thời Trường Xuyên cũng nói về cái nhìn của mình về thị trường bất động sản Thượng Hải. Cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất tham gia vào thị trường bất động sản Thượng Hải. Nhất là bây giờ tài chính tập đoàn Thương Lãng đang sung túc nên có thể lựa chọn thời cơ thích hợp mà mua lấy tài sản cố định. Mà khi cần tài chính đều có thể gán đất vay vốn ngân hàng. Quyển 8, chương 611. Tháng 12, Ninh Lăng bắt đầu lạnh dần, cục diện Tây Giang cũng dần dần bình tĩnh lại sau cơn bão. Đầu tiên quận ủy nghiên cứu vấn đề bộ máy công an quận, Vân Bạc làm trưởng phòng, Lê Túc điều đến làm chính ủy. Chánh văn phòng đảng ủy chính pháp và trưởng phòng pháp chế đều được đề bạt làm phó trưởng phòng công an quận. Cả bộ máy công an quận gần như thay đổi hoàn toàn. Ngoài một phó trưởng phòng và phó chính ủy giữ lại, trưởng phòng và hai phó trưởng phòng đều vào tù, còn không ít người bị kỷ luật đảng. Cục công an thị xã không có quyền lên tiếng đối với việc điều chỉnh bộ máy ở công an quận Tây Giang. Trên thực tế do Mã Chiêm Bưu là người cục công an thị xã phái xuống nên lần này Triệu Quốc Đống mượn cơ hội từ chối người đề cử của đảng ủy cục công an thị xã. Hơn nữa hắn được thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp thị xã Lam Quang đồng ý nên bộ máy công an quận phải sinh ra trong hệ thống chính pháp của Tây Giang. Ở vấn đề lựa chọn người cho bộ máy công an quận, cán bộ Tây Giang một lần nữa nhận ra sự cứng rắn của Triệu Quốc Đống. Từ trước đến giờ Tây Giang, thậm chí các công an huyện khác của Ninh Lăng đều xây dựng bộ máy chủ yếu dựa trên người của đảng ủy cục công an thị xã xác định, quận, huyện chỉ tiếp nhận. Nhưng lần này Triệu Quốc Đống đã phá vỡ quy định. Khi Vương Lệ Mai đến văn phòng của Triệu Quốc Đống thì cửa đang khép hờ, bên trong có tiếng truyền ra. Cô do dự một chút rồi cuối cùng đi sang phòng thư ký ở bên cạnh. Thư ký Lệnh Hồ, bí thư Triệu có ở nhà không? Lệnh Hồ Triều đang xem văn bản vội vàng đứng lên nói. Trưởng phòng Vương, Chủ tịch Tăng, trưởng Ban Tiếu và chánh văn phòng Quế đang ở trong văn phòng của bí thư Triệu, bọn họ đang có chuyện cần bàn. Ồ, vậy bọn họ còn cần bao lâu nữa mới xong? Vương Lệ Mai có chút thất vọng, thoáng cái đã trôi qua 2 tháng, Triệu Quốc Đống vẫn không đến phòng thông tin nên khiến cô không khống chế được tình hình. Hai tên phó trưởng phòng có lẽ thấy cơ hội nên bắt đầu tính toán xem bao giờ cô bị điều chỉnh. Một tên trong đó nghe nói đã tạo quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ Tiếu Chiêu Quý, một tên nghe nói có quan hệ đồng hương bên Hoài Khánh với chánh văn phòng quận ủy Quế Toàn Hữu, không ngừng chạy sang quận ủy. Bây giờ Vương Lệ Mai khó có thể chỉ huy cả phòng nên rất lo lắng. Nghe nói trưởng ban Bành cũng có ý muốn thay cô, tin này càng làm Vương Lệ Mai thêm mệt mỏi. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ nghiên cứu vấn đề nhân sự? Nói thật chức trưởng phòng mặc dù quan trọng nhưng cô để ý đến cách mình phải xuống hơn. Nếu nói xám xịt rời đi tức là chứng minh việc cô dựa vào cơ thể mà lên chức, có lẽ cả đời cô mang tiếng đó. Lệnh Hồ Triều thấy vị trưởng phòng này có vẻ không tốt. Vị trưởng phòng này trước ít sang quận ủy, sau khi bí thư Triệu đến thì hay tới hơn. Đáng tiếc thời gian trước bí thư Triệu không thích gặp cô ta, vốn xác định đến phòng thông tin điều tra thì cũng bị gạt đi. Trong thời gian này vị trưởng phòng Vương này đã đến nhiều hơn, một tuần này đã đến 2 lần. Trưởng phòng Vương, trưởng ban Tiếu và chánh văn phòng Quế mới vào chưa lâu nên tôi cũng không chắc. Hay là như vậy, nếu bọn họ lập tức ra và bí thư Triệu không có lịch thì tôi sẽ hỏi giúp, nếu bí thư Triệu đồng ý thì tôi lập tức gọi cho chị. Lệnh Hồ Triều thực ra không đành lòng để vị trưởng phòng xinh đẹp phải chạy tới chạy lui khi trời lạnh như thế này. Được, thư ký Lệnh Hồ, cảm ơn anh. Hôm nào bí thư Triệu đến phòng tôi kiểm tra công việc thì tôi nhất định mời thư ký một chén. Mắt Vương Lệ Mai sáng lên mà nói. Lúc này đám người Triệu Quốc Đống đang nghiên cứu vấn đề nhân sự. Lôi Bằng lúc này đang ở bệnh viện, nghe nói ngồi cũng không yên. Triệu Quốc Đống cùng Tăng Lệnh Thuần còn tới bệnh viện thăm Lôi Bằng. Lôi Bằng không thể đi làm thì Triệu Quốc Đống càng vui. Vì thế hắn gọi Tăng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý lên để xác định vấn đề nhân sự. Tiếu Chiêu Quý không rõ thái độ của Triệu Quốc Đống. Theo lý Vương Lệ Mai nhất định sẽ bị điều chỉnh. Bành Nguyên Hậu theo sát Triệu Quốc Đống. Y từng mơ hồ nhắc với mình hy vọng do một vị phó trưởng ban tuyên giáo đến làm trưởng phòng thông tin thay Vương Lệ Mai. Tiếu Chiêu Quý cũng biết phó trưởng phòng thông tin Quách Lỗi là đồng hương với Quế Toàn Hữu.
Trong thời gian này Quách Lỗi không ngừng chạy tới chỗ Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu mặc dù không nói gì với y nhưng điều này cũng làm Tiếu Chiêu Quý phải suy nghĩ. Trong này nhất định có vấn đề gì đó. Tiếu Chiêu Quý mặc dù không nhìn thấu nhưng Quế Toàn Hữu đã không nói chuyện của Quách Lỗi ra, như vậy y không thể tùy tiện giới thiệu người.